Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1076, điều kiện của Hồng Sư 2. Thái tử địa vị tôn sùng, chọn thế nào, trước đó cũng không có lộ ra, chúng ta thực sự không biết. Nếu như có thể sớm biết khảo hạch cái gì, có ứng phó thì cũng sẽ không ra hạ sách đi ngăn cản các ngươi. Mặc dù thái tử là vãn bối, lại là học sinh của Hồng Viễn danh sư học viện, thế nhưng coi như bọn họ không đoán ra thì cũng không dám trực tiếp ép hỏi không biết hồng sư nhíu mày đúng vậy la chiêu lên tiếng thấy bọn họ nói như vậy hồng sư bất đắc dĩ lắc đầu cũng đúng nếu như đối phương đã biết quy tắc cũng đã sớm chuẩn bị không cần thiết phải ra hạ sách này chuyên môn chạy tới chặn đường khiến cho mình nắm được cán dao như vậy đi thái tử khảo hạch cái gì ta không biết nhưng ta có thể nói sớm cho các ngươi một chút chuyện phi nhi công chúa và bốn danh ngạch đây cũng là chuyện mà chúng ta nghe ngóng Raslow mới biết được." La Chiêu Trần chờ một chút rồi nói, "Tốt, chỉ cần ngươi nói ra chuyện này, như vậy chuyện lúc trước sẽ được xóa bỏ." Hồng sư gật đầu. Đám người Trương sư sớm muộn gì cũng sẽ đi Hồng Viễn danh sư học viện, nếu vị phi nhi công chúa này là người của học viện. Như vậy biết sớm một ít, giữ gìn mối quan hệ cũng tiện có phương pháp ứng phó. "Ừm, phi nhi công chúa là lục công chúa của Hồng Viễn đế quốc." tuổi không lớn lắm, thế nhưng lại đo lường ra có thiên phú cực mạnh với chức nghiệp danh sư, năm nay 24 tuổi, đã khảo hạch thành công danh sư ngũ tinh. La Chiêu nói, 24 tuổi, danh sư ngũ tinh, con người hồng sư co rụt lại. Audio điện tử võ tấn bền Có thể trở thành danh sư ngũ tinh, hắn biết loại cấp bậc này có độ khó như thế nào. Không riêng gì có thiên phú danh sư là có thể làm được, còn phải tinh thông chí ít năm loại chức nghiệp, đồng thời toàn bộ đều được học tập đến cấp bậc ngũ tinh. Hắn tốn hơn 160 năm mới làm được, đối phương lại chỉ có 24 tuổi. Không phải chính tay nghe được thì hắn cũng khó mà tin tưởng được. Loại thiên phú này, chỉ sợ cũng chỉ có trương sư mới có thể so sánh được với nàng A. Cảm khái một tiếng, trong lòng cười khổ. Không thể phủ nhận, thiên tài chân chính quả thực không phải là loại người như hắn có thể hiểu rõ. Đúng vậy, Chính vì vậy cho nên Diệp Tiền Thái Tử mới chủ động kết giao, để bệ hạ lấy ra bốn cái danh ngạch. La Chiêu gật đầu. Khi hắn mới vừa biết tin tức này cũng bị dọa cho khiếp sợ không nhẹ, nếu không phải tố chất tâm lý quá cứng, chỉ sợ hắn đã bị dọa cho sụi lơ rồi. Danh sư ngô tinh 24 tuổi. Đây là chuyện mà trước đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Phi Nhi công chúa chỉ có một người, muốn bốn cái danh ngạch để làm gì chứ? Hồng sư nhìn qua. Trước đó hắn đã muốn hỏi Trang Tần, đáng tiếc địa vị của đối phương thấp, những chuyện này không nghe ra được. Cho dù có hỏi cũng hỏi không mà thôi, đã không có mở miệng mà đối phương, ại bằng lòng nói, như vậy cũng vừa vặn hỏi thăm cho rõ ràng một phen. Đúng là công chúa chỉ có một mình, chỉ có điều, nàng còn có một người bạn và hai đồng học danh sư học viện. Dường như là đến Thanh Tắc Sơn để thi hành nhiệm vụ gì đó. Cho nên lúc này mới được thái tử mời, nếu không, công chúa của Hồng Viễn Đế Quốc, làm sao có thể hạ mình đi tới nơi này được chứ? La Chiêu nói, Hồng Sư gật đầu, Hồng Viễn Đế Quốc là đế quốc nhất đẳng, ở trên danh Sư Đại Lục cũng có thể được coi là thế lực một phương. Phía dưới quản hạt của bọn họ, đế quốc nhị đẳng như huyễn vũ đế quốc không dưới mấy trăm, nếu như không phải có tình huống gì quá đặc biệt, làm sao nàng có thể hạ mình tới đây được chứ? Coi như hóa thanh chỉ có thần kỳ thì cũng chỉ hữu dụng đối với linh hồn của cường giả hợp linh cảnh, kiều thiên cảnh mà thôi. Mà loại tác dụng này, ở trong quốc gia có vật tư phong phú như đế quốc nhất đẳng, hoàn toàn có thể dùng rất nhiều loại bảo vật để thay thế, không cần thiết phải bôn ba đường xa, hao hết vất vả đi tới nơi này. Tên và thân phận của mấy người này các ngươi đã điều tra ra được hay chưa? Hồng Sư hỏi tiếp, bằng hữu của Phi Nhi công chúa gọi là Lạc Thất Thất, nghe nói cũng là công chúa của vương quốc nhất đẳng nào đó. Thân phận cụ thể, đối phương không nói, chúng ta cũng không có quyền hạn đi thăm dò. Chỉ có điều, đẳng cấp danh sư dường như cũng không kém hơn so với phi nhi công chúa tu vi thậm chí còn hơn một bậc theo ta suy đoán mấy người chúng ta cộng lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ vẻ mặt la chiêu có chút ngưng trọng mặc dù hắn chỉ gặp mặt qua lạc thất thất này một lần thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được thực lực của đối phương sâu không lường được chí ít cũng không phải là người mà hắn có thể chống lại còn hai người còn lại là đồng học cùng lớp với công chúa đều là nam Tu vi và thực lực cũng không yếu, không kém hơn so với công chúa, quan trọng nhất là trên người bọn họ đều có khí tức con em quý tộc. Nếu ta đoán không sai, thân phận cũng đều không đơn giản. Còn tên, La Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói, một người gọi là Hình Viễn, người còn lại hình như gọi là Ngô chấn. Tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Lạc thất thất, Hình Viễn, Ngô Trấn. Hồng sư gật gật đầu. Có thể từ trong danh sư học viện đi ra nhất định đều là danh sư lại học cùng lớp với phi nhi công chúa nói cách khác cũng đều là cấp bậc ngũ tinh học sinh của hồng viễn danh sư học viện hơn nữa lại được phái ra hoàn thành một loại nhiệm vụ nào đó như vậy thành tựu của mấy người này sau này nhất định sẽ không thể hạn lượng như thế có thể có cơ hội kết giao đương nhiên huyễn vũ đế quốc sẽ không từ bỏ khó trách thái tử diệp tiền lại nhiệt tình như thế a à, đúng rồi tính khí của phi nhi công chúa không tốt lắm lạc thất thất kia cũng cực kỳ lạnh lùng. Nếu như gặp phải hai nàng thì tốt nhất đừng đắc tội, nếu không, huyễn vũ đế quốc cũng không chịu nổi. Dường như nghĩ tới điều gì đó, là chiều vội vàng dặn dò. Đắc tội, yên tâm đi, chúng ta không gặp được bọn họ thì nhất định cũng không có khả năng đắc tội. Hồng sư cười cười, vẻ mặt chân thành. Chúng ta đều là người đàng hoàng. Trường 1077, Kỳ chân Lâu một Duỗi lưng một cái, Trương Huyền đi ra khỏi phòng. Tu luyện liên tiếp thực sự có chút mệt mỏi. "Lão sư." Vừa tới sân nhỏ thì Viên Đào đã tiến lên đón, vẻ mặt như ăn phải mướp đắng. "Lão sư, con có cảm giác, gần đây tu luyện chậm hơn trước kia nhiều, chẳng biết tại sao, tinh lực một mực không có cách nào tập trung được." Triệu Nhã, Lộ Sung rời đi, bốn học sinh còn lại cũng đều cảm nhận được áp lực. Cũng chuyên tâm muốn đuổi theo hai người kia, cũng không biết vì cái gì mà nửa tháng này Tu vi hắn dường như đã bị xiềng xích, dù làm thế nào thì nhất định cũng không thể tăng tiến. Người này trời sinh đã sợ lão sư trách cứ, cho nên mới không dám tới hỏi thăm. Hôm nay hắn cũng không nhịn được nữa, bởi vì ngay vừa rồi, Vương Dĩnh đã lần nữa đột phá, nếu như không nhanh lên một chút thì hắn sẽ rất mất mặt. Không cần phải gấp, tình huống của người ta đã biết, không phải là ngươi không chuyên tâm, cũng không phải không có thiên phú, mà là huyết mạch long tê trong cơ thể ngươi chưa thể tiếp tục mở ra, như vậy sẽ hình thành gông xiềng ở trong cơ thể, ràng buộc tu vi. Trương Huyền gật đầu. Tình huống của viên đào, trước mấy ngày trên lưng linh thú hắn đã nhìn ra. Không phải hắn không có cố gắng, mà là vấn đề huyết mạch trong người. Người nắm giữ thể chất đặc thù, thể chất hoàn toàn kích hoạt thì tu luyện sẽ giống như uống nước ăn cơm vậy, rất đơn giản. Thế nhưng nếu như không có cách nào kích hoạt, như vậy sẽ giống như gông xiềng, dù có tu luyện thế nào cũng là vô dụng. Phương pháp kích hoạt thể chất nhiều vô số, thể chất đặc thù cũng ít, rất khó chiếm được truyền thừa hoàn chỉnh. Không ít người chân chính có thiên phú, bởi vì không tìm thấy hệ thống phương pháp, cũng không đủ tài nguyên cho nên từ đó mới phai mở như mọi người. Chính vì vậy, lúc trước băng nguyên cung muốn triệu nhã đi qua đó, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Thể chất thuần âm, băng nguyên cung có truyền thừa hoàn chỉnh, lại có tài nguyên vô hạn so với một mình hắn tìm tòi còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại viên đào đã gặp vấn đề này, thể chất mới được mở ra khoảng chừng 20%, tu vi đã tới hóa phàm nhị trọng sơ kỳ. Hiện tại đã đến cực hạn, nếu còn muốn tăng trưởng, thì bắt buộc phải tiếp tục kích hoạt. Nếu không, huyết mạch long tê nặng nề sẽ giống như gông xiềng, giam cầm huyệt đạo và kinh mạch, khó mà tiến lên. Nếu như hắn tu luyện thiên đạo công pháp, như vậy nhất định sẽ không có vấn đề, đáng tiếc đây chỉ là bản rút gọn phiền phức hơn không ít. Mấy ngày nay hắn một mực cân nhắc, cũng đã nghĩ ra mấy phương án có thể làm được. Như vậy, người kêu tôn cường đến đây, bảo hắn hỏi thăm một chút, nhìn xem chung quanh có địa phương nào bán bảo vật hay không. Nếu có thì đi tìm một chút, nhìn xem có bảo bối phù hợp với thể chất của ngươi hay không. Trương Huyền thản nhiên nói. Vâng, thấy lão sư đã sớm biết, viên đào cảm thấy ngại ngùng, cho nên vội vàng lui xuống chỉ trong chốc lát đã cùng viên đào đi tới thiếu ra ta tìm người nghe ngóng tình huống chung quanh chung quanh đây có kỳ chân lâu khả năng sẽ có thứ mà người muốn tôn cường vội nói hắn là quản gia biết bổn phận của mình cho nên vừa đến đây hắn đã nghe ngóng bốn phía biết được không ít tin tức kỳ chân lâu trương huyền nhìn về phía hắn vâng bên trong kỳ chân lâu này có rất nhiều bảo bối quý hiếm không ít thứ cực kỳ chân quý giá trị không dưới pháp bảo linh cấp thượng phẩm, thậm chí không ít thứ đều là chân phẩm. Chỉ là, có chút kỳ quái là, những thứ kia chưa từng bán ra, chỉ tặng người hữu duyên mà thôi. Tôn Cường nói, tặng, trương huyền sướng sờ, mặc kệ có bao nhiêu kỳ chân, bảo vật, tài sản. Nếu như không bán sạch mà còn đi tặng, như vậy còn không phải đền chết hay sao? Đúng vậy a à, chỉ có điều, không phải là tặng không, nhất định sẽ có đánh đổi thấy vẻ mặt thiếu ra không tin, Tôn Cường cười cười. Nghe nói kỳ chân lâu có hai hàng cột đá, không biết bên trong dùng phương pháp gì để khóa lại bảo vật. Người muốn đi mua sắm kỳ chân có thể đi qua, nếu như tìm hiểu, nhận ra cái thứ nhất thì sẽ có được một phần ban thưởng, nhận ra cái thứ hai thì sẽ là hai phần ban thưởng. Cái thứ ba thì là ba phần, theo thứ tự tăng lên, nói cách khác, nếu như người có thể nhận ra đồ vật bên trong cột đá thứ 50 căn. Như vậy là có thể trực tiếp có được 50 phần, Điểm tích lũy có thể đổi tất cả bảo vật mà kỳ chân lâu có, chỉ cần điểm số đủ thì muốn lấy cái gì cũng có thể. Chỉ là, trước khi phân biệt, nhất định phải giao nạp 10 viên linh thạch trung phẩm xem như là tiền thế chấp. Một khi nhận ra sẽ thu linh thạch về, phân biệt không ra. Như vậy thật ngại quá, linh thạch sẽ phải nộp lên trên. Nói cách khác, một phần không chiếm được, linh thạch sẽ thuộc về bọn họ. A-Hát, à Trương Huyền đã hiểu A. À. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là mượn nhờ tâm lý hiếu kỳ của mọi người để kiếm tiền, có chút giống như đánh bạc. Bảo vật bị phong tỏa trong trụ đá, nhìn không thấy sở không được. So với dám bảo cực vẫn còn khó nhìn ra hơn, muốn kiếm điểm tích lũy, nhất định sẽ không dễ dàng, thoạt nhìn 10 viên linh thạch trung phẩm không nhiều. Thế nhưng người tới càng nhiều, như vậy bọn họ cũng kiếm bộn không lỗ. Nơi này có chút giống lưu thương khúc thủy của giám bảo các hồng hải thành. Dùng nhãn lực của mọi người để phân thắng bại. Thứ này đối với người khác rất là khó, thế nhưng đối với hắn, dường như lại là chuyên môn tặng bảo bối. Chỉ cần dùng ngón tay sờ một cái, thư viện sẽ hình thành thư tịch, ngay cả tám đời tổ tông nhà nó cũng có thể làm rõ ràng, muốn phân biệt chẳng phải sẽ rất đơn giản hay sao? Đi, đi qua nhìn một chút, nếu có đồ vật mà viên đào có thể sử dụng, như vậy ta không ngại thu mấy thứ. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, đi thôi. Trương Huyền mỉm cười nói vừa vặn muốn mở thể chất của viên đào ra cũng cần bảo bối đặc thù. Nếu như cái gọi là kỳ chân lâu này có thứ này, như vậy hắn cũng không ngại đi sờ hàng đá một chút. Kiếm một chút, đương nhiên, nếu như không có thì thôi. Hắn cũng không phải là người nhìn thấy bảo bối là không nhấc nổi chân, danh sư cũng nên có phong thái của danh sư, không có khả năng thấy bảo vật của người ta thì nhất định phải lấy được. Lại nói, dù sao huyến vũ đế đô cũng là địa phương xa lạ, vẫn nên khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Vâng." Tôn Cường gật gật đầu, dẫn đường ở phía trước. Chương 1078, Kỳ Chân Lâu 2. Muốn tìm bảo vật với phù hợp thể chất của Viên Đào, như vậy cũng mang hắn tới nơi này xem thử một chút. Kỳ Chân Lâu cách hoàng cung không tính là quá xa, ba người đi không đến 20 phút thì đã thấy một tòa tháp lâu uy nghiêm mà cao ngất xuất hiện ở trước mặt. Ba chữ to, Kỳ Chân Lâu, như rồng bay phượng múa, chậm rãi hấp thu linh khí dường như bất kỳ lúc nào cũng sẽ bay lượn mà ra kiểu chữ lục cảnh nhìn thoáng qua trương huyền sững sờ kiểu chữ thư họa lục cảnh đã đạt tới bậc linh trí cấp không phải là tứ tinh ngay cả thi họa sư ngũ tinh cũng khó mà làm ra được người viết ra thứ này xem như cực mạnh còn chưa có đi vào lầu các thì đã thấy thư họa lợi hại như thế tùy ý bày ở bên ngoài cũng đủ để khiến cho hắn cực kỳ hứng thú đối với kỳ chân lâu này đi vào cửa chính đại sảnh cực kỳ rộng lớn, ở vị trí gần bức tường chung quanh có xếp đặt vòng quầy hàng, trong đó có chứa đựng đủ loại bảo vật. Ba người đi vào trong. Trường kiếm, tranh chữ, quân cờ, khoáng thạch, lông tóc linh thú. Rất nhiều bảo vật, cần cái gì cũng có. Móng vuốt màu vàng của hồ ưng thú hóa phàm tứ trọng. Nhìn một hồi dọc theo quầy hàng, đột nhiên Trương Huyền dừng bước. Trong quầy trước mắt có để một cái móng vuốt dài khoảng ba thước rất to lớn, toàn thân màu vàng, khiến cho người ta có một loại cảm giác sắc bén như băng. Hồ ưng thú là linh thú cấp bậc hóa phàm tứ trọng, không nói tới số lượng ít mà còn rảo hoạt như cáo, coi như là thú đường. Muốn thuần phục một đầu cũng rất khó có khả năng, chứ đừng nói chi là bắt để chém giết. Thứ này rất ít, thế nhưng móng vuốt lại là bảo vật hiếm có. Nhất là móng vuốt đạt tới màu vàng, là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế binh khí linh cấp trung phẩm đỉnh phong không ít người cầu một đốt ngón tay cũng không thể có được mà nơi này lại có một cái hoàn chỉnh giá trị rất lớn không thể đo lường cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trên da cừu phía dưới móng vuốt có viết một hàng chữ chảo vàng hồ ưng thú một chữ một này là có ý gì hắn không nhịn được nhìn về phía tôn cường a à, phía dưới ghi chú một ý tứ là chỉ cần một điểm tích lũy là có thể đổi lấy tôn cường suy nghĩ một chút rồi nói một điểm tích lũy là có thể đổi lấy sao Trương Huyền sửng sốt. Móng vuốt màu vàng của hồ ưng thú vô cùng chân quý, rất khó tìm. Nếu như bán ra, coi như không có giá mấy chục viên linh thạch trung phẩm thì ít nhất cũng phải hơn 10. Chỉ cần một điểm tích lũy là có thể đổi lấy. Như vậy điểm tích lũy này cũng không khỏi quá đáng tiền A. À. Đồ vật ở lầu một hầu như đều là một điểm tích lũy là có thể đổi lại, tầng lầu càng cao thì lại càng chân quý. Tôn Cường cười cười. Những thứ này chỉ cần một điểm tích lũy là có thể đổi một cái sao hít sâu một ngụm khí lạnh trương huyền kinh ngạc khó trách không ít người đều đồ vật của kỳ chân lâu không có khả năng đơn giản lấy đi như vậy mà vẫn còn có vô số người đến đây thử vận khí bởi vì đồ vật trong này quả thực quá chân quý vòng qua móng vuốt của hồ ưng thú tiếp tục đi lên phía trước nhìn quanh hắn lại thấy được không ít đồ tốt giá trị đều không dưới móng vuốt phía dưới cũng đều chỉ ghi chú chữ một lợi hại chỗ này quả thực xứng với hai chữ kỳ chân khen ngợi một tiếng rất nhanh hắn đã đi quanh một vòng mặc dù bảo vật trong lầu một rất nhiều thế nhưng đối với việc kích hoạt thể chất của viên đào lại không có tác dụng gì lớn huyết mạch long tê hết sức đặc thù mặc dù hắn cũng không rõ cụ thể là thứ gì có thể giúp kích hoạt huyết mạch thế nhưng cũng có một phương hướng đại khái đi lầu hai xem một chút đi biết lầu một không có cho nên hắn cũng không có hứng thú bảo vật dù khá hơn nữa đối với hắn cũng không bằng linh thạch các vật phẩm khác có khá hơn nữa cũng không bằng công pháp tu luyện đủ nhiều. Bởi vậy, đối với những bảo vật này, thật sự là hắn không có hứng thú cho lắm. Nếu như có hứng thú thì lúc trước cũng sẽ không trả lại đồ vật bên trong lưu thương khúc thủy cho giám bảo các. Ba người đi lên lầu. Tầng thứ hai rõ ràng so với tầng thứ nhất đã ít người hơn không ít. Hơn nữa chủng loại và số lượng bảo vật cũng thiếu một ít. Chẳng qua vừa nhìn một cái lại chân quý hơn rất nhiều không ít chân phẩm, thậm chí ngay cả giám bảo các cũng không bỏ ra nổi. Những thứ này còn có không ít, coi như dùng nhãn lực hiện tại của hắn cũng không gọi được tên. Đây là thư hoa thất cảnh. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy một bộ thư họa thất cảnh. Vừa nhìn đã thấy ít nhất là thư họa sư lục tinh mới có thể vẽ ra được. Động vật, thực vật, trong đó sinh động giống như là đang sống, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra ngoài được, lại còn hội tụ linh khí. Cảnh vật đã linh trí phá phàm, đã có linh trí của mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát khỏi bức tranh mà ra. Cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên da cửu ghi chú phía dưới viết một hàng chữ, xuân thu ngạo ý đồ, nhị. Chỉ có giá trị 2 điểm. Trương Huyền líu lưỡi. Bức họa này so với Tử Túy nhất mộng giác, lúc trước bán đấu giá ở trong Hồng Hải Thành còn tốt hơn nhiều. Dù sao, bức họa kia đã vẽ sai, mặc dù dựa vào sự giúp đỡ của hắn miễn cưỡng đạt tới thất cảnh. Thế nhưng cũng là cấp thấp nhất cuối cùng cũng chỉ bán ra được với cái giá 4 vạn hạ phẩm linh thạch. Cũng chính là cái giá 4 viên linh thạch trung phẩm. Mà thứ này, rất rõ ràng là tác phẩm do thư họa sư lục tinh để lại. Nếu như đấu giá đơn thuần, không có 50 viên linh thạch trung phẩm thì tuyệt đối sẽ không có khả năng bán ra, thế mà giá trị của nó lại là nhị. Kỳ chân lâu này quả nhiên đáng sợ, thậm chí nhiều bảo vật cũng đã vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Loại địa phương nhỏ này có thể có thứ gì tốt chứ? nếu ngươi thích thứ gì đó, sau khi trở về ta giúp ngươi tìm là được. Hắn đang định tiếp tục xem tiếp thì đã nghe một đạo thanh âm nhàn nhạt ở cách đó không xa vang lên, ngay sau đó đã có hai bóng người đi tới. chương 1079, Lạc Xà Nội Đan 1 một. một nam một nữ, thoạt nhìn tư thế hiên ngang, tinh khí mười phần đi tới. Nữ tử đi ở phía trước mặc một bộ quần áo bó màu vàng nhạt, phát họa ra dáng người hoàn mỹ. Làn da trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh xóa trên vai, vòng eo đẹp uyển chuyển vừa vặn. Nếu chỉ tính dung mạo đơn thuần sẽ không thua mạc vũ, triệu phi vũ một chút nào. Nam tử ở bên người nàng ước chừng 32, 33 tuổi. dáng người to lớn, khuôn mặt cương nghị, giữa hai hàng lông mày mang theo một cỗ khí thế, vừa nhìn đã biết, rất có thân phận. Trương Huyền cũng không thèm để ý tới dung mạo của đối phương. Nếu nói tới xinh đẹp, sao ra ai cũng kém hơn triệu nhã đã mở ra thể chất. Thậm chí ngay cả Mạc Vũ, Triệu Phi Vũ cũng không hề yếu, ba người này hắn cũng không quan tâm chứ huống chi là một nữ tử không nhận ra này. Nhìn tu vi của nàng, vừa nhìn qua, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Hai người này, tuổi tác cũng không tính là quá lớn, thế nhưng thực lực lại cực mạnh, khiến cho người ta có một loại cảm giác như vực sâu biển lớn, so với Hồng Sư chỉ mạnh chứ không yếu hơn một chút nào. Cương giả Hóa Phàm Lục Trọng. Trương Huyền hướng mày. Hóa Phàm Lục Trọng chỗ 28 thế lực, người mạnh nhất cũng không đạt tới. Hắn tới đây, vừa định đi mua đồ thì đã thấy hai người, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, không hổ là huyễn vũ đế đô, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Các nước chư hầu chính là các nước chư hầu, so với đế đô, vẫn không có cách nào so sánh được. Không cần, nếu như người cảm thấy nhàm chán thì có thể đi trở về. Thanh âm lạnh nhạt của nữ tử Mỹ mạo vang lên, nàng cũng không để ý tới ý tốt của đối phương, Xem ra quan hệ giữa hai người cũng không phải là 10 phần hòa thuận. Ha ha, làm sao ta lại cảm thấy nhàm chán cơ chứ? Nếu nàng muốn nhìn, ta đi cùng nàng là được." Nam tử xấu hổ cười một tiếng. Hai người tiếp tục đi dọc theo quầy hàng quan sát, Trương Huyền cũng lười chẳng muốn quản, cũng nhìn qua từng kiện từng kiện bảo vật. Muốn kích hoạt huyết mạch Long tê phải cần máu tươi của linh thú hoặc là nội đan có thuộc tính tương đồng, hoặc là dược vật, khoáng thạch đặc thù, những vật này rất là thưa thớt, muốn tìm được cũng không dễ dàng như vậy. Tử thần châu đeo trên người có thể tẩy rửa bụi bặm, khiến cho người ta không dính một hạt bụi. Hai mắt hắn rơi vào bên trên một viên châu. thứ này hắn đã nhìn qua ghi chép, đó là một loại pháp bảo đặc thù, không phải là tính công kích, cũng không phải tính phòng ngự, mà là một loại vật phẩm được người tu luyện thích đeo. một khi mang ở trên người, có thể khiến cho quần áo, cơ thể không nhúm bụi trần coi như không cần loại trừ thì mặt mày lúc nào cũng luôn tỏa sáng. Thứ này thế mà cũng là, nhị. Trương Huyền khẽ lắc đầu. Một bức họa thất cảnh có giá trị, nhị, không ngờ thứ này thế mà cũng có giá cả tương đồng. Xem ra kỳ chân lâu này cũng không phải là dựa theo giá trị để đặt con số trước, mà là dùng trình độ hiếm hoi để phán đoán. Tử thần châu, đối với võ giả bình thường, mặc dù tác dụng không lớn, thế nhưng lại là bảo bối rất khó có được, được vô số nữ tử ưa thích. Đại lục bao la, có lúc phải bay rất nhiều ngày, không có cách nào loại trừ bụi bặm. Đổi lại là ai cũng sẽ khó chịu đến cực điểm, mà có thứ này, lúc nào cũng duy trì sự sạch sẽ, đừng nói là một, hai tháng, coi như một năm không tắm thì cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Bởi vì khan hiếm, cho nên mới chân quý. Chỉ là từ đó cũng có thể nhìn ra giá trị của thư họa so với vũ khí, pháp bảo so chân chính vẫn không cao bằng. Chẳng qua đây cũng chỉ là tác phẩm thất cảnh nếu như đạt tới bát cảnh hoặc là cao hơn như vậy có thể hải thị thận lâu lấy hư hóa thực giá trị sẽ hoàn toàn khác biệt một ít tác phẩm hội họa lợi hại thậm chí còn có thể huyễn hóa ra một tòa thành thị vây khốn người tu luyện vào trong đó mãi mãi không có cách nào chạy ra ngoài được có thể được danh sư đường sắc phong làm chức nghiệp đặc thù mỗi một chức nghiệp đi tới tận cùng đều rất là cường đại có lực lượng mà thường nhân khó mà chống lại được giống như đoạn thời gian trước hắn lĩnh ngộ thiên tinh cờ vậy nghe nói cảnh giới ngộ đạo tới tối cao có thể lấy thiên địa làm bàn cờ, ngôi sao làm quân cờ, xê dịch càn khôn, nghịch chuyển âm dương. Đáng tiếc, thứ mà Hồng Sư lấy được chỉ là tàn thiên, coi như khôi lỗi đã truyền thừa cho mình, thế nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh, không đạt tới loại hiệu quả này. Tiếp tục xem, rất nhanh toàn bộ lầu 2 đã được hắn dạo qua một vòng, thế nhưng vẫn không có phát hiện ra bảo vật thích hợp. Trương Huyền mang theo hai người, đi đến bên trên lầu 3 vật phẩm trên lầu ba càng thêm chân quý, nhìn thoáng qua, trong đám bảo vật này, ghi chú đã không còn cùng một sắc nữa. Có một chút thứ là tam, có chút là tứ, cũng có chút là ngũ. Dọc theo quầy hàng lần lượt nhìn lại, hắn đã thấy được một bộ tác phẩm hội họa lục cảnh, không ngờ lại ghi chú tứ, so với tác phẩm hội họa thất cảnh trước đó còn đắt hơn gấp đôi. Nghi ngờ một chút, rất nhanh Trương Huyền đã hiểu ra. Bức họa này, mặc dù cấp bậc thấp hơn cái trước, thế nhưng lại là bản vẽ của một vị thư họa sư rất nổi danh trong huyễn vũ đế quốc để lại. Nghe nói khi ấy hắn chiến đấu cùng người khác, trước khi chết đã dùng tâm huyết để lại tác phẩm hội họa. Bên trong ẩn chứa chấp niệm và oán khí của vị thi họa sư ngũ tinh lớn này. Vô cùng chân quý, cho nên được định giá cao cũng là chuyện đương nhiên. Ồ, đây là trường kiếm cấp bậc linh cấp trung phẩm đỉnh phong. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy một kiện binh khí. Hắn có kiếm pháp siêu quần, thế nhưng vẫn không có binh khí thích hợp, nếu như có thể phối hợp với một thanh trường kiếm tốt. Như vậy thực lực cũng sẽ tăng lên nhiều. Thanh kiếm này, so với thanh trước đó ở Hồng Hải thành có cấp bậc cao hơn một ít. Đồng thời cũng càng thêm sắc bén, hàn mang bắn ra bốn phía, khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo. Băng vô kiếm, lục. Phía dưới viết bốn chữ. Giá trị là lục sao. Trương huyền tặc lưỡi. Ở lầu một hắn cũng đã nhìn thấy vũ khí linh cấp trung phẩm, thế nhưng đều là khoảng chừng nhất, thế nhưng thanh kiếm này lại ghi chú, lục không khỏi quá khoa trương A. Vị công tử này, thanh kiếm này là do luyện khí đại sư Hồ Thanh Tử tự mình rèn, là pháp bảo có thể tấn thăng. Có thể rèn luyện lần nữa, chân quý vô cùng, không phải là những vũ khí bình thường phía dưới kia có thể sánh ngang. Thấy hắn nghi hoặc, một gã sai vặt bên quầy lập tức giới thiệu. Pháp bảo có thể tấn thăng. Trương huyền sững sờ, lập tức gật đầu mặc dù hắn không chính thống học qua luyện khí thế nhưng loại thư tịch này cũng được góp nhặt không ít hắn cũng biết đẳng cấp ở trong đó vũ khí bình thường sau khi luyện chế sẽ là thành phẩm hoàn toàn cố định một khi lại tiếp tục rèn luyện sẽ rất dễ mất đi phong mang trước đó biến thành phế vật mà loại pháp bảo có thể tấn thăng này thì lại không giống về sau nếu có khoáng thạch tốt hơn thì hoàn toàn có thể tôi thể dung nhập vào trong đó từ đó tăng lên phẩm chất của vũ khí khiến cho nó tấn thăng cấp bậc Nói cách khác, loại binh khí này, mặc dù hiện nay là linh cấp trung phẩm, thế nhưng về sau sẽ đạt tới cấp bậc gì thì lại không có cách nào đo lường được, quả thực xứng đáng với định giá, lục ở bên dưới này. Chương 1080, Lạc Xà Nội Đan Thai. Ồ, Lạc Xà Nội Đan. Hắn có chút động tâm với thanh kiếm này, chẳng qua cũng có không vội vã mà tiếp tục nhìn tiếp. Mới đi được hai bước, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Trên quầy cách đó không xa có trưng bày một khỏa nội đan linh thú to tròn, đỏ rực như lửa, tản mát ra khí tức nóng rực. Linh thú hóa phàm thất trọng, lạc xà nội đan. Lạc xà là một loại linh thú sinh hoạt ở trong sông núi Đại Trạch, toàn thân đầy lân phiến, phòng ngự vô địch. Mặc dù cơ thể lạnh lẽo như sắt, thế nhưng nội đan lại đỏ thấm như than, khiến cho người ta có một loại cảm giác như đang thiêu đốt. Lạc xà ẩn chứa huyết mạch long tộc, có lẽ có thể kích hoạt huyết mạch long tê. Trương Huyền mỉm cười. Lạc xà, mặc dù là một loại rắn, thế nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa huyết mạch giao long, lại thêm phòng ngự vô địch, đối với huyết mạch long tê của Viên Đào chính là vật đại bổ. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên da cừ viết một nhóm chữ. Lạc xà nội đan, thập, 10 điểm, chỉ là cũng đáng với cái giá tiền này. Nội đan linh thú hóa phàm thất trọng, cũng chỉ có cường giả hóa phàm bát trọng mới có thể săn giết, săn bắt đặt giá thập cũng coi như đáng giá thứ này ta muốn trong lòng âm thầm quyết định chỉ là thứ này nộ khí quá vượng còn cần một ít dược vật để trung hòa để xem còn dược liệu gì hay không tìm được đồ vật thích hợp với viên đào trương huyền hài lòng gật đầu hắn lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới muốn tìm một gốc dược liệu thích hợp để trung hòa dược tính lúc này hắn lại nghe thấy một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên gốc đỗ ưu thảo này ta muốn phải làm sao mới có thể mua đây? Là thanh âm của nữ tử, hắn dương mắt nhìn lại, chính là đôi tuấn nam tịnh nữ vừa rồi hắn đã gặp ở lầu 2. Hai. hai người này chẳng biết từ lúc nào cũng đã đến tầng này. Đỗ yêu thảo Hai mắt trương huyền sáng lên. Đỗ yêu thảo là một loại dược liệu thuộc tính hàn, dược tính dịu dàng, đối với dược vật có thuộc tính cực nóng có tác dụng trung hòa cực lớn. Đối với thân thể và nội tạng, kinh mạch của con người có tác dụng ôn dưỡng và bảo hộ cực mạnh, chính là dược liệu tốt nhất để trung hòa nội đan lạc xa bẩm báo vị tiểu thư này bảo vật trong kỳ chân lâu chúng ta cũng không bán nếu như muốn mua cần phải có được điểm tích lũy điểm tích lũy đủ thì có thể trực tiếp đi đổi gã sai vật phụ trách quản lý quầy hàng thấy hai người không hiểu vội vàng giải thích điểm tích lũy điểm tích lũy là cái gì thanh niên kia nhướng mày nói a à, lầu bốn kỳ chân lâu chúng ta có hai hàng cột đá bên trong đó niêm phong đủ loại bảo vật nếu như có thể nhận ra trong vòng thời gian quy định thu được điểm tích lũy nếu nhận càng nhiều thì điểm tích lũy sẽ càng nhiều gã sai vặt nói lại quy tắc một lần trên cơ bản đều giống như viên đào nói chẳng qua càng thêm kỹ càng còn có chuyện này hay sao phiền phức chỉ là nhận ra bảo vật mà thôi cũng không tính là gì nghe thấy còn có quy củ phức tạp như vậy thanh niên kia nhíu mày lập tức trên mặt hiện lên vẻ tự tin mạnh mẽ hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử bên người rồi nói. Lục, tiểu thư, ở đây chờ một chút, ta sẽ đi đổi điểm tích lũy cho nàng. Không cần người hỗ trợ, chính ta sẽ tự kiếm điểm tích lũy. Nữ tử tên là lục tiểu thư dường như cũng không thèm ý tới người thanh niên đang lấy lòng kia, ngược lại còn có chút không vui. Nàng khoát tay áo, nhìn về phía gã sai vặt ở trước mắt mình rồi nói. Đi trước dẫn đường để ta cho ta xem thử. Vâng gã sai vật thấy có người muốn vượt bia đá, hắn vội vàng gật đầu, mang theo hai người đi lên lầu. Chúng ta cũng đi qua đó đi. Trương Huyền nói một tiếng. Mục đích tới nơi này chính là vì tìm kiếm đồ vật kích hoạt thể chất của viên đào kỳ chân lâu đã có thứ này. Như vậy hắn cũng vừa vận kiếm chút điểm tích lũy, sau đó lại đi đổi. Đi theo phía sau mọi người đến lầu 4, lập tức nhìn thấy một cái đại sảnh rộng lớn. ở giữa là hai hàng cột đá chỉnh tề. Ước chừng có mười mấy cái, bề mặt sáng bóng trơn trượt, không biết dùng vật liệu gì điêu khắc mà thành. Lúc này đang có mấy người đứng ở phía trước, không ngừng lắc đầu, rất là mất tinh thần. Chư vị không nên nản chí, không nhận ra được cũng không sao. Trước gian phòng, một vị lão giả cười nhạt nói: "Xem ra mấy gia hỏa đang lắc đầu này hẳn là dự định xông cột đá, thế nhưng hiển nhiên đã thất bại." Trương Huyền nhìn qua, mấy người kia đều mặc trang phục đại biểu cho thân phận của mình lại có hai vị là giám bảo sư tứ tinh giám bảo sư tứ tinh cũng thất bại xem ra bảo vật cần phân biệt cũng không đơn giản như trong tưởng tượng lâu chủ hai vị này cũng muốn xông cột đá một chút gã sai vặt đi mấy bước đã đi tới trước mặt lão giả sau đó lại dùng một ngón tay chỉ về phía người thanh niên và nữ tử kia vị lão giả này chính là lâu chủ kỳ chân lâu cam nhất bình được cam nhất bình gật gật đầu xoay đầu lại rồi mỉm cười nói Kính xin giao nạp tiền thế chấp trước. Tiền thế chấp, đúng rồi, ta còn chưa có tiền thế chấp A. Trương Huyền đang ở cách đó không xa sừng sốt một chút, lập tức có chút xấu hổ. Trương 1081, sông Cột Đá một. Hắn chỉ mới nghĩ tới việc đến đây kiếm chút điểm tích lũy mà đã quên trên người hắn ngoại trừ một viên linh thạch thượng phẩm ra, ngay cả một viên linh thạch trung phẩm cũng không có. Trước đó mặc dù đã vơ vét được gần 600 viên linh thạch trung phẩm từ rất nhiều tông môn như Lưu Vân Tông, thế nhưng còn chưa tới Nguyễn Vũ Đế Đô thì đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại, có thể nói hắn là một nghèo hai trắng, không bằng kẻ nghèo hèn. Cần bao nhiêu tiền thế chấp? Thanh niên cũng không biết quy củ của lâu. 10 viên linh thạch trung phẩm. Cam Nhất Bình nói, "Cho ngươi, hai người chúng ta đều xông thử một chút." Cũng không có hỏi tỉ mỉ, cổ tay người thanh niên khẽ đảo, lại lấy ra 20 viên linh thạch trung phẩm. Đối với người khác, 20 viên linh thạch trung phẩm cho dù có táng ra bại sản cũng khó mà gom góp đủ, thế nhưng dường như ở trong tay hắn cũng không có gì là quá lớn. Tiếp nhận linh thạch, Cam Nhất Bình cười cười, chỉ về phía trước, sau đó nói ra quy tắc. Ở đây có hai hàng cột đá, mỗi một hàng đều phong tỏa một bảo vật, phía trên có lời gợi ý. Căn cứ vào thứ này, còn có phán đoán của bản thân mà suy đoán ra rốt cuộc bên trong là loại nào vật phẩm nào. Mỗi người chỉ có thời gian một nén nhang, chỉ cần nhận ra được, đồng thời cũng nói ra tên, cột đá sẽ tự động nứt ra. Nứt ra càng nhiều thì điểm tích lũy có được cũng sẽ càng nhiều, cũng có thể đổi được càng nhiều bảo vật hơn. Được, thanh niên gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ lấy lòng hương vị. Lục tiểu thư, ngươi chờ ở đây, ta đi một chút rồi sẽ về. Nói xong hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, nhanh chân đi tới trước mặt cột đá. Mấy người Trương Huyền cũng nhìn sang. Quy tắc cùng đã nghe rõ, hắn cũng muốn biết sốt cuộc khảo hạch thế nào, độ khó lớn đến bao nhiêu. Đứng ở trước mặt cột đá, thanh niên kia đọc gợi ý bên trên cột đá, lại dạo qua một vòng dọc theo cột đá thứ nhất. Vẻ mặt vốn tràn ngập tự tin hiện lên vẻ mê mang, giống như càng xem càng hồ đồ vậy. Cột đá bóng loáng mượt mà, không có bất kỳ điểm đặc thù nào. Bên trong chứa đồ vật gì, nhìn không thấy, sờ cũng không được. Thậm chí ngay cả hình dạng cũng không biết, giống như là cách một vật đoán ra tên vật phẩm vậy, độ khó rất lớn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lại xoay hai vòng, sắc mặt hắn trở nên tái xanh. Mới vừa rồi hắn còn khoe khoang khoác lác với Lục tiểu thư, nói đi ra một chút rồi sẽ quay lại. Chủ ý là sẽ nhanh thu được điểm tích lũy, chiếm được tâm của mỹ nhân. Kết quả, cái gì cũng không nhận ra được nếu cứ trở về như vậy, như vậy thực sự quá là mất mặt a. À. Gãi gãi đầu, thanh niên này có chút nóng nảy, xòe bàn tay ra chạm vào cột đá, chân khí tuôn ra, muốn rót vào trong đó, thế nhưng hắn lại phát hiện ra, cột đá dường như mang theo năng lực ngăn cách chân khí, một chút tác dụng cũng không có. cái này, rất nhanh, các loại thủ đoạn mà hắn có thể nghĩ tới, tất cả đều được thử qua một lần. cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà quay đầu nhìn về phía cam nhất bình, nói lâu chủ lâu của các ngươi một chút đặc thù cũng không có nói thì làm sao có thể nhìn ra được chứ chơi người sao cái đồ chơi này chính là cột đá người bảo ta nhìn cái dám a đừng nói là ta coi như là dám bảo sư ngô tinh dám bảo sư lục tinh cũng không nhìn ra được a hát công tử không nên gấp gáp trên trụ đá đã để lại gợi ý có thể căn cứ vào gợi ý để cân nhắc dường như biết đối phương sẽ nói như vậy cam nhất bình mỉm cười nói cân nhắc sao? Lần nữa nhìn về phía chữ viết ở trên trụ đá, nhìn một lúc lâu dường như cũng không hiểu. Thấy thời gian một nén nhang đã sắp qua đi, hắn đành phải cắn răng nói bậy. Là kiếm, đao, dược liệu, cây gỗ. Nói liên tục nói mười mấy loại, đều không có bất kỳ một chút động tính gì cả. Thời gian đã đến. Cam Nhất Bình cười khổ lắc đầu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy thì hắn đã biết vị thanh niên này bất phàm, vốn hắn cho rằng đối phương có thể phá vỡ cục diện bế tắc thế nhưng hiện tại xem ra xem ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều được rồi vẻ mặt kìm nén vẻ đỏ bừng thanh niên lúng túng trở về chỗ cũ đây là tình huống gì đây vốn hắn cho rằng dám bảo giống như đánh cực vận khí vậy bằng vào thực lực của hắn có thể đơn giản nhìn ra tên và chủng loại vật phẩm sau đó thu được điểm tích lũy giúp lục tiểu thư mua được đồ vật mà nàng muốn lại có được niềm vui của mỹ nhân Thế nhưng dù thế nào hắn cũng không có nghĩ đến, cái gì cũng không có nhìn ra, thất bại tan tác mà quay trở về chỗ cũ. Lần này thì tốt rồi, không có tỏa sáng mà ngược lại còn mất mặt. Công tử không nên nản trí, những cột đá này là thứ mà ta phát hiện ra ở bên trong một di tích, không biết là ai để lại, vô cùng thần bí. Ngay cả ta mỗi ngày quan sát, không dưới 50 năm, cũng chỉ phá giải được ba khối mà thôi. Thấy tâm tình của hắn không tốt, cam nhất bình an ủi. 50 năm, ba khối. Người thanh niên NE sững sờ. "Đúng vậy a, à, chỉ có biết được đồ vật bên trong là vật gì, chính xác 10 phần thì mới có thể mở ra. Những năm này, ta đã dùng qua các loại thủ đoạn, thế nhưng thực sự không phá giải được, vì vậy ta mới mở kỳ chân lâu này, muốn tìm người giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn này." Cam Nhất Bình lắc đầu. "Kỳ thật cũng không cần gấp, thời gian một nén nhang chỉ là thời gian quy định quan sát." để cho người phía sau tiến lên tìm cơ hội. Người đã giao tiền, cũng có thể sao chép văn tự ở phía trên về. Lúc nào phá giải được nó thì cứ trực tiếp tới giải đáp là được, ta sẽ không thu phí tổn lần nữa. Sao chép lại? Thanh niên này khẽ lắc đầu. Chúng ta chỉ đi ngang qua huyến vũ đế đô mà thôi, cũng không ở lại lâu. Hơn nữa, cũng chỉ có chút hứng thú đối với một gốc dược liệu mà người có mà thôi. Nếu không phải lục tiểu thư nhất định muốn có, dùng thân phận và lịch duyệt của hắn sẽ không đến loại địa phương nhỏ bé này. Kỳ chân lâu này mặc dù có không ít thứ đều rất là thưa thớt, rất chân quý. Dùng thân ra trên người hắn, nếu như muốn vẫn có thể lấy ra được không ít thứ cùng sánh vai. Được rồi, thấy hứng thú của hắn cũng không phải là quá lớn, trong ánh mắt của Cam Nhất Bình hiện lên vẻ thất vọng. Hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn. Những cột đá này từ khi lấy được, ta đã tốn tâm huyết hơn nửa đời người để quan sát. Thế nhưng rất có thể sẽ phải mang theo Tiếc núi đi vào quan tài. Tuổi thọ của hắn, nghe thấy lời cảm khái của hắn, nhìn thoáng qua đối phương, Trương Huyền không nhịn được lắc đầu. Vị lão giả này, mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng trong cơ thể đã sinh ra khí tức suy bại, hiển nhiên tuổi thọ đã đi tới giới hạn cuối cùng. Võ giả đạt tới hóa phàm cảnh nhất trọng, bản chất sinh mệnh sẽ thay đổi, tuổi thọ sẽ nhảy vọt trên phạm vi lớn trực tiếp đạt tới khoảng chừng 200 tuổi. Chương 1082, sông cột đá 2. Về sau nương theo thực lực gia tăng, cho dù tuổi thọ cũng sẽ gia tăng một ít, thế nhưng cũng cực kỳ nhỏ bé. Bởi vậy, nếu không đột phá thánh giả, hơn 200 tuổi chính là một giới hạn lớn. Cho dù có bảo dưỡng tốt một chút thì cũng chỉ có chừng 300 tuổi mà thôi. Tuổi thọ của vị lão giả này đã vượt qua 250 tuổi, đã đi đến tận cùng đào móc ra nhiều cột đá kỳ quái như vậy, muốn biết bí mật bên trong lại không nghiên cứu ra được. Cho nên hắn đành phải mở ra kỳ chân lâu này, lấy ra bảo vật cả một đời siêu tập để hấp dẫn người khác đến đây phá giải mê cục. Còn 10 viên linh thạch trung phẩm, đây chỉ là một cái chuẩn và yêu cầu mà thôi. Nếu không, ai cũng tới thử vận khí, như vậy một ngày hắn cũng không cần phải đi làm chuyện khác nữa. Không có được điểm tích lũy, thanh niên nhìn về phía nữ tử trước mắt, trong mắt tràn ngập vẻ ái náy lục tiểu thư thực sự ngại quá ta xem một chút biết khó mà nhận ra được trong lòng lục tiểu thư cũng khơi dậy lòng háo thắng hai hàng lông mi dương lên đi tới phía trước nàng cũng tới trước mặt cái cột đá thứ nhất lại nhìn thoáng qua chữ viết phía sau hai hàng lông mi cũng nhăn lại giống như người thanh niên trước đó thời gian một nén nhang rất nhanh đã kết thúc nàng cũng không nhịn được lắc đầu vẻ mặt rất mất tinh thần rất hiển nhiên xem như là nàng cũng không có biện pháp gì khác đáng tiếc thấy hai người cũng không có phá giải được cột đá cam nhất bình than thở hai người kia bất kể là tu vi hay là phong thái đều không phải là người bình thường rất rõ ràng là thiên tài không thể thấy nhiều vốn hắn cho là bọn họ có thể có chút đột phá thế nhưng không nghĩ tới ngay cả một người cũng không thể phá giải được lâu chủ tại hạ là một vị danh sư thấy lục tiểu thư cũng không thành công thanh niên đi tới trước mặt lão giả cổ tay khẽ đảo trong lòng bàn tay có thêm một cái huy chương. Ngũ tinh, con người của Cam Nhất Bình co rụt lại. Trước đó hắn đã nhìn ra hai người bất phàm, vốn hắn cho rằng là công tử, tiểu thư thế gia nào đó, thế nhưng không nghĩ tới lại là danh sư ngũ tinh. Loại danh sư cấp bậc này, coi như đi vào hoàng thành cũng được bệ hạ tự mình tiếp đái, tôn sùng là khách quý. Đúng vậy, tại hạ chỉ là khách của huyến vũ đế quốc mà thôi. Mà gốc đỗ yêu thảo ở lầu dưới lại có tác dụng lớn với ta không biết lâu chủ có thể bỏ thứ yêu thích, bán ra cho ta hay không. Ta bằng lòng ra giá cả gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần cũng có thể. Thấy đối phương khiếp sợ thân phận của mình, thanh niên này hài lòng gật gật đầu. Danh sư ngô tinh, bất kể đi đến nơi nào cũng đều có địa vị và uy tín cực cao. Người muốn mua gốc độ yêu thảo kia. Cam nhất bình có chút trần chờ. Đúng vậy. Thanh niên gật đầu. Vật kia thật sự hữu dụng với ta, mong rằng lâu chủ thành toàn như vậy đi, giá cả gấp đôi, gấp ba ta cũng không thu, thậm chí có thể không cần tiền của ngươi. Chỉ cần ngươi bằng lòng giảng giải cho ta một lần, như vậy gốc đỗ yêu thảo kia, ta tặng ngươi cũng không sao. Một lát sau, Cam Nhất Bình nói, tuổi thọ của hắn sắp đến tận cùng, nếu như có thể lại đột phá. Như vậy còn có thể sống lâu thêm mấy năm, nếu vị trước mắt này là danh sư ngũ tinh, như vậy có lẽ có thể có chút trợ giúp đối với hắn. Lại nói, kỳ chân lâu đã mở ra được 20 năm. Thế nhưng cũng không có tìm được người có thể phá giải những cột đá này. Nếu tiếp tục chờ, đoán chừng cũng là uổng công, so với việc tử thủ quy củ, còn không bằng thuận tiện đưa cho đối phương, kết giao với một vị danh sư ngũ tinh. Được, trước đó không có hy vọng quá lớn, không nghĩ tới mình vừa nói như vậy đối phương đã đồng ý, vẻ mặt thanh niên kia vui mừng, vội vàng gật đầu nói. Chỉ là một lần giảng mà thôi, cũng không tính là gì không cần khách khí. Cam Nhất Bình khoát khoát tay, lại gọi gã sai vặt đang ở cách đó không xa. Người đi xuống lầu ba mang đỗ yêu thảo tới đây cho ta, gói kỹ cho vị công tử này. Vâng, gã sai vặt gật gật đầu, đang muốn rời đi thì đã nghe một đạo thanh âm vang lên. Chậm đã, ngay sau đó đã thấy một tên mập đi tới. Tôn Cường, thiếu gia vì tiểu thiếu gia viên đào mà đi tìm kiếm vật phẩm kích hoạt thể chất. Mặc dù thiếu gia không nói cần gì, thế nhưng con mắt đã rơi vào bên trên gốc đỗ ưu thảo này thời gian rất lâu rất hiển nhiên thứ này có tác dụng rất lớn nếu như để cho đối phương lấy đi muốn tìm một gốc nữa chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy cho nên đương nhiên hắn không thể nào để cho đối phương lấy đi được làm sao vậy thấy một tên mập mở miệng ngăn cản hai hàng lông mày của thanh niên này mới nhíu một cái không có gì chẳng qua ta chỉ cảm thấy không công bằng mà thôi Tôn Cường quay đầu nhìn về phía lão giả. Thân là lâu chủ kỳ chân lâu, đã xác định ra quy định dùng điểm tích lũy để đổi bảo vật, như vậy không thể phá lệ bán ra. Nếu không, làm sao có thể khiến cho người ta tin phục được chứ? Đã có quy củ, như vậy sẽ phải tuân thủ, thay đổi xoành xoạch, còn làm cho người ta tin phục thế nào đây? Đúng là cần phải tuân thủ quy củ, chỉ có điều, tuổi thọ của ta đã gần đến tận cùng, thoạt nhìn phá giải bia đá cũng không có hy vọng gì cả. Cho nên Thôi được rồi, từ hôm nay trở đi, Kỳ chân lâu hoàn toàn đóng cửa, nếu đã đóng cửa. Như vậy đâu còn có quy tắc gì nữa chứ? Than thở một tiếng, Cam Nhất Bình lắc đầu. Đại nạn buông xuống, những ngày này hắn đã cảm giác được rõ ràng lực bất tòng tâm. Nhiều năm như vậy mà cũng không thể biết được đáp án. Nếu tiếp tục chờ, đoán chừng cũng không có hy vọng gì. Mặc dù trong lòng không cam lòng, thế nhưng hắn cũng biết còn không bằng làm như vậy. Dù sao chuyện này cũng không tính là gì. Không có hy vọng phá giải, đó là thiếu gia nhà chúng ta còn chưa có ra tay. Chỉ cần người ra tay, những thứ kia của ngươi, tất cả đều có thể phá giải sạch sẽ, không còn một mống. Tôn Cường hừ lạnh một tiếng. Phá giải sạch sẽ, khẩu khí thật lớn. Gương mặt xinh đẹp có chút trầm thấp, Lục Tiểu Thư hừ lạnh một tiếng. Chương 1083, Lục Tiểu Thư đánh cược một lục tiểu thư này từ khi đi tới cột đá bên kia cũng không có trò chuyện với người thanh niên này và cam nhất bình mới vừa nhìn một lần thì nàng đã phát hiện mình không có một chút biện pháp nào đối với mấy cái cột đá này đường đường là thiên tri kiêu nữ học thức uyên bác cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào thế nhưng kẻ trước mắt này lại dám nói lời ngung cuồng nói có thể phá giải toàn bộ khiến cho nàng lập tức cảm thấy không vui vì vậy mới mở miệng phản bác ngươi là thứ gì vậy Bản quản gia đang nói chuyện với ngươi sao?" Con mắt thoáng nhìn qua, Tôn Cường ngạo nghễ ngập trời. "Ngươi?" Lục tiểu thư sững sờ. "Cái gì mà ngươi ngươi, ta ta?" Tôn Cường hất ống tay áo lên, cái đầu ngẩng cao. "Ta đang trao đổi cùng lâu chủ, còn chưa tới phiên loại người như ngươi, ngay cả phá giải một cái cột đá cũng không được mà cũng dám xen miệng vào." "Ngươi nói cái gì?" Lúc này Lục tiểu thư mới kịp phản ứng, thiếu chút nữa đã ngất đi danh sư ngô tinh, cường giả hóa phàm lục trọng mà lại bị một gia hỏa chỉ có tu vi hóa phàm nhị trọng sỉ nhục. Chuyện này làm cho nàng tức giận đến mức bộ ngực nhấp nhô, suýt nữa đã bùng nổ. Láo sược, nghe thấy nữ thần mà mình theo đuổi lại bị người ta quát lớn, khuôn mặt của người thanh niên kia cũng rất là không vui. Láo sược, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta câu này sao? Ta không nói ngươi, ngươi còn muốn tăng thể diện sao? Một cái cột đá cũng không có phá giải được ngay cả một điểm tích lũy cũng không có bản lĩnh không có mà lại dám không biết ngượng còn phá hoại quy củ ngươi cho rằng mình có chút tiền bẩn đã rất ghê gớm rồi sao hừ lạnh một tiếng tôn cường rất là khinh thường đều là người nhìn quần áo các ngươi giả vờ giả vịt sông bia không thành công thì lại dùng tiền mua sắm thậm chí còn không tiếc lấy ra thân phận để uy hiếp thật sự quá là mất mặt chỉ là danh sư ngũ tinh mà thôi ở trước mặt lão gia nhà chúng ta ngay cả Mạc Cao Viễn đường chủ của Hồng Viễn Đế quốc, danh sư Lục Tinh đỉnh phong cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói nhảm hay sao? Ngươi." Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ của hắn, người thanh niên kia và Lục tiểu thư liếc mắt nhìn nhau, đều sắp phát điên. Bọn họ đều là rồng phượng trong loài người, đi đến bất kỳ nơi nào cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Thế mà giờ phút này lại bị một tên nho nhỏ quản gia xem thường, hơn nữa lại còn triệt để như vậy nếu không phải hai người có hàm dưỡng cao như vậy nhất định đã sớm bùng nổ rồi người đã nói thiếu gia nhà ngươi có thể phá giải hắn là ai ở chỗ nào ngươi có thể mời hắn tới thử một chút hay không hất ống tay áo lên người thanh niên kia khẽ nói ta cũng muốn xem xem liệu có giống như lời ngươi nói có thể phá giải sạch sẽ hay không hắn ngay cả một cái cũng không thể phá giải mà tên này lại nói thiếu gia nhà bọn hắn có thể phá giải sạch sẽ, nói đùa cái gì vậy? Cái này, lời còn chưa dứt thì đã nghe một đạo thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ từ bên cạnh vang lên. Người thiếu gia trong miệng hắn nói, hình như là ta. Ngay sau đó, một thanh niên mang theo vẻ mặt lúng túng đi tới. Nghe thấy lâu chủ đã đồng ý muốn bán ra đồ vật, Trương Huyền cũng muốn đi nói một tiếng. Chỉ có điều, thấy Tôn Cường đã đi trước, hắn đành phải coi như không có gì cả vốn hắn tưởng tên này gần đây đều rất đáng tin đi qua nói một chút cũng không sao thế nhưng không nghĩ tới mới nói hai câu đã đỡ bản thân đi đến trên đống lửa đây là chuyện quỷ quái gì chứ nói như ngươi ta còn khiêm tốn thế nào được nữa chỉ bằng vào ngươi có thể phá giải sạch sẽ các cột đá hay xoa lục tiểu thư hừ lạnh một tiếng cuồng vọng còn tưởng rằng thiếu gia trong miệng đối phương là thần thánh phương nào là nhân vật lợi hại gì không ngờ lại chỉ là một người thanh niên không đủ 20 tuổi, làm cho hai người không nhịn được có chút phản cảm. Thân là công chúa, mỹ nữ, đi đến bất kỳ nơi nào cũng phải đối mặt với một đám người theo đuổi. Loại gia hỏa tự cho mình là siêu phàm này nàng đã gặp nhiều, cái gì cũng không hiểu mà lại còn trang bức lợi hại. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Cái này, hạ nhân tùy ý mở miệng nói bậy, chư vị không cần thiết coi là thật. Thấy mình còn chưa nói một câu đã bị người khác chán ghét trước, Trương Huyền có chút ngượng ngùng khoát tay áo. Nói bậy cái gì chứ? Thiếu ra, chỉ là một ít cột đá mà thôi, người phá giải cho bọn hắn nhìn xem, có cái gì mà ghê gớm cơ chứ? Cũng làm cho đám người chưa thấy qua việc đời như bọn họ nhìn xem, cái gì mới gọi là thực lực. Thấy thiếu ra khiêm tốn, Tôn Cường không có im miệng mà ngược lại còn vội vàng nói. Được rồi, không nên nói bậy. Trương Huyền tối sầm mặt lại, khoát tay áo. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi lâu chủ mới nói, những cột đá này rất khó phá giải, ngay cả hắn. Qua 50 năm cũng chỉ giải quyết được ba cột, há có dễ dàng giải quyết như vậy. Thiếu ra. Đủ rồi. Cắt ngang đối phương muốn nói tiếp, Trương Huyền nhìn về phía ba người trước mắt. Thực sự ngại qua, là ta quản giáo thuộc hạ không nghiêm, làm các người cười chê rồi. Ừm, thấy hắn đã nhận sai, sắc mặt của người thanh niên và lục tiểu thư mới khá hơn một chút, cái đầu dơ cao lên hạ nhân bội phục chủ nhân tranh luận thay chủ không có việc gì cam nhất bình gật đầu chuyện hạ nhân sùng bái chủ nhân cho rằng chủ nhân không gì không làm được cũng coi như rất bình thường đa tạ lâu chủ đã hiểu cho thấy đã hóa giải xấu hổ lúc này trương huyền mới thở phào nhẹ nhõm lại không nhịn được nhìn về phía cam nhất bình đang đứng ở trước mắt lâu chủ ta muốn lạc xà nội đan đỗ ưu thảo phía dưới còn có băng vô kiếm Ngươi nhìn xem cần phải phá giải mấy cái cột đá mới đủ. Người thanh niên kia và Lục tiểu thư đồng thời lảo đảo một cái. Mới vừa quát lớn hạ nhân tùy ý mở miệng nói bậy xong thì bản thân đã hỏi phá giải mấy cái cột đá mới đủ. Nghe khẩu khí, dường như là muốn phá giải mấy cái thì bản thân sẽ phá giải được chừng ấy vậy. Có cần giả bộ như vậy hay không? Ngươi cho rằng những cột đá này là nhà ngươi, muốn phá bao nhiêu thì có thể phá bấy nhiêu hay sao? phá giải mấy cái cột đá, còn, vừa đủ. Hai hàng lông mày của Cam Nhất Bình cũng nhảy một cái, mặc dù không vui, thế nhưng vẫn giải thích một chút. Lạc sàn nội đan, 10 điểm, đỗ yêu thảo 7 điểm, băng vũ kiếm 6 điểm, cộng lại là 23 điểm. Tiêu chuẩn phá giải cột đá là, cái thứ nhất 1 điểm, cái thứ hai 2, 2 điểm, cái thứ ba 3, 3 điểm. Cứ thế mà suy ra, chỉ có phá giải 7 cái cột đá thì điểm tích lũy mới đủ để cho người đổi. 7 cái cột đá Nghe thấy đối phương nói giống như giới thiệu trước đó của Tôn Cường, Trương Huyền thở phào, gãi gãi đầu. Như vậy, ta có thể đi thử một chút hay không? Có thể. Trương 1084, Lục Tiểu Thư đánh cực hai. Cam Nhất Bình gật đầu. Còn có một việc, không tiện nói cho lắm. Thấy đối phương đồng ý sảng khoái như vậy, Trương Huyền càng cảm thấy ngại ngùng. Ta nghe nói, chỉ cần phá giải cột đá, nộp 10 viên linh thạch lên thì sẽ có thể đi về. Nói cách khác, có thể phá giải cột đá thì cũng không cần tiền, người thấy đó. Ta không có tiền, ta có thể đi phá giải trước hay không? Cùng lắm thì một lát nữa, ta phá giải thêm mấy cái, xem như là bồi thường. Đám người cam nhất bình và lục tiểu thư, thanh niên liếc mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa đã có thổ huyết. Mới vừa nghe thấy hắn quát lớn mập mạp nói ra lời chính nghĩa. Lúc đó mọi người còn cảm thấy, mặc dù tuổi tiểu tử này không lớn lắm, thế nhưng vẫn rất khiêm nhường, rất hiểu quy củ. Ai ngờ trong nháy mắt đã nói ra lời này. Phá giải mấy cái mới đủ, lại nói cùng lắm thì phá thêm mấy cái coi như bồi thường. Em gái ngươi a hát, ngươi cho rằng phá giải những cột đá này là chuyện đùa giỡn. Muốn phá thì phá hay sao? Trước đó mọi người còn cảm thấy tên mập mạp kia đã đủ cuồng vọng, không nghĩ tới tên này còn cuồng hơn. Nói khoác không biết ngượng. Trên gương mặt xinh đẹp của lục tiểu thư hiện lên vẻ tức giận nghe khẩu khí của ngươi, muốn phá giải mấy cái thì có thể phá giải được hay sao? Chỉ là cố gắng mà thôi. Không nghĩ tới mình thuận miệng nói, đối phương lại tức giận như vậy, Trương Huyền khẽ lắc đầu. Được, ngươi đã tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cược. Thấy mình đã nói rõ ràng như thế mà tên này còn không biết tốt xấu, lục tiểu thư cắn răng. Đánh cược, Trương Huyền nháy mắt, bản thân hắn xông cột đá mắc mớ gì đến nàng, đánh cược cái gì cơ chứ, không sai, 10 viên linh thạch mà ngươi đưa ra ta sẽ xuất ra giúp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể phá giải một cái cột đá thì ta sẽ cho ngươi 100 viên linh thạch trung phẩm. Nếu như không phá giải được, ta cũng không cần ngươi bồi thường cho ta. Chỉ cần quỳ xuống nhận sai với ta là được, ngươi có dám làm hay là không dám. Lục tiểu thư khẽ nói. Cái gì cũng không hiểu mà đã dám mở miệng nói vậy, quả thực đủ ngông cuồng. Nếu như không giết chết huy phong của ngươi, chỉ sợ ngay cả mình là ai ngươi cũng không biết. Phá giải một cái cột đá thì ngươi sẽ cho ta 100 viên linh thạch trung phẩm. Quay đầu nhìn về phía trước mắt hai hàng cột đá có sấp xỉ hơn 100 cây, hô hấp của Trương Huyền trở nên rồn rập. Ngươi xác định chứ? Một cái 100 viên, nếu như có thể phá ra hơn 100 cây, như vậy chẳng phải hắn sẽ có hơn vạn viên linh thạch trung phẩm hay sao? Nếu như có có thể có được nhiều như vậy, ngày sau tu luyện sẽ không cần phải buồn bực nữa. Đương nhiên, làm sao vậy, không dám sao, không dám thì cũng đừng nói nhảm. Bàn tay trắng như ngọc của lục tiểu thư vẫy một cái. Không phải là ta không dám, là sợ một lát nữa người quyệt nợ. Do dự một chút, Trương Huyền nói. Hơn một vạn viên linh thạch trung phẩm, hắn không tin đối phương có thể lấy ra, cho nên tước tiên cứ nói trước rồi lại nói tiếp. Ngươi, lục tiểu thư tức giận tới mức hai mắt đỏ ửng. Nàng đường đường là danh sư ngũ tinh, lại thêm có thân phận vô cùng tôn quý làm sao có thể quyệt nợ cơ chứ nàng cắn chặt răng ngươi yên tâm ta tên là ngọc phi nhi nói lời giữ lời nếu đã dám cá với ngươi đương nhiên sẽ không quyệt nợ còn ngươi chờ lát nữa khi quỳ xuống hy vọng ngươi cũng sẽ không do dự không quyệt nợ là tốt rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi hai mắt trương huyền sáng lên nhìn về phía cột đá cách đó không xa lại ôm quyền nói với cam nhất bình chỉ cần nhận ra bảo vật trong trụ đá thì thứ này liền sẽ nổ tung đúng không? Đúng vậy." Cam nhất bình gật gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Lên tiếng nói một câu, Trương Huyền nhấc chân đi tới cột đá trước mặt. Tới gần cột đá, hắn mới biết được vì sao người thanh niên kia và vị lục tiểu thư này lại có sắc mặt khó coi như vậy. Văn tự ở phía trên căn bản cũng không phải là gợi ý, mà là một loại ngôn ngữ không biết tên. Giống như là hoa văn đặc thù, khiến cho người ta nhìn vào không hiểu một loại ngôn ngữ nhìn vào không hiểu đương nhiên cũng không đoán ra được ý nghĩa và nội dung loại tình huống này có thể đoán được đồ vật trong trụ đá là cái gì thì mới là lạ thật là một gia hỏa vô tri cuồng vọng thấy tên này lại dám đánh cược cùng với lục tiểu thư thanh niên kia cũng cười lạnh nói hắn đã tự mình trải nghiệm độ khó phá giải cột đá cũng biết chỗ đáng sợ của nó ngay cả dám bảo sư ngô tinh lục tinh cũng không giải quyết được không nhận ra được một tiểu gia hỏa chỉ có 20 tuổi, làm sao có thể phá giải cơ chứ? Chuyện quỳ xuống trước mặt lục tiểu thư, không cần phải nghĩ, đã trở thành kết cục đã định. Cố làm ra vẻ, tuổi còn trẻ có một chút bản lĩnh đã trở nên cuồng ngạo. Cũng không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Lục tiểu thư cũng ngửi lạnh một tiếng, đôi mi thanh tú nhìn chầm chầm vào thanh niên phía trước. Nàng đang muốn nói tiếp, chỉ thấy gia hỏa trước mặt lại mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn lại có thể bắt đầu chưa? Có thể rồi. Châm lửa đốt một cái nhang lớn, Cam Nhất Bình gật gật đầu. Như vậy thì tốt. Trương Huyền hít sâu một hơi, ngón tay nhấn tới cái cột đá thứ nhất. Đây là thất xảo kim tâm toa. Giang giác, thanh âm vừa dứt, cột đá trước mắt xuất hiện vết rách, trong nháy mắt đã biến thành bột phấn. Ngay sau đó một kiện vũ khí hình dáng như kim sắc toa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là tử hà lưu tinh trùy. Đây là thiết cốt quyền ấn. Đây là đồng tâm bát. Một mặt tiến lên, một mặt điểm tới cột đá. Mỗi khi Trương Huyền điểm một cái thì cột đá sẽ ầm ầm nổ tung. Hắn đi tới đâu, đá vụn tung bay tới đó. Chương 1085, thu ngươi làm tỷ nữ một. Chuyện này làm sao có thể? Lục tiểu thư và người thanh niên kia nhìn nhau, thân thể run rẩy. Vừa rồi bọn họ đã đi xem qua cột đá, cẩn thận phân biệt một chút. Đồng thời các loại thủ đoạn cũng đã được dùng, thế nhưng cái gì cũng không nhận ra được. Cũng đã đoán lung tung rất nhiều cái tên, thế nhưng cái gì cũng không có động tính. Vốn bọn họ cho rằng tên này cũng không kém nhiều, thế nhưng có nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Người ta không cần nhìn, chỉ mới đi qua tùy tiện điểm một cái đã báo ra tên của nó. Sau đó cột đá nổ tung. Thật hay giả vậy? Người đang bật hách hay sao? Cái này, cái này. Hai mắt của cam nhất bình cũng chừng lớn, tới mức sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Vừa rồi mặc dù hắn không nói lời nào, thế nhưng lại có suy nghĩ giống như hai người lục tiểu thư, cũng cảm thấy tên gia hỏa này khoác lác quá lợi hại. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không có nghĩ tới, như thế dữ dội. Ngón tay điểm một cái đã nói ra trong trụ đá đang nắm giữ thứ gì, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người tặc lưỡi, rốt cuộc. Làm sao đối phương có thể làm được? Hắn đã nghiên cứu thứ này 50 năm, chỉ phá giải được 3 khối đối phương trong vòng chưa tới 20 hô hấp, 30. A à không, 40, hơn 50 khối đã bị phá giải. Tốc độ này, so với trực tiếp nhìn thấy bảo bối còn nhanh hơn nhiều. Vừa rồi tên quản gia kia nói thiếu ra bọn họ có thể phá giải ra toàn bộ. Khi đó hắn còn chưa tin, cảm thấy nói khoác lác quá lợi hại. Thế nhưng bây giờ mới biết, không những người ta không có khoa trương, mà còn nói rất khiêm tốn. Thế này đâu giống như phá giải, Quả thực chính là quét ngang a. À. Vì tiểu thư này dường như chuyện đánh cược, người đã thua. Nuốt một ngụm nước bọt, Cam Nhất Bình không nhịn được nói. Lúc này mới nhớ tới đổ ước vừa rồi, thân thể mềm mại của Lục tiểu thư run rẩy một cái, trước mắt tối sầm lại. Mặc dù địa vị của nàng không thấp, linh thạch trong tay cũng không ít. Thế nhưng tối đa cũng chỉ có mấy trăm viên, hơn ngàn viên đã rất khó lấy ra. Nếu như một cái cột đá phải đưa ra 100 viên hiện tại bốn năm mươi cái cột đá trước mắt đã bị phá nói cách khác bốn năm ngàn linh thạch đã bị nàng ném đi sớm biết hắn lợi hại như vậy thì sao nàng có thể đánh cược được chứ đây không phải là tự mình tìm phiền toái hay sao vẻ mặt như ăn phải mướp đắng lục tiểu thư suýt khóc cắn răng nói ngươi ngừng một chút đi ta có việc muốn nói với ngươi nói với ta sao trương huyền ngừng lại đúng ta đã biết bản lĩnh của ngươi Ta thấy ngươi cũng không cần thiết phải tiếp tục phá giải nữa a." À. Khuôn mặt đỏ lên, Lục Tiểu Thư nói. Mới vừa rồi nàng còn dùng vẻ mặt đắc ý đánh cược với đối phương, hiện tại chính mình lại lên tiếng trước, cảm giác xấu hổ khiến cho nàng tràn rất là không tự nhiên. "Đã biết bản lãnh của ta, ngươi còn chưa biết hết đâu, đừng có gấp, rất nhanh sẽ xong thôi." Mỉm cười, bàn tay Trương Huyền vươn ra, một tay đụng phải cột đá đang ở phía gần mình cái tay còn lại đụng phải một loạt cột đá khác. Một mặt vừa chạy về phía trước, một mặt lại mở miệng. Đây là tích phố thứ, đây là lục hưởng mộc, đây là bách căn hồng, đây là tam diệp kim lân tiên. Phanh 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 phanh, hai hàng cột đá bên cạnh hắn không ngừng nổ tung, làm lộ ra từng kiện từng kiện bảo vật giống như lời hắn nói như đúc. Sau năm hô hấp, Trương Huyền đã ngừng lại. Vỗ vỗ tay, Trương Huyền mỉm cười nói. Được rồi, toàn bộ đã phá giải xong xuôi. Dầm dầm, trước sau, hơn 100 khối cột đá đã vỡ vụn đầy đất, từng cái bảo vật được giấu ở bên trong lấp lánh trói mắt. Cấp bậc của những bảo vật này đều không cao, chỉ có điều, nhưng cũng được cho là đồ vật không kém. Nếu như có bán ra cũng có giá trị không nhỏ. Vẫn chưa tới, một phút đồng hồ. Nhìn nén hương cách đó không xa một chút, lúc này nén hương mới thiêu đốt được một chút. Thời gian mới trôi qua không đến một phút đồng hồ mà tên này đã phá giải toàn bộ cột đá như vậy mọi người im lặng như tờ hàm răng không khỏi run run bọn họ đã từng thấy những tình huống bất ngờ khác nhưng chưa thấy qua người mạnh như vậy cái này lâu chủ ta đã phá giải nhiều cột đá như vậy như vậy ba loại mà ta mới vừa nói kia có thể trực tiếp lấy đi không đi tới trước mặt trương huyền nhìn về phía vị lão giả cách đó không xa rồi nói ây khóe miệng giật giật một cái Cam Nhất Bình vội vàng quay đầu nhìn về phía gã sai vật đang gô ở cách đó không xa, cắn răng nói một câu. Còn không mau mang tất cả bảo vật bên trong lâu đóng gói cho vị thiếu gia này đi. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là lâu chủ của kỳ chân lâu. Vâng, gã sai vặt vội vàng chạy xuống phía dưới. Lâu chủ, Trương Huyền sướng sờ. Đúng vậy, phá giải cột đá, điểm tích lũy dựa theo số lượng sẽ tăng lên, hơn 100 cái cột đá. Sau khi tích lũy, ước chừng hơn 6.000 điểm. Cam Nhất Bình gật đầu, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng, cộng 110 là 6.105. Hơn 6.000 điểm, nói thật, coi như mang tất cả bảo vật của kỳ chân lâu hắn cộng lại cũng không đủ bồi thường. Người khác muốn phá giải từng cái cũng không làm được, tên này thì tốt, một hơi phá giải được hơn 100 cái. Dù hắn có tận mắt nhìn thấy thì cũng cảm thấy thế giới quan đã bị phá vỡ, giống như đã phát điên. Chỉ là, sau khi điên cuồng một chút, hắn cũng cảm thấy hưng phấn. Mặc dù trong nháy mắt đã bị mất nhiều bảo vật như vậy, thậm chí ngay cả sản nghiệp cũng mất đi. Thế nhưng một khi mối hoang mang ở trong lòng mấy chục năm đã được giải quyết, hắn có một loại cảm giác sáng sớm nghe đạo chiều đã có thể chết. Đa tạ, chắp tay ôm quyền, cam nhất bình không người hành lễ. 50 năm, dòng dã 50 năm. Sau khi có được những cột đá này, hắn vẫn cân nhắc nghiên cứu, hao phí vô số tâm huyết vốn hắn cho rằng những nghi hoặc này sẽ theo mình đi vào quan tài, chứ không thể phá giải được. Không nghĩ tới, thanh niên này dùng thời gian không đến một phút đồng hồ đã có thể hoàn toàn giải quyết. Biết được bí mật của những này cột đá, giờ phút này coi như lập tức chết đi thì hắn cũng không có tiếc nuối. Thiếu chủ, trở thành lâu chủ kỳ chân lâu. Trường 1086, thu ngươi làm tỷ nữ hai Lấy đi tất cả bảo vật còn được nói cảm ơn. Tôn Cường và Viên Đào nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn chỉ đến mua vài thứ, kết quả lại mang đi toàn bộ kỳ chân lâu, cơ sở cũng bị bứng. Không chỉ có như thế, còn khiến cho lâu chủ người ta thiên ân vạn tạ, tràn ngập kích động. Thiếu gia, lão sư chính là thiếu gia, lão sư quả nhiên không thể theo lẽ thường để lý giải. Không phải ngươi vừa mới nói, giải quyết một cái cột đá thì ngươi sẽ cho ta 100 viên linh thạch trung phẩm hay sao? Ta đã giải quyết hơn 100 cột ta tính rẻ cho ngươi một chút, chỉ tính 100, đó chính là một vạn linh thạch trung phẩm. Hàn Huyên vài câu với cam lâu chủ, Trương Huyền nhìn về phía lục tiểu thư đang ở cách đó không xa. So với những bảo vật này, hắn càng để ý tới linh thạch hơn. Ta, vẻ mặt đỏ hồng, thân thể mềm mại của lục tiểu thư không khỏi run dày. Vốn nàng cho rằng, ngay cả một cái đối phương cũng không phá giải được, sẽ phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt nàng, như vậy vừa vặn có thể giáo huấn một lần khiến cho hắn biết trời cao đất rộng thế nhưng dù nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới người ta không chỉ phá giải được cột đá thậm chí ngay cả hang ổ của kỳ chân lâu cũng đảo luôn đây là chuyện gì chứ sớm biết người này mạnh như vậy cần gì phải nhiều miệng như vậy a à? một vạn viên linh thạch trung phẩm cho dù lấy ra toàn bộ thân gia của nàng cũng không đủ a hát làm sao vậy người muốn lấp liếm hay sao thấy vẻ mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, nãy giờ không nói gì. Trương Huyền không khỏi nhướng mày. Nếu không phải đối phương làm bộ tư thái cao ngạo trước mặt hắn thì hắn cũng lười để ý. Đã khoe khoang khoác lác còn muốn mình quỳ xuống, như vậy sẽ phải tiếp nhận kết quả đánh cuộc bị thua. Lục tiểu thư đã thua, ta trả giúp nàng. Thanh niên theo đuổi lục tiểu thư ở bên cạnh thấy nàng bị bức ép tới mức không nói ra lời, hắn cắn răng đi lên phía trước. Một vạn linh thạch trung phẩm, xem như hắn cũng không có cách nào bỏ ra nổi nhưng bây giờ bị bước đến mức như vậy hắn cũng không có biện pháp nào khác nếu như trong lúc nàng gặp nguy cơ hắn có thể giúp một tay từ đó nắm được trái tim nàng như vậy dù có đánh đổi lớn đến mấy cũng đáng giá cũng không phải hắn không nghĩ tới chuyện không thừa nhận nhưng mới rồi khi đánh cược với đối phương cũng đã nói rõ ràng ràng đường đường là danh sư ngô tinh một khi lấp liếm về sau còn mặt mũi nào gặp người nữa cơ chứ nếu chuyện này truyền đến tổng bộ, chức nghiệp danh sư này cũng không cần phải làm nữa. Công chính mới có thể trồng người, bản thân đã lấp liếm đánh cược như vậy, ai còn dám mang học sinh cho ngươi dạy bảo cơ chứ? Không cần ngươi hỗ trợ. Thanh niên còn chưa dứt lời thì Lục tiểu thư đã cắn răng. Tự ta sẽ trả. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Một vạn linh thạch, ta có thể trả cho ngươi, chỉ là hiện tại trên người của ta không có nhiều như vậy nếu muốn thì phải chờ thời gian mấy tháng. Hiện tại ngay cả một ngàn linh thạch nàng cũng không bỏ ra nổi chứ đừng nói là một vạn. Chỉ có điều, chỉ cần trở về, một vạn linh thạch trung phẩm tuy nhiều, thế nhưng nhờ vào nội tình trong nhà. Nếu muốn cầm ra vẫn hoàn toàn có thể làm được. Mấy tháng? Trương Huyền lắc đầu. Nếu như là mấy tháng, một vạn linh thạch trung phẩm ta cũng có thể tùy tiện lấy ra được. Khi đó có lấy của ngươi cũng là vô ích, Huyễn Vũ Đế Đô chỉ là một trạm dừng chân trên đường đi tới Hồng Viễn Danh sư học viện của hắn. Ngay cả nửa tháng cũng không đợi được, chớ đừng nói chi là thời gian mấy tháng. Lại nói, hắn tu luyện tới hiện tại cũng chỉ khoảng chừng nửa năm. Sau mấy tháng, không biết hắn sẽ đạt tới loại cảnh giới nào. Khi đó có lẽ linh thạch trung phẩm đã vô dụng đối với hắn. Nương theo tu vi gia tăng thì thiên đạo chân khí cũng càng ngày càng tinh thuần. Nhu cầu đối với linh khí cũng ngày càng cao mặc dù mới đạt đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Thế nhưng hắn đã cảm thấy, hiệu quả của linh thạch trung phẩm đang dần dần yếu bớt. Tu vi tiếp tục gia tăng, nhất định sẽ giống như hạ phẩm linh thạch, trở nên không có hiệu quả. Sau mấy tháng nữa không có tác dụng với ta, coi như cầm nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Ngươi, vậy ngươi muốn thế nào? Lục tiểu thư cắn răng n ói. Cái này, Trương Huyền cũng nhíu mày. Vừa rồi đối phương chắc chắn đánh cược, nói sẽ trả linh thạch trung phẩm vốn hắn cho rằng đối phương có thể thanh toán nổi không nghĩ tới hai người này cũng là quỷ nghèo sớm biết như vậy ta sẽ không đánh với ngươi quá phiền toái không phải người vừa mới nói ta thua thì ta sẽ quỳ xuống hay sao trần chờ một chút trương huyền nói tiếp nếu không như vậy đi ta cũng không bảo ngươi quỳ xuống ta đang thiếu một tỷ nữ bưng trà rót nước ngươi đi theo ta nghe theo lời sai bảo của tôn cường chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời như vậy một vạn linh thạch coi như không có gì không bỏ ra nổi tiền thì cũng không có khả năng cho qua như vậy a à. nàng này kiêu ngạo như thế vậy hắn sẽ gõ nàng một chút lại nói hóa phàm lục trọng trẻ tuổi như vậy nhất định địa vị không thấp nếu thu phục thành hạ nhân có thể giải quyết được không ít phiền phức tì nữ hạ nhân người có biết thân phận của lục tiểu thư nữ tử còn chưa lên tiếng thì người thanh niên ở bên cạnh đã giật nảy mình vội vàng giống lên thân phận gì chứ, thân phận có lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có cao hơn thiếu gia nhà chúng ta sao? Bớt nói nhảm ở chỗ này đi, có thể làm tỷ nữ của thiếu gia nhà chúng ta đã là phúc phận tu luyện mấy đời. Nếu như lại nói nhảm, như vậy trả tiền. Tôn Cường khoát tay cắt ngang lời nói của đối phương. Thiếu gia là học sinh thân truyền của lão gia, thân phận địa vị so với mạc đường chủ gì gì đó cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thu ngươi làm tỷ nữ đã coi như là cao thượng, lại còn dám nói tới thân phận. Không biết nông sâu, ngươi, ngươi thì biết cái gì, lục tiểu thư là công. Thấy mập mạp này cũng đi ra làm loạn, thanh niên khẽ nói. Thế nhưng lời còn chưa dứt thì đã lần nữa bị nữ tử kia cắt ngang. Được, cắn răng, lục tiểu thư lạnh lùng nhìn qua, trong giọng nói mang theo vẻ ngạo nghế. Tỷ nữ thì không có khả năng, hơn nữa một vạn linh thạch cũng không đủ để khiến cho ta làm tỷ nữ của người khác. Người đổi lại điều kiện đi. Không muốn làm, vậy thì dập đầu đi. Trương Huyền thản nhiên nói. Trương 1087, Phi Nhi Công Chúa một Ngươi, móng tay của lục tiểu thư cắm vào trong thịt, ve mặt âm tình bất định. Tỏng ánh mắt lộ ra hận ý nồng đậm, hận không thể nuốt sống kẻ trước mắt này. Đối với nàng, chuyện làm tì nữ là không thể nào, thế nhưng nếu như quỳ xuống thì càng nhục lớn, chuyện này bảo nàng làm, rất khó đổi điều kiện khác. Hai hàm răng cắn tới mức suýt vỡ vụn, Lục tiểu thư cố nén tức giận, nói: "Thiếu gia nhà chúng ta đã cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Cái gì cũng không được, ngươi đang cố ý sao? Không quỳ xuống, không làm tỳ nữ cũng được, như vậy thiếu gia nhà ta còn thiếu một nha đầu làm ấm giường, nếu không ngươi tới làm đi. Chỉ cần phục vụ thiếu gia hài lòng, một vạn linh thạch mà thôi, không tính là cái gì cả." Nghe nàng tiếp tục từ chối, Tôn Cường mang theo vẻ mặt không vui nói chen vào. Thứ đồ gì vậy, cũng may thiếu ra dễ tính, đổi lại là hắn, đừng nói là tỷ nữ, làm nha hoàn ấm giường hắn cũng không đồng ý. Ngươi nói cái gì? Cơ thể run rẩy một cái, hai mắt lục tiểu thư đỏ ửng, hận không thể xé xác kẻ trước mắt này tại chỗ. Nói cái gì ngươi nghe không hiểu hay sao? Tôn Cường lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói. Thiếu ra, người này cái gì cũng không làm được, kén cá chọn canh như vậy, tiểu nhân có thể làm chủ hay không? Tì nữ của ngươi, cứ tùy tiện." Trương Huyền vẫy tay, vẻ mặt không coi chuyện này là quan trọng. Tôn Cường này thoạt nhìn mê mẩn chơi bài uy phong, thế nhưng trên thực tế lại hết sức thông minh, không dưng tự nhiên lại nhận việc vào người. Như vậy nhất định đã có biện pháp. Hắn, tì nữ của hắn. Cơ thể run rẩy một cái, Lục tiểu thư thiếu chút nữa đã thổ huyết nàng tưởng rằng thiếu gia này ngấp nghé dung mạo của nàng, thu bản thân làm tỷ nữ. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không có nghĩ tới, căn bản không phải như vậy. Mà là để nàng làm hạ nhân của tên quản gia như vậy. Hơn nữa, vẻ mặt ngươi ra vẻ không quan trọng là có ý gì. Thân phận của ta, ngay cả hoàng đế huyễn vũ đế quốc cũng phải nghinh đón. Nếu như nói ra có thể hù chết ngươi tại chỗ. Lại còn ra vẻ như vậy, quả thực nàng đã bị sỉ nhục lớn, đa tạ thiếu ra. Nhìn về phía lục tiểu thư cách đó không xa, tôn cường đi quanh một vòng, nhướng mày nói. Người quá xấu, coi như muốn làm nha đầu làm ấm giường, thiếu ra nhà ta cũng không muốn. Cho nên có lẽ người cứ tiếp tục làm tỷ nữ đi. Xấu, không muốn nhận. Lục tiểu thư đã có chút không kìm nén được, suýt nữa cứ thế mà tức điên lên. Ta thiên sinh lệ chất, người lại còn nói ta xấu. Con mắt người bị làm sao vậy, hay là vẫn đang chút giận ta? Kỳ thật nàng không biết, Tôn Cường nói như vậy cũng không phải là cố ý chọc giận nàng, mà là suy nghĩ chân thật trong lòng. Học sinh của thiếu gia, triệu nhã, vương dính, người nào mà không xinh đẹp hơn so với nàng cơ chứ? Coi như là mạc vũ, triệu phi vũ cũng không kém chút nào, thiếu gia cũng không thèm nhúc nhích lấy một chút. Nàng chỉ là một nữ nhân ngang ngược bốc đồng mà thôi, có thể được thiếu gia vừa ý mới là lạ. Chỉ là, cũng làm tì nữ, thế nhưng điều kiện của ta không giống với thiếu gia, có giới hạn thời gian, như vậy. 5 tháng đi, người nợ thiếu ra ta một vạn linh thạch trung phẩm, chia làm 5 tháng cũng chính là hai ngàn 1 tháng. Một ngày là 66 viên, ta cho người cái giá làm tròn, 70 đi. Giờ ngón tay tính toán, Tôn Cường nhìn qua nàng rồi nói. Nếu như người cảm thấy làm tỳ nữ là ủy khuất, như vậy có thể mua sắm thời gian ở không? Chỉ cần người giao tiền thì có thể khôi phục tự do, làm bất kỳ chuyện gì mà bản thân muốn làm. 70, mua sắm thời gian ở không sao. Lục tiểu thư sững sờ. Không sai, trong khoảng thời gian ở không này, cũng không phải là tỷ nữ. Nói cách khác, một vạn linh thạch cũng không cần thanh toán ngay lập tức, có thể trả từng ngày. Chỉ cần trong vòng 5 tháng trả hết nợ thì coi như không phải làm hạ nhân. Cũng không có loại thân phận này. Còn vì sao mà một ngày là 70 viên, mà không phải là 66, là bởi vì mua từng ngày sẽ đắt hơn một chút. Nếu tính tiền tháng, sẽ rẻ hơn một chút." Tôn Cường nói. Tính tiền tháng, phụt. Vừa rồi nàng cảm thấy phương pháp này của đối phương còn có thể thực hiện được. Thế nhưng sau khi nghe được câu này, Lục tiểu thư thiếu chút đã phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao nói gần nói xa, bản thân nàng lại trở nên giống như thương phẩm, có thể tùy ý mua bán cơ chứ. Còn thanh toán, tính tiền tháng. Càng nghĩ càng phát điên, suýt chút nữa đã bùng nổ. Chỉ là, sau khi tức giận nàng suy nghĩ kỹ một chút. Quả thực phương pháp này đúng là không tồi. Nàng có thân phận như thế, đi làm tỷ nữ của một quản gia, nhất định là không được. Trả nợ theo ngày, chỉ cần chịu đựng qua mấy ngày, trở về nhà là sẽ có thể trả đủ linh thạch. Có thể nhẹ nhõm giải thoát loại quan hệ này. Được, ta đồng ý. Sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, lục tiểu thư gật đầu. Không tồi. Nghe thấy tôn cường sắp xếp như vậy, hai mắt trương huyền không khỏi sáng lên không hổ là thương nhân thủ đoạn đúng là không tệ một hơi lấy ra một vạn linh thạch đổi lại là ai cũng rất khó làm được cũng sẽ cảm thấy bất lực thế nhưng đổi thành thanh toán theo ngày n hư vậy sẽ trở thành rất ít áp lực é không lớn như vậy nữa giống như trả góp kiếp trước vậy rõ ràng linh thạch phải giao sẽ nhiều hơn thế nhưng người người đều đâm đầu vào lại còn không biết mệt lục tiểu thư không nghĩ tới nàng lại đồng ý chuyện này người thanh niên kia rất là gấp gáp. Người khác không biết thân phận của vị lục tiểu thư này. Thế nhưng hắn lại biết rất rõ ràng, làm tỷ nữ. Nói đùa cái gì vậy? Một khi tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ hoàng thất huyễn vũ đế quốc sẽ nổi điên. Chuyện của ta, bản thân ta sẽ làm chủ. Lục tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Nhưng, gân xanh trên đầu người thanh niên kia kéo căng lên. Được rồi, các người có chuyện gì thì về sau lại thương nghị từ giờ trở đi ngươi chính là tỷ nữ, nếu như không có tiền thì cũng nhanh chuẩn bị một chút để hồi phủ với chúng ta. Cắt ngang lời đối thoại của hai người, Tôn Cường nói. chương 1088, Phi Nhi Công Chúa 2 Không cần, ta thanh toán 10 ngày trước. Hừ lạnh một tiếng, lục tiểu thư lật bàn tay một cái, trước mắt mọi người, ập tức xuất hiện một đống linh thạch trung phẩm, đếm, vừa vặn có 700 viên. Ừm, ánh mắt Tôn Cường sáng lên, hắn nhìn về phía trương huyền lập tức nghe thấy thanh âm của đối phương vang lên người cầm trước đi vâng bàn tay của tôn cường phất một cái đã thu linh thạch vào trong giới chỉ chữ vật lại lần nữa nhìn về phía nữ tử trước mắt nhìn dáng vẻ của ngươi thân phận và địa vị cũng không thấp sẽ không làm ra chuyện như trực tiếp chạy trốn chỉ là ai cũng không nói chắc được mọi chuyện như vậy đi ngươi để một vật lại chỗ ta kết thúc năm tháng hoặc là ngươi có thể một lần trả hết một vạn linh thạch nws vậy đồ vật sẽ trả lại cho ngươi ngươi gân xanh trên trán lục tiểu thư nổi lên nàng đã đồng ý với yêu cầu vũ nhục như làm tì nữ của người khác rồi thế mà đối phương lại còn lo lắng nàng chạy mất quả thực tức chết người đi được chỉ là nàng cũng biết hai người trước mắt này quả thực chính là hỗn bất lận chủ nếu nói nhiều nhất định sẽ càng tức giận cổ tay lần nữa khẽ đảo nhanh chóng đưa một cái huy chương ra ngoài. Huy chương danh sư, phía trên có 5 ngôi sao lấp lánh chói mắt. Huy chương này đại biểu cho thân phận của ta, có thể thế chấp cho một vạn linh thạch khi A. À. Tạm được, tôn cường tiếp nhận, thu vào trong giới chỉ chữ vật. Vừa rồi người thanh niên kia cũng đã lấy ra huy chương, là danh sư ngũ tinh, không nghĩ tới nữ tử này cũng thế. Chỉ là, coi như ngũ tinh cũng không tính là gì, làm quản gia của một vị danh sư bát tinh, nếu như ngay cả một chút phong thái ấy cũng không có thì hắn cũng không cần lăn lộn nữa làm gì. Ồ, thấy tên này nhìn thấy huy chương của mình mà không có khiếp sợ và sợ hãi một chút nào, ngược lại còn bình thản như nước. Lục tiểu thư sừng sốt một chút, vẻ mặt có chút khó coi, thân thể mềm mại xoay một cái, trực tiếp đi xuống lầu. Nơi này ngay cả một khắc đồng hồ nàng cũng không thể tiếp tục ở lại nữa. Không phải là bởi vì đánh cược thất bại mà cảm thấy nhục nhã, mà là bị tức giận đều là con người sao mà vốn nàng cho là mình trẻ tuổi như vậy đa đạt tới danh sư ngô tinh đi đến bất kỳ nơi nào cũng sẽ khiến cho người ta kính trọng và kiêng kỵ kết quả người ta chẳng thèm để ý thật giống như nàng không có cái thân phận này vậy cảm giác tranh lệch mạnh mẽ làm cho nàng buồn bực suy nghĩ thiếu chút đã thổ huyết lục tiểu thư thấy nàng trực tiếp rời đi thanh niên kia ứng sờ quay đầu nhìn về phía hai người trương huyền rồi nói các ngươi chờ đó cho ta. Hung tợn nói một tiếng, sau đó lại vội vã theo đuổi lục tiểu thư. Hắn đi xuống lầu dưới rốt cục mới đuổi theo kịp, lại đi tới trước mặt nàng. Lục công chúa, hai người này không biết trời cao đất rộng, không được, ta phải nói cho Diệp Tiền, tìm người giết chết bọn chúng. Hai mắt hắn sáng lên, thanh niên này khẽ nói. Lần này không phải hắn gọi là lục tiểu thư nữa, mà là công chúa. Nếu như Diệp Tiền thái tử của huyễn vũ đế quốc có mặt ở đây, như vậy nhất định đã có thể nhận ra, vị lục tiểu thư này không phải là ai khác, mà chính là phi nhi công chúa của Hồng Viễn đế quốc, mà bên người thanh niên người nàng lại là bạn học cùng lớp với nàng, danh sư ngô tinh, hình viễn. Hai người đi ra ngoài đi dạo, vừa nhìn thấy kỳ chân các đã muốn đi tìm một chút bảo vật, chuẩn bị cho lịch luyện sau này, thế nhưng hai người có nằm mơ cũng không nghĩ ra, trong khoảng thời gian ngắn lại nhận lấy thương tổn ít nhất cũng đạt tới một vạn điểm công chúa điện hạ cao quý vô cùng, ngay cả hoàng đế huyến vũ đế quốc cũng phải kính trọng vô cùng lại bị người khác thu làm tỷ nữ, mất hết mặt mũi. Ta đường đường là công chúa, danh sư ngô tinh, không cam tâm đánh cược thua, chạy đi giết người hay sao? Phi nhi công chúa dừng bước, lông mi nhướng lên. Cái này, hình viễn hơi đỏ mặt. Đánh cược thua vốn là chuyện rất mất mặt, nếu như bởi vậy mà chạy tới giết người, làm căng ra, ngay cả danh sư ngũ tinh cũng không cần làm nữa như vậy cũng không thể tính như vậy a à. hai người này quả thực quá phách lối khinh người quá đáng hình viễn cắn răng nói đúng là bọn họ rất đáng hận chỉ có điều ngươi và ta cũng không thể giải quyết cột đá mà hắn không cần một phút đồng hồ cũng đã có thể giải quyết hơn một trăm cái còn có tên hạ nhân kia nữa nhìn thấy huy chương của danh sư ngũ tinh không ngờ lại không có sợ hãi một chút nào hai người kia chỉ sợ thân phận sẽ không đơn giản người bảo diệp tiền phái người cha thân phận của bọn hắn một chút cho ta. Phi Nhi công chúa vẫy tay nói. Sở dĩ nàng đồng ý với đối phương cũng không phải là xúc động nhất thời. Cấp bậc đạt tới ngũ tinh, tâm cảnh khắc độ đã vượt qua 15. Không, đã sớm không có xúc động và lỗ mãng như tước nữa. Tổ hợp chủ tớ hai người trên lầu kia, mặc dù thực lực đều chẳng ra sao cả, thế nhưng lại có sự bình tĩnh và ổn trọng khiến cho người ta run sợ. Chỉ sợ thân phận không đơn giản như trong tưởng tượng của hai người các nàng. Lại nói, cột đá mà bản thân nàng không có cách nào giải quyết, mà đối phương lại giải quyết dễ như trở bàn tay. Nàng cũng rất tò mò, rốt cuộc tên này làm được bằng cách nào. Được, Hình Viễn gật gật đầu. Vị công tử này, không biết ta nên xưng hô với ngươi như thế nào. Đám người lục công chúa rời đi, Cam Nhất Bình cũng coi như khôi phục lại, đi tới trước mặt Trương Huyền sau đó ôm quyền khom người nói ngươi cứ gọi ta là trương huyền trương huyền gật đầu hóa ra là trương công tử đây là tất cả bảo vật của kỳ chân lâu vừa rồi ngươi đã phá giải cột đá lấy được đủ điểm tích lũy tất cả đều là của ngươi vừa rồi gã sai vặt xuống lầu đã đóng gói hoàn tất tất cả đồ vật bỏ tất cả vào trong một cái chữ vật giới chỉ rồi đưa tới ừm tiếp nhận chữ vật giới chỉ tinh thần liếc nhìn vào trong đó quả nhiên Trương Huyền đã thấy ở mấy tầng phía dưới có rất nhiều bảo vật. Tất cả đều đặt ở bên trong, một cái cũng không thiếu. Những bảo vật này đều cho ta, như vậy kỳ chân lâu các ngươi làm sao bây giờ? Trương Huyền có chút nghi hoặc nhìn qua, rất là ngại ngùng. Mấy bảo vật này, nói thật, hắn không có hứng thú quá lớn. Kết quả, đối phương lại đưa tới toàn bộ, nếu hắn từ chối thì bất kính, cho nên cũng dấp táp bất đắc dĩ. Chỉ là, nếu như thực sự thu hết, kỳ chân lâu không có bảo vật chấn giữ, chẳng phải sẽ lập tức sập tiệm hay sao? chương 1089, thế này mà người cũng gọi là luyện đan. Một, mục đích ta mở ra kỳ chân lâu chính là vì phá giải những cột đá này, hiện tại đã biết toàn bộ đáp án. Cho dù có chết cũng không tiếc, cũng là lúc nên về cố hương, sống yên ổn cho nốt đoạn thời gian cuối cùng này. Cam nhất bình cười cười, trên mặt hiện lên vẻ bình thản. Lấy được nhiều cột đá như vậy, khi đó hắn bị ký tự đặc thù phía trên hấp dẫn. Hắn tốn 50 năm mà cũng không có thành công giải quyết vấn đề. Lúc này một lần được phá giải hết, hắn lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cũng là lúc nên buông lỏng. Cái này, Trương Huyền gật đầu, nhìn về phía đối phương, trong mắt mang theo vẻ bội phục. Xem ra người này đại nạn buông xuống, cũng coi như hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Chỉ là, hắn suy nghĩ một chút cũng đã có thể hiểu rõ sinh mệnh đi đến tận cùng, tâm nguyện lớn nhất đã được giải quyết, quả thực không có gì để tiếc nuối cả. Những bảo vật này, mặc dù chân quý, thế nhưng so với sống chết cũng không được tính là cái gì. Sống không mang đi được, chết cũng không thể mang theo, thừa dịp vàng bạc ngàn ngàn vạn, trước khi chết đi hai nắm tay không. Biết đối phương thật ý muốn đưa những bảo vật này cho mình, vì vậy Trương Huyền cũng không tiếp tục từ chối nữa. Hắn thuận miệng chỉ điểm vài câu, xem như là báo đáp đối phương nghe thấy nội dung đối phương chỉ điểm rất phù hợp với bản thân cam nhất bình tràn ngập hưng phấn không ngừng cảm tạ hàn huyên một hồi trương huyền mang theo viên đào tôn cường rời đi thiếu ra chúng ta đi đâu bây giờ đi ra khỏi kỳ chân lâu tôn cường hỏi lạc sà nội đan đỗ ưu thảo đã gom góp xong vẫn còn cần một ít dược liệu để trung hòa lại còn luyện chế ra dược dịch đặc thù trương huyền trầm tư một chút đi luyện đan sư công hội đi tìm luyện đan sư hỗ trợ kiếm một chút. Mặc dù hắn là luyện đan sư tam tinh chính thức, lại thông qua biện đan để có được danh ngạch. Thế nhưng nếu chân chính luyện chế dược vật, tốt nhất vẫn nên để người khác ra tay thì hơn. Vâng, hai người gật đầu. Luyện đan sư công hội cách nơi này còn có khoảng cách nhất định. Ba người tìm một cái xe ngựa, ngồi đại khái chừng nửa canh giờ mới đi đến trước mặt. Luyện đan sư công hội của Huyễn Vũ Đế quốc rất là cao lớn, bao la Trước cửa chính có một lò đan bằng đá khổng lồ, ước chừng cao mười mấy mét, mang theo khí thế ngạo nhân. Đi vào trong đó, còn chưa đi xa thì đã ngửi được từng đợt mùi dược hương. Linh khí nồng nặc xông vào lỗ chân lông toàn thân, khiến cho tinh thần người ta phấn chấn. Đây là đan hương, xem ra ở nơi này có đan dược ngũ phẩm xuất thế, hơn nữa còn thường xuyên được luyện chế ra. Ngửi một cái, Trương Huyền cười nói: một khi đan dược ngũ phẩm được luyện chế ra là có thể sinh ra đan hương nồng đậm, lan tràn ra các nơi, khiến cho người chung quanh đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, tinh thần tăng lên nhiều. Ở nơi này có lẽ thường xuyên có loại dược vật cấp bậc này được luyện chế thành công, cho nên mới có mùi nồng nặc như thế. Ở nơi này có luyện đan sư ngũ tinh, đương nhiên muốn luyện chế ra đan dược ngũ phẩm cũng không thành vấn đề. Tôn Cường gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền trong luyện đan sư công hội của huyến Vũ Đế quốc người mạnh nhất đã đạt đến ngũ tinh đỉnh phong không phải là tồn tại mà những luyện đan sư công hội cấp thấp trước đó có thể so sánh được ừm chúng ta muốn tìm một vị luyện đan sư ngũ tinh trước tiên đi xem một chút a à. trương huyền gật gật đầu lạc xà nội đan và đỗ yêu thảo rất là chân quý hơn nữa cũng chỉ có một phần không thể để cho nó xuất hiện bất kỳ sai lầm nào coi như chỉ là luyện chế dược dịch thì cũng cần luyện đan sư cấp bậc ngũ tinh mới có thể làm được nếu như cấp bậc quá thấp sẽ rất dễ dàng xuất hiện biến cố, lãng phí toàn bộ dược vật. Vị công tử này, không biết người cần cái gì. Rất nhanh đã đi tới trước mặt, trước đài là một nữ tử tuổi chừng 18, 19, hai mắt nhìn về phía Trương Huyền, miệng nở nụ cười rạng rỡ Ta muốn luyện chế một loại dược dịch đặc thù, không biết ở chỗ các ngươi muốn mời luyện đan sư ngũ tinh thì cần giá cả bao nhiêu. Trương Huyền hỏi, danh sư đừng có thể mua sắm chương trình học đương nhiên bên luyện đan sư công hội cũng có thể xuất ra dược vật của bản thân, tìm người thay mặt luyện hộ. Giá cả của loại hình thay mặt luyện này so với trực tiếp mua sắm đan dược thành phẩm còn thấp hơn nhiều, chỉ cần tốn chút sức lực, thu thập một ít dược vật là có thể làm được. Để luyện đan sư cấp bậc ngũ tinh thay mặt luyện, nữ tử này sướng sờ. Làm sao, không có sao. Thấy bộ dáng này của nàng, Trương Huyền nhíu mày. Nếu như không có, vậy thì phiền phức rồi lạc xà sinh ra viên nội đan này khi còn đã sống đạt đến hóa phàm thất trọng. Tinh khí 10 phần, lực lượng rất cuồng bạo, luyện đan sư tứ tinh bình thường, chỉ sợ rất khó có thể áp chế. Luyện đan sư ngũ tinh, thấp nhất cũng đã đạt đến hóa phàm lục trọng kiều thiên cảnh, nếu muốn khống chế tinh khí cũng sẽ đơn giản hơn không ít. Có là có, chỉ là, hôm nay bên tổng bộ vừa phái tới một vị luyện đan sư ngũ tinh rất lợi hại. Chỉ là hiện tại người đang giảng bài, tất cả luyện đan sư cấp bậc đạt tới ngũ tinh của công hội đều đã đi qua nghe, thậm chí. Tam tinh, tứ tinh cũng đi qua, cho nên tạm thời không người nào có thể thay thế luyện, nếu như người thật sự muốn luyện chế, không biết người có thể chờ ngày mai lại đến hay không. Trần chờ một chút, nữ tử này nói. Ngày mai, Trương Huyền khẽ cao mày. Đêm nay sẽ quyết định danh ngạch đi hóa thành trì, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ phải đi vào. Nếu như chậm chế một ngày, chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Ngày mai ta không chờ được nữa, lúc nào giảng bài kết thúc vậy? Có thể hẹn giúp ta một vị luyện đan sư ngũ tinh đi ra đây hay không? Trương Huyền do dự một chút, lại nói: "Hẹn?" Vẻ mặt nữ hài có vẻ khó khăn. "Ta chỉ là một nhân viên phục vụ, luyện đan sư ngũ tinh có cấp bậc quá cao, thực sự không hẹn được." Nàng chỉ là nhân viên phục vụ phụ trách tiếp đãi trước đài, cho nên nhiều nhất cũng chỉ là một học đồ đừng nói là luyện đan sư ngũ tinh, coi như tam tinh, tứ tinh nàng cũng không có tư cách tiếp xúc, cấp bậc kém bọn họ quá nhiều. Hơn nữa, giảng bài xong thì nhất định sẽ phải trao đổi học tập lẫn nhau. Cho nên lúc này tất cả mọi người đều đang bề bộn nhiều việc, hẳn sẽ không có người nào rảnh để thay thế luyện. Cho người có ra nhiều tiền hơn nữa, chỉ sợ cũng rất khó vời đến được. Cơ hội giao lưu như thế, ai sẽ vì một món tiền nhỏ mà làm chậm trễ cơ hội học tập cơ chứ? dù sao luyện đan sư từ tổng bộ tới, dù cấp bậc không cao hơn bọn họ quá nhiều, thế nhưng thủ pháp luyện đan, khống chế với lò đan chỉ sợ cũng tiên tiến hơn không ít, đáng để nghiên cứu và học tập. Cái này, Trương Huyền nhướng mày, người bên tổng bộ tới giảng bài, loại cơ hội tốt này sẽ không có người nào bằng lòng chậm trễ. Thế nhưng nếu để bản thân hắn luyện chế, hắn lại không làm được. Không nói tới việc hiện tại học tập luyện đan thuật còn kịp hay không coi như có thể làm được thì thực lực của hắn cũng mới chỉ là chọc thanh cảnh đỉnh phong một khi nội đan lạc xà xảy ra biến cố nhất định sẽ không áp chế nổi tự mình không làm được lại không có luyện đan sư bằng lòng tiếp nhận công việc phải làm sao bây giờ như vậy đi bọn họ nghe giảng bài ở chỗ nào có thể mang ta tới một chuyến hay không suy nghĩ trong phút chốc trương huyền hỏi chờ luyện đan sư ngũ kinh đi ra thay mặt luyện đan như vậy hôm nay nhất định sẽ không chờ được nếu như thực sự không được, đi qua tìm một vị đi ra để hắn hỗ trợ. Mọi người đều là luyện đan sư, có lẽ nếu muốn giao lưu sẽ dễ dàng hơn một chút. "Mang người tới." Nữ tử nhíu mày nói. "Đó là nơi mà chỉ có luyện đan sư mới có thể đi." "A, à, ta là luyện đan sư, chỉ là gần đây không có khảo hạch đẳng cấp mà thôi." Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy huy chương của mình ra. Đẳng cấp luyện đan sư của hắn vẫn như lúc ở Thiên Vũ Vương quốc chỉ có tam tinh. Chỉ có điều, coi như thế cũng đã đủ rồi. Tiếp nhận huy chương, nữ hài nhìn thoáng qua rồi vội vàng không người. Hóa ra là luyện đan sư đại nhân, mời ngài tới bên này. Luyện đan sư tam tinh, mặc dù ở huyến vũ đế quốc không đáng để chú ý. Thế nhưng địa vị của bọn họ cũng không phải là một nhân viên phục vụ nho nhỏ như nàng có thể so sánh được. Ừm, Trương Huyền gật gật đầu, mang theo hai người tôn cường đi theo nữ tử này. Luyện đan sư công hội rất lớn, đi một lúc rất lâu mới đi đến trước một cái đại sảnh rộng lớn. Đại nhân, chỉ có luyện đan sư mới có thể tiến vào bên trong nghe giảng bài, ta không có tư cách tiến vào. Ngừng lại, nữ tử này nói lời xin lỗi. Không sao cả. Trương Huyền cười cười, tiếp nhận huy chương, lại đeo lên ở trước ngực, dặn dò hai người Tôn Cường à viên đào một tiếng. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong hắn nhấc chân đi vào hai người bọn họ cũng không phải là luyện đan sư, đương nhiên cũng không thể đi vào. chương 1090, thế này mà ngươi cũng gọi là luyện đan. 2. Người trông coi phía sau cửa nhìn thấy huy chương trước ngực hắn, cho nên cũng không ngăn cản. Cả đại sảnh này ước chừng mấy trăm mét vuông, bên trong không biết có bao nhiêu người đang ngồi, lít nha lít nhít. Tất cả đều mặc trang phục luyện đan sư, so với lúc ở vạn quốc thành trước đó, giống như hắn và đám người nhược hoan công tử tiến hành thi đấu tuyển chọn vậy, cả đám đồng loạt nhìn chằm chằm về phía trước. ngẩng đầu nhìn lại, ở trên sân khấu phía trước lại có người đang đứng ở trước lò luyện đan, vừa giảng giải, vừa luyện chế dược vật. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, một bàn tay trắng nõn bỏ từng cọng dược vật vào trong lò lửa cực nóng, trầm ổn, bình tĩnh. Là nữ, còn trẻ như vậy sao? Trương Huyền kinh ngạc vốn hắn cho rằng người từ tổng bộ tới đây giảng bài nhất định là một lão già 7-80 tuổi, thế nhưng không nghĩ tới lại là một nữ tử 20 tuổi. Nữ luyện đan sư luôn rất hiếm thấy, còn có thể giảng bài cho nhiều người như vậy. Chỉ sợ cấp bậc sẽ không thấp, làm cho hắn không nhịn được phải nhìn sang. Một thân trường bào màu tím nhạt che kín dáng người lại. Mái tóc dài đen nhánh cuộn lên trên đầu, hai mắt như sao, lóe ra ánh sáng cơ trí. Chỉ là trên mặt lại mang theo vẻ lạnh lùng như tuyết, không có chút tâm tình chập trần nào. Không ngờ dung mạo lại không thua lục tiểu thư lúc trước, thậm chí bên dưới trường bào rộng rãi, dáng người thướt tha vẫn như ẩn như hiện. Khiến cho người ta có một loại mỹ cảm khác. Huy trương luyện đan sư treo ở trước ngực, nằm ngôi sao lấp lánh trói mắt, vừa nhìn đã biết đây là một vị luyện đan sư ngô tinh. Luyện đan cần làm bạn với lò lửa, tương đối vất vả. Không ngờ nàng lại có thể đạt tới ngô tinh, lợi hại. Trương huyền âm thầm gật đầu, Luyện đan sư cao minh bình thường đều là nam nhân, cũng không phải nói nữ tử không được. Mà là lò lửa cực nóng, các chủng loại dược liệu phong phú, còn có rất nhiều dược vật sinh trưởng ở những nơi nguy hiểm, chỉ cần hơi chút không chú ý thì sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, không thiếu nữ tử không nguyện ý học tập loại nghề nghiệp này. Mà người trước mắt này, tuổi không lớn lắm mà đã đạt đến ngũ tinh, thủ pháp huyền bí, động tác luyện đan như nước chảy mây trôi. Từ đó có thể thấy được, không chỉ có thiên phú nhất định nàng cũng đã tốn công phu rất lớn nếu không không có khả năng có thành tựu như thế này bất kỳ nghề nghiệp nào thiên phú chỉ là một bộ phận thứ quan trọng hơn vẫn là cố gắng cách nữ tử này không xa có một vị lão giả dâu tóc bạc trắng đang đứng đó người này vuốt dâu nhìn qua tràn ngập vẻ tán dương đây có lẽ là hội trưởng công hội này a à. nhìn thoáng qua trương huyền lập tức có phỏng đoán vị lão giả có phong thái rộng rãi tu vi thâm trầm, vừa nhìn đã biết địa vị không thấp. Lại thêm đứng ở phía sau phối hợp với nữ tử này, đồng thời còn nói chen vào, giải thích cho rất nhiều luyện đan sư bên trong đại sảnh. Người Phơ Na Phi coi như không phải hội trưởng thì có lẽ địa vị cũng không thấp. Bằng không thì cũng không có loại phong thái như thế này. Dạo qua một vòng, Trương Huyền tìm một cái ghế trống, nhấc chân đi tới. Mới vừa ngồi xuống thì đã nghe thanh âm nhàn nhạt của nữ tử trên đài tiếp tục vang lên thanh âm thanh thúy, giống như là gõ vào ngọc thạch, khiến cho người ta có một loại cảm giác hưởng thụ. Chỉ là trong giọng nói mang theo một chút lạnh lẽo như muốn cảnh cáo người lạ chớ tới gần. Thanh linh thảo, thuộc tính lạnh, trực tiếp bỏ vào bên trong lò đan sẽ xung đột với bách thụ hoa trước đó. Cho nên cần phải ngâm một canh giờ ở bên trong cam ngư chấp dịch, lúc đó mới có thể sử dụng. Làm như vậy dược hiệu sẽ càng lớn, cũng càng dễ dàng khiến cho nhiệt độ trong lò hạ thấp làm cho phẩm cấp dược vật gia tăng một cấp bậc. Còn gốc mộc đàn hoa thơm này thì phải phối hợp với tử anh thủy. Phải để cho ánh mặt trời chiếu rọi 5 ngày, như vậy mới có thể có hiệu quả tốt nhất. Nếu không, nó là chủ dược luyện chế loại đan dược này, nếu như bỏ vào trong giữa quá trình thì lúc này lò đan đang nóng nhất, hỏa diễm độc nhất. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận sẽ bị thiêu đốt thành cho tàn. Nữ tử giới thiệu từng loại dược liệu một ngẫu nhiên còn giới thiệu thủ pháp luyện chế căn cứ luyện đan có lý có chứng nói cho tất cả mọi người chung quanh đều như say sưa không ngừng gật đầu sư ngôn thiên bẩm chẳng lẽ nàng còn là một vị danh sư nói cho mọi người có vẻ mặt như thế lại thêm bên trong thanh âm mang theo ý vị đặc thù trương huyền mỉm cười không kìm lòng được phải lắc đầu người trước mặt này mặc dù là dựa theo phương pháp luyện đan sư để giảng bài giảng giải làm sao luyện đan phối dược thế nào. Thế nhưng bên trong thanh âm tăng thêm sư ngôn thiên bẩm, khiến cho người ta dễ lý giải và học tập hơn. Loại thủ đoạn này, chỉ có danh sư mới có thể làm được. Xem ra người trước mắt này cũng không phải là luyện đan sư đơn thuần, chỉ sợ cũng là một vị danh sư không thua kém gì ngũ tinh. Vừa rồi hắn vừa mới gặp hai danh sư ngũ tinh 20 tuổi, lúc này lại đụng phải một người, không hổ là huyễn vũ đế quốc, thiên tài quá nhiều. Nếu như những người này ở chỗ 28 thế lực, đừng nói là quán quân, tối đa hắn cũng chỉ có thể đứng thứ tư mà thôi. Cũng không phải nói lượng kiến thức các loại của hắn không bằng danh sư ngũ tinh. Mà là thực lực lại kém rất nhiều, nếu như khiêu chiến thực lực, căn bản không có cách nào chiến thắng được đối phương. Nếu là danh sư thì dễ làm, lại càng dễ câu thông, một lát nữa ta có thể tìm nàng hỗ trợ luyện chế dược dịch. Hắn đang phát dầu, không biết đi nơi nào mới tìm một vị luyện đan sư ngũ tinh, thay mặt luyện giúp mình. Nàng ta đã là danh sư, như vậy sẽ dễ làm hơn nhiều. Dược dịch này là do nội đan lạc xà hóa phàm thất trọng làm chủ vật liệu. Nếu muốn hiệu quả tốt nhất, nhất định cần phải có chỉ điểm của mình, như vậy mới ít đi nhầm đường. Chỉ là luyện đan sư ngũ tinh bình thường làm sao có thể nghe một luyện đan sư tam tinh như hắn cơ chứ? Nếu đều là danh sư, như vậy chỉ cần nàng không biết cấp bậc của mình, lại dao động hai câu, khiến cho nàng ta tin phục như vậy sẽ đơn giản hơn không ít. Cảm tạ chư vị, đây chính là lý giải của ta đối với thanh thần đan ngũ phẩm. Ngay khi đang suy nghĩ một lát nữa nên thương nghị làm sao với đối phương, để cho nàng hỗ trợ luyện chế dược dịch thì hắn đã thấy một tiếng kẹt kẹt. Lò đan phía trước mở ra, ngay sau đó một mùi dược hương nồng nặc đột nhiên lan tràn ra, tràn ngập cả phòng. Ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một hạt đan dược tròn vò óng ánh xuất hiện ở bên trong lô đỉnh mùi thơm tỏa ra bốn phía, mùi thơm ngát sông vào trong mũi. Đan dược cấp bậc ngũ phẩm hoàn mỹ. Thanh thần đan là đan dược cấp bậc ngũ phẩm đỉnh phong. Rất khó luyện chế, coi như hội trưởng tự mình ra tay, 10 lô, cũng không có hai lô có thể đạt tới hoàn mỹ. Mà nàng, một lần đã thành công, quả thực quá lợi hại, không hổ là luyện đan sư từ tổng bộ tới. Hơn nữa, có khả năng người còn không biết, không riêng gì nàng là luyện đan sư, mà còn là một vị danh sư. Thủ pháp luyện đan lưu loát, giảng giải cấp độ trật tự rõ ràng. Nếu cứ dựa theo cái này mà học tập, nhất định trình độ luyện đan sau này sẽ gia tăng cực kỳ lớn. Đúng vậy a, à, bài giảng hôm nay thật sự đã được lợi ích không nhỏ, không hổ là người từ Hồng Viễn Đế quốc tới. Bất kể là cơ sở hay là lĩnh ngộ đối với luyện đan đều cao thâm hơn nhiều so với chúng ta. Đó là đương nhiên, đan viện của Hồng Viễn danh sư học viện có truyền thừa luyện đan hoàn chỉnh, so với phân bộ chúng ta còn hoàn chỉnh hơn nhiều nhìn thấy đan dược đã xuất hiện, dưới đài xôn xao một hồi. Đan dược luận phẩm, cùng một phẩm cấp, cùng một loại đan dược cũng có phân chia mạnh yếu, theo thứ tự là thành đan, sung mãn, hoàn mỹ và đan văn. Bình thường thành đan đã có thể thông qua khảo hạch luyện đan sư, sung mãn coi như là người nổi bật trong đó. Đạt tới cấp bậc hoàn mỹ, 10 lần luyện chế chưa hẳn đã có thể xuất hiện một lần. Mà vị nữ tử trước mắt này chỉ có 20 tuổi, vừa giảng giải lại vừa luyện chế, Phân tâm nhị dụng cũng có thể thuận lợi thành công, năng lực mạnh mẽ tới mức khiến cho người ta khó có thể tin tưởng được. Hiện tại mọi người có thể thảo luận, nếu như có đề nghị gì không giống thì cũng có thể nói ra, ta cũng có thể được học tập. Sau khi buông viên đan dược đã luyện xong, vẻ mặt nữ tử trên đài lạnh nhạt nhìn quanh một vòng. Lạc đan sư, vừa vận ta có một vấn đề, Thanh thần đan cũng có tăng thêm đối với linh hồn. Khi luyện chế, cần dung nhập hồn lực, ta từng thử qua mấy lần, thế NSNWG mỗi lần đều bị ngọn lửa đốt cho bị thương, không biết ngươi nhưng có đề nghị gì tốt hay không? Một vị luyện đan sư ngũ tinh ở hàng đầu tiên mở miệng. Nếu đã là thảo luận, đương nhiên cứ nói cho thoải mái. Lò đan cực nóng, hồn lực âm nhu, nếu như tùy tiện đi vào, tất nhiên sẽ bị đốt cho bị thương, đã như vậy, vì sao chúng ta phải dùng hồn lực lan tràn qua đó? Bên trong đan phương của thanh thần đan có một gốc cam tâm thảo, đây là dược vật đã đạt tới cấp bậc hóa linh tự mang linh tính nữ tử gọi là lạc đan sư gật gật đầu giải thích chỉ cần bỏ thứ đã có linh tính này vào lò lửa lại khống chế tốt nhiệt đột như vậy là có thể trung hòa dược tính đưa tới hiệu quả ngưng thần tính tức thì ra là thế luyện đan sư ngũ tinh này bừng tỉnh đại ngộ cảm kích gật gật đầu ta cũng có vấn đề ngay sau đó lại có một vị luyện đan sư ngũ tinh đứng lên rất nhanh đã có 6, 7 vị luyện đan sư ngũ tinh đều nói ra nghi ngờ của mình. Vị Lạc đan sư thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi này cũng không có chút bối rối nào, tất cả đều trả lời từng cái. Không chỉ có như thế, còn mang dẫn chứng phong phú, nói có lý có căn cứ, khiến HCO mọi người đều bội phục không thôi. Trừ vị ngoại trừ vấn đề ra còn có lời nào muốn nói nữa không? Hôm nay ta tới nơi này là vì muốn giao lưu cùng mọi người, có ý kiến gì thì có thể nói thẳng ra, không cần băn khoăn. Giảng giải một hồi, thấy mọi người không có vấn đề gì nữa, lúc này Lạc Đan sư mới nhìn bốn phía. Gần đây ở trên phương diện luyện đan nàng đã đạt đến bình cảnh, khó mà đột phá. Lão sư giảng dạy luyện đan thuật nói cho nàng biết, phải giao lưu nhiều với những luyện đan sư khác, bổ sung cho nhau thì mới có thể tiến bước. Chính là như thế cho nên nàng mới chuyên môn đi tới nơi này, tiến hành giảng giải, truyền thụ. Không thể không nói, phương pháp này quả thực rất tốt, trước đó khi luyện đan Nàng kiến thức nửa vời, rất nhiều thứ không lĩnh ngộ được đầy đủ. Mà giờ phút này nói ra, không ngờ lại lý giải rõ ràng hơn về luyện đan, đồng thời cũng lý giải sâu hơn. Chỉ là, nếu chỉ có như vậy vẫn còn chưa đủ. Nàng còn muốn nghe ý kiến của người khác một chút, nghĩ sâu tính kỹ, như vậy mới có thể tấn cấp được. Lạc Đan sư nói giỡn đùa rồi, người giảng giải tốt như vậy, trình độ luyện đan cao như vậy, chúng ta thực sự có ý kiến nào khác? Đúng vậy a. À? động tác của ngươi hoàn mỹ không một tỷ vết, lại luyện chế ra thanh thần đan cấp bậc hoàn mỹ. Coi như chúng ta muốn nói cũng không nói ra được a hát. Lý giải về luyện đan, so với chúng ta người còn hiểu sâu hơn, nếu không phải tu vi không đủ, chỉ sợ cũng đã có thể sung kích, luyện đan sư lục tinh. Nói là cho ngươi đề nghị, chúng ta không dám. Tất cả mọi người đều đồng thời lắc đầu. Người trước mắt này là từ Hồng Viễn Đế Quốc tới, không riêng gì là luyện đan sư ngũ tinh mà còn là một vị danh sư, chỉ điểm bọn hắn còn không kịp, sao bọn hắn có thể chỉ điểm lại chứ? Cho dù có, cũng không nhìn ra được a. À. Ôi, thấy mọi người nhao nhao lắc đầu, không nhắc tới một chút ý kiến nào, Lạc đan sư khẽ lắc đầu. Ở trong Hồng Viễn Đế quốc, người người đều kiêng kỵ thân phận và địa vị của nàng. Cho dù có vấn đề thì cũng không dám nói, vốn nàng cho rằng đến nơi này sẽ không có người nào biết, có thể có được không ít ý kiến nhưng không nghĩ tới vẫn không thu hoạch được gì như cũ. Ý kiến, người thật sự muốn nghe chứ? Ngay lúc trong lòng đang có chút thất lạc thì đã nghe thấy một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trong đám người vang lên. Đúng vậy, lạc đan sư vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt, ta chỉ có một câu, chơi đùa một hồi như vậy, mệt thở hồng hộc, như vậy mà ngươi cũng gọi là luyện đan hay sao? chương 1091, chỗ thiếu hụt thứ nhất một. Cái gì, Nói lạc đan sư không biết luyện đan. Quá mức A, à, lạc đan sư là luyện đan sư ngũ tinh từ tổng bộ tới, chúng ta cũng đã nhìn thấy thủ pháp luyện đan, động tác của nàng hoàn mỹ không một tỷ vết, không có kẽ hở, nói nàng không biết luyện đan. Là ai vô lễ như thế chứ? Lòe thiên hạ, đại sảnh xôn xao giống như là bị thiêu đốt, mỗi một người đều nổi giận đùng đùng nhìn lại về phía nơi thanh âm vang lên. Bọn họ lập tức nhìn thấy một người thanh niên mặc thường phục, bộ dáng chừng 20 tuổi trước ngực của hắn là một tấm huy chương luyện đan sư, bên trên có ba ngôi sao lấp lánh. Một luyện đan sư tam tinh nho nhỏ mà đã dám ăn nói bừa bãi. Vô chi, thấy rõ bộ dáng của hắn, không ít người cười lạnh, không nhịn được hét lớn một tiếng. Mặc dù lạc đan sư thoạt nhìn tuổi tác không lớn, có chút trẻ tuổi, nhưng năng lực lý giải về đan dược và luyện đan lại là người mà hầu như 99% người ở đây trở lên đều không thể so sánh được với nàng quá trình luyện đan nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, không có một chút trình tự dư thừa nào. Không có một giây khác biệt nào, nhìn vào quá trình quả thực chính là hưởng thụ xinh đẹp. Năng lực luyện đan như thế, nếu như đều không được gọi là luyện đan nói thì là cái gì cơ chứ? Lại nói, cho dù có người chỉ trích thì cũng là chuyện mà danh sư ngũ tinh mới có thể làm, một tên luyện đan sư tam tinh nho nhỏ như ngươi, cái gì nhìn cũng không hiểu mà đã dám nói khoác không biết ngược, không phải là lòe thiên hạ thì là cái gì? Lạc đan sư cũng nhướng mày. Thứ nàng muốn nghe chính là ý kiến, mà không phải là sự nghi ngờ. Vị luyện đan sư này, không biết vừa rồi ta luyện đan có chỗ gì không ổn, khiến cho người miệng nói ra lời ấy. Muốn biết sao? Người thanh niên nói chuyện, cũng không đứng dậy, mí mắt vừa nhấc lên rồi hỏi một câu. Đương nhiên, lạc đan sư nhướng mày. Vừa rồi ngươi luyện đan, tổng cộng có 127 chỗ sai lầm, ta sợ nói rồi lòng tin của ngươi sẽ sụp đổ, không có cách nào luyện đan được nữa. Thanh niên thản nhiên nói. 127 chỗ. Hừ lạnh một tiếng, lạc đan sư hất ống tay áo lên. Nếu như quả thật ngươi có thể nói ra nhiều điểm như vậy, ta không chịu nổi, lòng tin sụp đổ thì cũng là tự dước lấy nhục. Nếu nói vừa mới rồi nàng vẫn còn đang nghi hoặc có thật đối phương đã nhìn ra cái gì đó hay không, thế nhưng nghe được câu này, nàng lại lập tức phủ định. Thuật luyện đan của nàng là tổng kết kinh nghiệm của rất nhiều tiền bối tôi luyện mà ra trong Hồng Viễn Danh sư học viện, là một phương trình học hoàn chỉnh, trên cơ bản không sai. Nếu nói nhìn ra một hai chỗ không đúng, như vậy nàng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, có hơn một trăm chỗ. Nói đùa cái gì vậy chứ? Nhiều chỗ sai lầm như vậy, đừng là nói đan dược không luyện được, chỉ sợ ngay cả lửa còn chưa có đốt lên thì đã nổ tung a. À. Lòe Thiên Hạ thì cũng phải có cái hạn độ, nói không có điểm mấu chốt như vậy quả thực vô sỉ tới cực điểm. Ngươi nhất định phải nghe hay sao? Thanh niên này nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sai. Lạc đan sư nói. Ôi, nếu ngươi đã muốn biết, ta không nói, ngược lại sẽ bị coi là cố ý tìm ngươi gây phiền phức. Lắc đầu đứng lên, thanh niên đi mấy bước tới trên sân khấu phía trước. Sau đó đứng sừng sững ở lò đan bên người nữ tử, lại đi dạo quanh một vòng, tìm kiếm một chút. Sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua nàng. Trước khi nói, ta muốn hỏi một chút, người có biết lai lịch của cái lô đỉnh này hay không? Quen thuộc với lò đan, đương nhiên phải biết lai lịch. Đây là chuyện cơ sở nhất của luyện đan sư, đương nhiên ta phải biết rõ. Đôi mi thanh tú của lạc đan sư nhíu lại, nói tiếp. Đây là tác phẩm của luyện khí đại sư ngũ phẩm Ngô Phong, 12 năm trước đã rèn đúc thành công. Là thứ được dung hợp luyện chế từ hàn thiết dưới đáy biển và thanh ngân đồng, chịu được nhiệt độ cao, chịu lạnh lẽo là pháp bảo cấp bậc linh cấp trung phẩm đỉnh phong. Giải thích không sai, nhưng người có biết, cái lô đỉnh này đã từng nổ lô qua một lần rồi hay không? Nghe nàng nói xong, giải thích không có sai lầm một chút nào, người thanh niên này tiếp tục nói. Người thanh niên này đương nhiên chính là Trương Huyền. Muốn làm cho đối phương cam tâm tình nguyện nghe lời hỗ trợ luyện chế dược dịch, đương nhiên trước tiên phải làm cho nàng vui lòng phục tùng hắn đang giàu không biết làm sao có thể làm được thì đã nghe thấy nàng muốn nghe ý kiến đã như vậy cũng không cần phải khách khí nữa mặc dù hiện tại hắn nắm giữ luyện đan còn không đạt tới ngũ tinh thế nhưng có thiên đạo thư viện chỗ thiếu hụt trong luyện đan của đối phương hắn vẫn còn có thể nhìn thấu biết rõ đúng là đã nổ qua một lần nhưng mà lần kia chỉ là dược vật thiêu đốt bản thân lô đỉnh cũng không có bất cứ vấn đề gì cũng không có vết sách không ảnh hưởng tới luyện đan sau này Lạc đan sư sướng sờ, nói. Cái lô đỉnh này là thứ do trưởng bối gia tộc ban cho. Nàng dùng đến hiện tại đã được dòng dã ba năm, quả thực đã từng nổ qua một lần, chỉ là. Nàng biết thì cũng thôi đi, thế nhưng làm sao đối phương lại biết, hơn nữa còn một lần nói ra cơ chứ. Quả thực lô đỉnh không có tổn hại. Trương Huyền dùng ngón tay xoa ở mặt ngoài lô đỉnh rồi nói. Cũng không có vết sách, nhưng mà màu sắc ở miệng đỉnh hiện lên là màu cho, mang theo màu khói hun nếu ngươi cẩn thận ngửi còn có hương vị gì đồng xanh. Nếu như ta không nhìn lầm, lần trước nổ lô có lẽ ngươi đang luyện chế liệt hỏa đan ngũ tinh A. Đúng vậy, lạc đan sư cao mày, gật gật đầu. Lần trước nổ lô quả thực nàng đang luyện chế liệt hỏa đan, mặc dù không phải là nàng tự mình luyện chế. Thế nhưng cũng tham dự vào trong đó, cho nên nàng cũng biết tình huống lúc đó. Nhìn màu sắc miệng lô đỉnh một chút, người một chút là có thể biết được đã từng nổ lô, hơn nữa còn biết bởi vì luyện chế cái gì mà nổ tung, phần nhãn lực này quả thực quá lợi hại a. À? Nếu như nói trước đó nàng còn cảm thấy tên này ăn nói bừa bãi, cố ý hấp dẫn lực chú ý của người khác, mà bây giờ nàng đã cảm thấy chỉ sợ hắn cũng có chút bản lĩnh. Thật sự đã từng nổ qua sao? Nhìn thoáng qua mà đã sẽ Tô thể nhìn ra những thứ này, coi như luyện đan sư ngũ tinh cũng không làm được a. À? Đúng vậy a, à, tên này có lẽ thật sự có khả năng có thể nói ra được thứ gì đó. Mọi người ở dưới đài nghe thấy lạc đan sư thừa nhận, từng người đều rất là kinh ngạc. Kiểm tra lô đỉnh, biết lai lịch và tình huống của bản thân lô đỉnh là chuyện mà mỗi một luyện đan sư phải làm, nhưng mà... Không cần giới thiệu, chỉ cần nhìn một cái đã hiểu rõ những thứ này, nhãn lực không khỏi quá mức mạnh mẽ a. À. chương 1092, chỗ thiếu hụt thứ nhất hai Chỉ sợ cùng là luyện đan sư ngũ tinh cũng chưa hẳn đã có thể làm được. Trước đó, mọi người có suy nghĩ giống như lạc đan sư cũng cảm thấy tên này cố ý gây chuyện thế nhưng sau khi nghe thấy đối phương phân tích lò đan thì đã biết không đơn giản coi như nổ liệt hỏa đan thì như thế nào khác biệt với việc nổ những đan dược khác ở chỗ nào lạc đan sư nói liệt hỏa đan là đan dược thuộc tính dương cuồng bạo cực nóng nổ lô bình thường hẳn là không có vấn đề gì a à? đương nhiên là có chỗ khác nhau trương huyền lắc đầu nếu như ngươi tiếp tục luyện chế liệt hỏa đan, quả thực không có ảnh hưởng, nhưng thứ mà ngươi luyện chế lại là thanh thần đan. Loại đan dược này có thể ngưng thần tĩnh tức, sau khi phục dụng có thể khiến cho hồn lực của người ta có được ích lợi. Là một loại dược vật cực kỳ chân quý, loại đan dược này kiêng kỵ nhất là táo bạo, ngươi lại dùng lô đỉnh đã từng có liệt hỏa nổ tung để luyện chế, ngươi nói nó có thể bị ảnh hưởng hay không? Cái này, Lạc Đan sư hơi chần chờ. Có chút đan dược có tác dụng đối với linh hồn quả thực có yêu cầu cực cao, chỉ là cho dù có ảnh hưởng thì cũng cực kỳ nhỏ bé, không tính là gì. Không phải ngươi cảm thấy, cho dù có ảnh hưởng thì cũng cực kỳ bé nhỏ, ảnh hưởng không lớn đó chứ? Dường như nhìn ra suy nghĩ của nàng, khóe miệng Trương Huyền nhếch lên. Bình thường luyện chế quả thực không có ảnh hưởng lớn, thế nhưng trình tự luyện dược của ngươi không đúng, ảnh hưởng sẽ rất rõ ràng. Vừa rồi ta cũng đã nghe ngươi nói qua, thanh linh thảo trực tiếp bỏ vào trong lò đan sẽ xung đột cùng với bách mộc hoa, cần cam ngư chấp dịch ngâm ở bên trong, có việc này hay không? Có. Lạc đan sư gật đầu. Vừa rồi quả thực nàng đã từng nói qua lời này, cũng đã làm như vậy. Thanh linh thảo có tính liệt, bách mộc hoa có tính ấm, trực tiếp bỏ vào quả thực sẽ gây ra xung đột. Lại dùng cam ngư chấp dịch ngâm, đây là cách làm chính xác, nhưng... Người có bao giờ nghĩ tới, Cam ngư chấp dịch và vật liệu chủ dược thanh căn mộc của liệt hỏa đan sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt hay không?" Trương Huyền nói. "Đúng là sẽ sinh ra phản ứng, nhưng ta đã luyện chế liệt hỏa đan nhiều năm, trong lúc đó cũng đã luyện chế qua những dược vật khác. Cho nên cho dù có sót lại thì cũng không có gì a." À. Lạc Đan sư nói. "Thanh căn mộc quả thực sẽ có phản ứng với cam ngư chấp dịch, thậm chí nó giống như lửa và nước vậy, rất khó cùng tồn tại. Chỉ là, đây đều là chuyện của mấy năm trước." có thể nói lên điều gì chứ không có gì trương huyền lắc đầu ngay sau đó hắn nhìn về phía lão giả nghi tự hội trưởng đang ở trên đài cách đó không xa kia rồi nói vị luyện đan sư này ta có thể làm phiền ngươi một việc được hay không mời nói lão giả này đi tới trước mặt làm phiền ngươi cao thứ màu xám đen ở trên miệng lô đỉnh một chút trương huyền nói được mặc dù không rõ ý tứ của đối phương thế nhưng lão giả vẫn lấy ra vũ khí, cạo dấu vết màu xám đen ở trên miệng đỉnh vào trong một cái bát ngọc. Sau đó còn làm phiền ngươi lấy ra một chút cam ngư chấp dịch, bỏ vào trong đó. Trương Huyền cũng không tiếp với xúc bát ngọc mà nói tiếp. Ừm, um. lão giả gật đầu phân phó một tiếng, một vị luyện đan sư vội vàng chạy ra ngoài, không lâu sau đã lấy ra một cái hổ lô. Lại đổ dược dịch màu lam nhạt bên trong vào trong đó. Xì 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 dược dịch và cặn bã màu xám bên trong bát ngọc vừa mới tiếp xúc đã lập tức toát ra rất nhiều bọt khí, như là suýt sôi trào vậy. Cái này, tất cả mọi người dưới đài đồng thời xôn xao. Dù là người ngu đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra, đây là tình huống xuất hiện phản ứng kịch liệt. Nếu như loại phản ứng này xảy ra ở trong lò luyện đan, như vậy sẽ rất dễ dàng xuất hiện tình huống nổ tung, khiến cho tất cả dược vật đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại sao lại có thể như vậy? lạc đan sư cũng giật nảy mình gương mặt xinh đẹp tái đi hiển nhiên loại tình huống này nàng cũng không dám tin tưởng liệt hỏa đan nổ lô quả thực không tính là gì thế nhưng ngươi đã quên vật liệu chủ dược thanh căn mộc của nó lại có tính ăn mòn cực mạnh sau khi nổ tung nó có thể bám vào trên vách đỉnh khó mà loại trừ nếu như luyện chế những đan dược khác không có tác dụng gì quá lớn nhưng gặp phải cam ngư chấp dịch thì sẽ không giống nữa trương huyền nói nhưng có phương pháp giải quyết. Lạc đan sư nhoáng một cái. Đương nhiên là có, thanh căn mộc và chọc liên hoa, thuộc tính tương khắc. Trước khi luyện chế thanh thần đan, nếu như người có thể bỏ hai lạng chọc liên hoa vào trong đó là có thể nhẹ nhõm khu trừ dược tính còn sót lại của thanh căn mộc. Cũng khiến cho nhiệt độ của lô đỉnh có chút hạ thấp. Làm như vậy, khi thêm một đàn hoa sau đó cũng không cần phối hợp với tử anh thủy. Để dưới ánh mặt trời chiếu dọi năm ngày ít, tiết kiệm được một trình tự phiền toái nhất Trương Huyền nói, cái này, lạc đan sư nói không ra lời. Làm luyện đan sư ngô tinh, quen thuộc dược tính, đương nhiên nàng biết rõ lời đối phương nói là thật hay là giả. Cẩn thận phân tích một lần, nếu thật sự làm như vậy, không nói tới việc không có chút sơ hở nào mà còn có thể đột nhiên tiết kiệm được một mảng lớn thời gian, cũng không đến mức phiền phức như vậy. Luyện đan, mặc dù có trình tự, có phương pháp, thế nhưng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi cũng giống như kỹ xảo lái xe vậy, đường xá không giống thì chẳng lẽ còn dùng thủ đoạn tương đồng hay sao? Bởi vậy, không chỉ cần có trình tự, còn cần mượn vấn đề của bản thân Lô Đỉnh, tiến hành sửa chữa thích hợp. Nếu không, dần dần từng bước theo lối cũ sẽ chỉ làm cho luyện chế dược vật càng thêm phiền phức. Hai tay chắp ra sau lưng, vẻ mặt Trương Huyền lạnh nhạt nhìn qua, giống như là một vị luyện đan sư cao cấp khiến cho người ta kính ngưỡng. Cũng là chỗ thiếu hụt thứ nhất mà vừa rồi ta đã nói với ngươi. chương 1093, ta muốn bái ngươi làm sư phụ. Một, cái này, lạc đan sư không nói ra lời, cũng không biết nên tiếp tục như thế nào. Đối phương nói có lý có căn cứ, khiến cho nàng căn không có cách nào phản bác được. Không chỉ nàng có vẻ mặt này, toàn bộ người bên trong căn phòng này cũng lặng ngắt như tờ. Cái này, thế cũng được sao, muốn làm được như vậy cần phải hiểu rõ sâu bao nhiêu về dược vật, đan phương, lò đan thì mới có thể làm được a à? tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía tên thanh niên ở trước giống như là nhìn thấy một quái vật vậy vừa rồi khi người vấn đáp cùng những người khác ta cũng đã nghe thấy quả thực hồn lực đi vào lò đan sẽ bị thiêu đốt cho bị thương bỏ vào cam tâm thảo có linh tính là có thể trung hòa nhưng người có nghĩ tới một việc hay không linh tính cam tâm thảo sẽ rất dễ dung hợp với chi khải mộc đã bỏ vào lúc trước, từ đó hạ thấp hiệu quả. Cái này lạc đan sư lần nữa sừng sốt. Chi khải mộc có tác dụng hấp thụ linh tính, nếu như bỏ cam tâm thảo có linh tính vào sẽ rất dễ dàng bị thôn phệ, từ đó hiệu quả sẽ bị yếu bớt. Đây là chỗ thiếu hụt thứ hai. Trương Huyền nói tiếp. Khi người luyện đan, nếu như ta không nhìn lầm, có lẽ ngươi đã dùng ám giả vũ nhu thủ a thủ pháp này có thể bảo hộ dược liệu và linh tính, nhưng mà... Nếu muốn tăng trình tự luyện chế ngưng thần đan lên, trong đó có 7 gốc dược liệu có lẽ phải nối liền một mạch, trực tiếp ném vào. Thế nhưng người dùng loại thủ pháp này lại kéo dài tới 32 hô hấp, cuối cùng còn dẫn đến dược hiệu của dược vật sói mòn. Thủ pháp và dược vật không xứng với nhau, đây là chỗ thiếu hụt thứ ba. Khi luyện chế đan dược, người dùng thanh hàn công để chống cự hỏa diễm cực nóng, mặc dù bảo vệ được mình, thế nhưng lại làm cho nhiệt độ của lô đỉnh mất đi một bộ phận, không có cách nào tốt hơn để dung hợp với giò tinh huyết linh thú nữa. Đây là chỗ thiếu hụt thứ tư, chỗ thiếu hụt thứ năm, chỗ thiếu hụt thứ sáu. Đây là chỗ thiếu hụt thứ hai mươi bảy. Luyện chế một viên đan dược ngũ phẩm nho nhỏ mà lại không rõ ràng về lô đỉnh, không rõ dược tính, không quen thủ pháp, khống chế không đủ, truyền thụ không tường tận. Phân tích không thấu triệt, tâm tư không một lòng luyện chế, lực không tùy tâm, ánh mắt Trương Huyền như điện. Nhiều vấn đề như vậy mà cũng xứng gọi là luyện đan sao? Ta lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt Lạc Đan sư trắng bệch, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Thanh âm của đối phương giống như là pháo nổ, nhanh chóng truyền đến, lại thêm chính xác không sai, ép cho nàng không thở nổi. Vốn nàng cho rằng mình đã trở thành người nổi bật ở bên trong các luyện đan sư ngũ tinh, không ai bằng. Thế nhưng dù có nằm mơ cũng không có nghĩ tới trước mặt cường giả chính thức nàng lại giống như là ngớ ngẩn vậy, rất là buồn cười. Còn muốn ta nói nốt 100 chỗ thiếu hụt còn lại hay không? Trương Huyền tiếp tục nói. Cổ co rụt lại, cơ thể lạc đan sư khẽ run rẩy. Đối phương liên tục nói ra 27 chỗ thiếu sót, đây đều là điểm đã xuất hiện trong lúc nàng luyện đan vừa rồi. Nói có lý có cứ, khiến cho người ta không thể nào phản bác. Chỉ nghe nhiều như vậy cũng đã cảm thấy nếu như tiếp tục luyện đan sẽ có chút bó tay bó chân, không biết nên làm như thế nào cho phải. Chỉ sợ nói tiếp, lòng tin của nàng sẽ sụp đổ, khó có thể chữa trị. Không, không cần. Nàng ôm quyền, không người. Khi lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, ánh mắt không phải là khinh thị, mà là kính trọng và bội phục. Một người có thể nhìn ra nhiều chỗ thiếu hụt như vậy trong lúc luyện đan, lại nói có lý có cứ. Như vậy vị trước mắt này, rốt cuộc đã hiểu rõ về đan dược tới trình độ nào rồi e rằng cho dù là lão sư luyện đan của nàng cũng rất khó so sánh được với người này được rồi cũng không cần có gánh nặng gì trong lòng cả luyện đan không phải vẽ tranh một bút là một nét vẽ nếu đi theo quy định nghiêm ngặt là có thể vẽ được tác phẩm lục thực cảnh tinh mỹ còn luyện đan cần phải ma luyện không biết bao lâu lại còn lĩnh ngộ đối với thuộc tính dược vật như vậy mới có thể thành công thấy vẻ mặt nữ tử trước mắt trắng bệch, biết đối phương đã bị đả kích hung ác, Trương Huyền an ủi một câu. Người có thể chừng ấy tuổi đã luyện chế ra được loại đan dược cấp bậc này cũng đã coi như rất tốt rồi. Đừng cảm thấy trong lòng gánh nặng, như vậy đi, người dựa theo lời ta vừa nói, sửa lại một chút, luyện chế lại thanh thần đan một lần một chút. Ta cam đoan sẽ có thu hoạch không giống như trước đó. Bên trong thanh âm sen lẫn sư ngôn thiên bẩm, khiến cho nàng tự nhiên lấy lại lòng tin. Người trước mắt này, mặc dù là danh sư ngô tinh, thế nhưng cũng chỉ là sơ kỳ, tâm cảnh khắc độ ước chừng chỉ có 15. Không, mà tâm cảnh hiện tại của hắn đã đạt tới 16. Không, dùng sư ngôn thiên bẩm khiến cho đối phương tin tưởng, dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, nghe thấy hắn nói như thế, tự tin vốn đã dao động của lạc đan sư một lần nữa ngưng tụ. Hai mắt nhắm lại, nhớ lại một chút, nhớ tới mấu chốt mà vị thanh niên trước mắt này đã từng nói tới, nàng cắn răng, nói. Tốt, sau đó tiến lên mấy bước, đi tới trước mặt lò đan. Bình thường luyện đan đều chuẩn bị 3 phần dược liệu, mà trước đó nàng chỉ dùng một phần. Bởi vậy, trên mặt bàn ở trước mặt vẫn còn thừa lại hai phần, cũng không cần phát sầu vì dược vật nữa. Chân khí trong cơ thể phun trào ra, đốt lửa, làm nóng đỉnh, chắt lọc dược dịch. Tất cả đều núi liền một mạch, các loại dược liệu giống như là giọt mưa rơi vào trong đỉnh lô, linh khí bắn ra bốn phía, dược hương sao động sau 20 phút, phun ra một ngụm chọc khí, lạc đan sư ngừng lại. Thanh thần đan vốn phải dùng thời gian nửa canh giờ mới có thể luyện chế thành công, thế mà nàng lại thành trước gấp đôi thời hạn. Bàn tay đẩy một cái về phía trước. Kẹt kẹt, lô đỉnh mở ra, một mùi thơm nồng nặc bay thẳng ra ngoài, tựa như một đám mây trắng nõn vậy. Phía trên đám vây, viên đan dược tròn vo đang lơ lửng trong đó, một đạo đan văn kim sắc khảm nạm ở phía trên, lấp lánh mà trói mắt. Đây là đan dược Đan Văn Cảnh. Làm sao có thể? Đan Văn Cảnh và Hoàn Mỹ Cảnh, mặc dù chỉ kém một cấp bậc, thế nhưng lại có khoảng cách không thể nhảy vọt, coi như lục tinh luyện đan sư tới đây cũng không có khả năng hoàn thành. Chương 1094, ta muốn bái ngươi làm sư phụ. Hai. Đúng vậy a, à, đan dược Đan Văn Cảnh đã có linh tính, không riêng gì đan dược, còn có thể nói nó đã được phó thác sinh mệnh. Vừa mới rồi là Hoàn Mỹ Cảnh vị luyện đan sư này chỉ giải thích một hồi đã khiến cho lạc đan sư luyện chế ra đan dược đan văn cảnh cái này cũng quá lợi hại đi a à. khi nhìn thấy rõ đan dược từ bên trong lô đỉnh bay ra tất cả mọi người đều bị dọa đến mức vẻ mặt trắng bệch thành đan sung mãn hoàn mỹ đan văn bốn cấp bậc này của đan dược đạt tới hoàn mỹ thì trên cơ bản đã xem như cực hạn chỉ có nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh Chân chính khống chế được quá trình luyện đan thì mới có thể luyện chế ra được đan dược cảnh giới đan văn. Không nói đâu xa, luyện đan sư công hội Huyễn Vũ Đế quốc đã được thành lập không biết bao nhiêu năm, cũng đã xuất hiện qua rất nhiều luyện đan sư kinh tài tuyệt diễm, nhưng nếu nói tới đan dược đan văn, chưa từng xuất hiện qua nổi một người. Nghe nói, chỉ có đan viện của Hồng Viễn danh sư học viện mới xuất hiện được mấy người, mỗi một người đều dẫn tới khắp nơi chấn động, khiến cho rất nhiều luyện đan sư triều bái. Kiếp sợ không thôi. Vốn bọn họ cho rằng, loại đan dược cấp bậc này chỉ được nhìn thấy ở trong truyền thuyết. Ai cũng không có cách nào tận mắt nhìn thấy được, thế nhưng bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Vị lạc đan sư này lại từ tay luyện chế ra được nó. Đáng sợ, lạc đan sư lợi hại, nhưng người thanh niên chỉ điểm nàng thành công này chẳng phải càng sâu không lường được hơn hay sao. Trong nháy mắt, khi mọi người lần nữa nhìn về thanh niên ở phía trên đài. Bên trong ánh mắt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kính sợ nồng đậm. Đây là sự bội phục với cường giả. Coi như thực lực của hắn có khả năng không bằng một số người ở đây, thế nhưng hiểu biết ở bên trên luyện đan, chỉ sợ ngay cả hội trưởng cũng không sánh nổi. Mọi người khiếp sợ, Lạc Đan sư cũng từ trong cảm giác đặc thù tỉnh táo lại. Hai mắt nhìn đan dược mang theo đan văn màu vàng trước mắt, thân thể mềm mại vì kích động mà run rẩy không thôi. Nàng tiến về phía trước một bước, quỳ mọp xuống đất rồi nói. Ta muốn bái lại đại nhân làm sư phụ, kính xin thu ta là học sinh, chỉ điểm ta luyện đan. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, ràng buộc trước đó giam cầm tu vi luyện đan của nàng đã bị đánh vỡ. Nói cách khác, đối với luyện đan, chỉ có lĩnh ngộ mới, chỉ cần tu vi đạt tới, muốn sung kích luyện đan sư lục tinh cũng không thành vấn đề. Mà tất cả chuyện này, đều là do vị thanh niên thoạt nhìn tuổi tác còn nhỏ hơn so với nàng trước mắt này ban cho dưới sự chỉ điểm của đối phương, đánh vỡ ràng buộc, như vậy cũng đã có nửa tình nghĩa sư đồ. Nếu như có thể bái lại người này làm sư phụ, thường xuyên lắng nghe, như vậy thành tựu của nàng trên phương diện luyện đan thuật nhất định sẽ càng ngày càng cao. Bái sư, Trương Huyền sướng sờ. Mục đích của hắn chỉ là muốn làm cho đối phương tin phục, sau đó sẽ càng chuyên tâm luyện chế dược dịch cho bản thân hắn. Thế không nghĩ tới nữ tử này lại trực tiếp mở miệng bái sư, khiến cho hắn có chút ngượng ngùng mong rằng lão sư sẽ đồng ý. Lạc Đan sư vội nói: "Được rồi, ta có thể làm lão sư luyện đan cho ngươi. Chỉ có điều, ta không có quá nhiều thời gian để chỉ điểm." Trần chờ một chút, Trương Huyền nói: "Như vậy đi, ta có một phương pháp luyện chế dược dịch đặc thù. Phương pháp này có thể đo lường kiến thức cơ bản và tâm tính của ngươi, cũng có thể đo lường thành ý muốn bái sư của ngươi. Ta cũng nói sớm cho ngươi biết." dược dịch này chỉ cần dựa theo lời của ta luyện chế một cách nghiêm ngặt là có thể luyện chế thành công. Thành công thì ta sẽ thu ngươi làm học sinh giảng bài, không được, như vậy đã nói rõ giữa chúng ta không có duyên phận. Nhất định sẽ thành công. Lạc đan sư vội vàng gật đầu, vẻ mặt kích động tới mức đỏ lên. Ừm, thấy đối phương đã bị dao động thành công, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Cổ tay khẽ đảo, nội đan lạc xà và đỗ yêu thảo xuất hiện ở trước mặt mọi người hai thứ này là vật liệu chủ dược còn cần hai lạng long tu hoa một lạng nhất tinh trần ba tiền mộc nghiệp bì trương huyền thuận miệng nói ra mười mấy loại dược liệu đều là dược liệu phối trí dược dịch cần dùng đến hội trưởng làm phiền ngươi một chút ngươi có thể mang một phần của những dược liệu này tới đây hay không sau khi ghi nhớ tên những dược vật này và trọng lượng của chúng lạc đan sư nhìn về phía lão giả đang đứng ở cách đó không xa chuyện này thì đơn giản ta sẽ lập tức bảo người đi chuẩn bị. Lão giả cười cười, những dược liệu này không tính là đặc biệt chân quý, công hội có thể tìm được toàn bộ, cho nên cũng không tính là chuyện lớn gì. Hắn dặn dò một tiếng, chỉ chốc lát sau, một vị luyện đan sư đã mang toàn bộ những vật này tới. Nhìn dược liệu đã có đầy đủ, hơn nữa đều là năm cao nhất, Trương Huyền hài lòng gật gật đầu. Hắn chạy đến nơi đây gây náo động quả thực đã làm đúng, nếu không, nhiều dược vật có năm tuổi cao như vậy, hầu như đều bị cất giấu. Không nói tới việc tốn nhiều tiền, mà có tiền cũng chưa hẳn đã có thể mua được. "Lão sư, luyện chế thế nào đây?" Kiểm tra dược vật một lần, Lạc Đan sư cũng hết sức hài lòng, nàng lần nữa nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa. "Nghe theo lời phân phó của ta để luyện chế, như vậy sẽ không có chút sai sót nào." Trương Huyền gật gật đầu, nhướng mày, bắt đầu phân phó một tiếng. Sau khi làm nóng đỉnh 45 hô hấp, lại bỏ nhất tinh trần vào, sau bảy hô hấp lại bỏ long húc hoa vào, sau đó chân khí thôi động hỏa diễm trong ba hô hấp. Dược dịch xúc viên đào mở ra thể chất là thứ mà không biết hắn đã cân nhắc bao lâu mới có thể nghiên cứu xong, đồng thời cũng để cho thiên đạo thư viện kiểm nghiệm qua. Vì vậy hắn mới biết trình tự và phương pháp luyện chế cụ thể. Hắn nói kỹ càng 10 điểm cho nên khi lạc đan sư luyện chế cũng đơn giản hơn không ít. Hỏa diễm nóng hừng hực, khí nóng ngập trời nương theo dược vật ném vào bên trong lò đan càng ngày càng nhiều linh khí chung quanh cũng càng ngày càng dày đặc lực lượng bên trong lò cũng càng ngày càng cuồng bạo dường như bất kỳ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi mà nổ tung tại chỗ vậy là nội đan lạc xa thứ này là tinh hoa toàn thân của linh thú hóa phàm thất trọng lực lượng cuồng bạo lại thêm có lò đan xúc tiến coi như là cường giả hóa phàm bát trọng cũng rất khó khống chế để lạc đan sư luyện chế như vậy cũng quá khó khăn a à hội trưởng và rất nhiều danh sư ngũ tinh ở một bên nhìn thấy cảnh này, tất cả đều nhướng mày. chương 1095, Hồi Toàn Luyện Đan Pháp 1 Nội đan lạc xà là thứ tinh hoa nhất của linh thú hóa phàm thất trọng đỉnh phong, trong đó mang theo tu vi một đời của cường giả quy nhất cảnh. Đồ vật cuồng bạo như thế, coi như là hội trưởng muốn áp chế cũng rất khó khăn. Để cho lạc đan sư chỉ có tu vi hóa phàm lục trọng đi luyện chế, thật sự có thể thành công hay sao? Đông đông đông, bên trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, bên trong lò đan phát ra tiếng vang như sấm sét, giống như là tiếng trống to gõ vang. Lại giống như sấm rền bên trong mây đen, nắp lò nâng lên hạ xuống, lực lượng cuồng bạo dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tùy ý bạo phát. Xem ra, nếu như không áp chế thì lò đan sẽ lập tức nổ tung. Nguy rồi, sắp nổ lô. Tất cả mọi người đều siết chặt nắm đấm. Làm luyện đan sư, bọn họ có thể nhẹ nhõm nhìn ra tình huống hiện tại dưới tình huống bình thường, vì để tránh cho lò đan nổ tung mà các luyện đan sư sẽ thi triển chân khí, ngăn chặn lực lượng cuồng bạo trong đó, mà lúc này. Người luyện đan là lạc đan sư, thực lực của nàng căn bản không đủ để ứng phó với khí thức hung mãnh như vậy bên trong lò đan. Hội trưởng, một vị luyện đan sư ngũ tinh không nhịn được nhìn lại, vẻ mặt có chút gấp gáp. Vị luyện đan sư này không có bảo chúng ta hỗ trợ, tốt nhất đừng có nhúng tay biết đây là khảo hạch của vị luyện đan sư này đối với lạc đan sư, hội trưởng khoát khoát tay áo. Mặc dù dùng thực lực của hắn có thể ngăn chặn được lò đan nổ tung, thế nhưng đối phương không muốn cầu cứu. Nếu như tùy tiện tiến lên, đây là một loại hành động không tôn trọng cực lớn. Đừng có gấp, tình huống thoạt nhìn rất là nguy cấp, nếu như thu lửa lại thì cũng không đến mức nổ lô. Siết chặt nắm đấm, trong lòng hội trưởng âm thầm cân nhắc. Mặc dù tình cảnh trước mắt thoạt nhìn rất nguy cấp, Thế nhưng chỉ cần lập tức hạ thấp nhiệt độ hỏa diễm thì có lẽ còn có thể làm dịu được tình huống này. Những người khác khó mà làm được chuyện khống chế đối với hỏa diễm, thế nhưng đây là chương trình học cơ bản nhất của luyện đan. Để Lạc đan sư làm chuyện này vẫn rất là đơn giản. Đang nghĩ ngợi, không biết đối phương sẽ dùng phương pháp gì để hạ thấp nhiệt độ thì đã nghe thanh niên đang ở cách đó không xa tiếp tục nói. Tăng hỏa diễm lớn lên, lại truyền chân khí vào. Tăng hỏa diễm lớn hơn nữa. Hội trưởng sướng sờ, vẻ mặt trắng bệch, không nhịn được hô lên. Như vậy sẽ nổ lô. ầm ầm. Lời còn chưa dứt thì lô đỉnh giống như đã hoàn toàn trở nên sôi trào, khí tức cuồng bạo chấn động tới mức làm cho mặt đất xuất hiện vết rách, sóng nhiệt quét qua, thổi cho mái tóc của lạc đan sư bay lên, tay áo tung bay, chạy mau, sắp nổ tới nơi rồi. Đây chính là nội đan lạc xà cấp bậc hóa phàm thất trọng a. Một khi nổ tung toàn bộ đại sảnh cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Tên điên, thật sự là tên điên, sao có thể luyện đan như vậy? Tất cả luyện đan sư bên dưới đều bị dọa đến mức chân cẳng như nhũn ra, cũng có không ít người xoay người bỏ chạy. Nội đan linh thú hóa phàm thất trọng đỉnh phong, một khi nổ tung, uy lực có thể so với công kích của cường giả hóa phàm thất trọng đỉnh phong. Mặc dù đại sảnh rất là hùng vĩ, thế nhưng đối mặt với lực lượng cuồng bạo như thế chỉ sợ cũng không chịu nổi, trong nháy mắt sẽ biến thành cho bụi. Luyện đan sư có thực lực mạnh mẽ, đối mặt với kiếp nạn như vậy có lẽ còn có thể chống lại một hai. Nhưng mà nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh ở lại chỗ này, chết cũng không biết chết như thế nào, bọn họ không chạy mới là lạ. Kéo kẹt, kéo kẹt, trong một mảnh thanh âm lộn xộn, giới hạn của lò đan đã đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Trên đầu lạc đan sư cũng có mồ hôi lạnh xuất hiện mặc dù biết luyện đan thuật của đối phương rất lợi hại hẳn là có thể khống chế được thế nhưng nàng tự mình trải qua chuyện này vẫn có cảm giác lạnh cả sống lưng đừng có gấp ngay khi nàng cảm thấy có chút bối rối thì phía sau đã có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy người thanh niên đang đứng ở cách đó không xa vẻ mặt vẫn như mây trôi nước chảy dường như căn bản không thèm để ý tới chuyện lò đan này sẽ nổ vậy nhìn thấy bộ dáng của đối phương như thế lại nghe thanh âm mang theo từ tính của đối phương. Trong lòng lạc đan sư cho lập tức yên ổn hơn một chút, thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy cũng ổn định lại. Dùng thủ pháp lạc hoa, bỏ tề anh thảo vào. Ngay sau đó trong tai nàng đã nghe được lời nói của đối phương. Lông mày nhướng lên, cũng không có chút do so dự nào, lạc đan sư vội vàng ném tề anh thảo ở bên cạnh vào lò đan. Âm âm, dược liệu vừa tiến vào trong lại giống như châm lửa đối dây dẫn thuốc nổ, Lò đan chấn động càng thêm kịch liệt. Bỏ mục nguyên hoa vào, thứ diệp thanh. Thanh âm tiếp tục vang lên. Biết mình không có đường lui, Lạc đan sư tiếp tục ném từng gốc dược liệu vào bên trong. Nương theo dược liệu ném vào bên trong tăng lên, lò đan chấn động càng thêm kịch liệt. Thế nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái là, bất kể nắp lò đan nhảy lên như thế nào cũng vẫn không nổ. Rõ ràng thoạt nhìn nó sắp không chịu nổi nữa, thế nhưng cũng không biết vì cái gì ngay khi đạt tới điểm mấu chốt khó có thể chịu đựng được thì nó lại quanh quẩn rồi trở về. Dù thế nào cũng nhất định không đột phá. Tất cả mọi người cũng nhìn ra chuyện quái dị như vậy, tất cả đều nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, dường như hội trưởng đã nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt người này đỏ lên, toàn thân kích động tới mức run rẩy. Ta đã biết, chuyện này, làm sao có thể có chuyện đó? Làm sao vậy hội trưởng, người đã nhớ ra cái gì rồi hay sao? một vị luyện đan sư ngũ tinh không nhịn được nhìn lại, rất nhiều luyện đan sư khác cũng đồng loạt dùng ánh mắt tập trung vào người hắn, muốn nghe lời giải thích của hắn. Nếu như ta không nhìn nhầm, là hồi toàn luyện đan pháp đã thất truyền không biết bao nhiêu năm. Nắm tay siết chặt, bởi vì quá mức khích động cho nên âm thanh của hội trưởng có chút khàn khàn. Hồi toàn luyện đan pháp, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Cái tên này, ngay cả nghe bọn họ cũng không có nghe qua, chứ đừng nói chi là biết được chương 1096, hồi toàn luyện đan pháp 2. Loại phương pháp luyện đan này nghe nói là do một vị siêu cấp của nhân luyện đan sáng lập ra. Bởi vì khi luyện chế đan dược quá mức nguy hiểm, bị tạc chết rất nhiều. Cho nên cuối cùng không có người nào dám đi thử nghiệm. Vì vậy nó đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Ta cũng chỉ ngẫu nhiên tìm đọc cổ tịch, vì vậy mới nhìn thấy qua ghi chép ở bên trên một quyển sách. Vốn ta cho rằng, đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới. Lại là thật. Hai hàm răng của hội trưởng run lên. Cái này. Nghe hắn nói lợi hại như vậy, mọi người càng thêm hiếu kỳ. Nhìn vẻ mặt của mọi người như thế, hội trưởng biết suy nghĩ của mọi người cho nên cũng không dám giấu giếm. Các người cũng nhìn thấy rồi đó. Cái lô đỉnh này nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, nhưng... Nhưng vẫn không nổ a. À. Ừm. Mọi người gật đầu. Nếu như đổi lại là bọn họ luyện đan như vậy có khả năng vừa rồi đã nổ rồi thế nhưng cũng không biết vì cái gì mà lò đan nhảy loạn cuối cùng vẫn không nổ khiến cho người ta khó có thể giải thích được bất kể là lò đan hay là cái gì nếu muốn nổ tung đều có một điểm giới hạn chuyện ấy không cần ta nói có lẽ tất cả mọi người đều biết a à. hội trưởng nói không sai mọi người lên tiếng bất kể là nổ tung hay là cái gì đều là do số lượng gây ra biến chất chỉ có đạt tới cực hạn khó có thể chịu đựng thì mới có thể chân chính gây ra nổ tung. Cũng giống như nước vậy, chỉ có đạt tới không độ thì mới có thể đóng băng, đạt tới 100 độ thì mới có thể sôi trào. Nếu như không đạt tới, mặc kệ lạnh hoặc nóng tới đâu đều là uổng công. Lò đan cũng giống vậy, không đạt tới điểm giới hạn này. Như vậy coi như có chấn động lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng nổ tung. Ý của ngươi chẳng lẽ nói là Vị luyện đan sư này biết rõ điểm giới hạn nổ tung của lò đan ở đâu, cho nên cố ý khống chế dưới giới hạn này, như vậy coi như muốn nổ tung thì cũng không có cách nào thành công hay sao? Một vị luyện đan sư như nhớ ra cái gì đó, con người co rụt lại, tràn ngập vẻ không thể tin được. Những người khác cũng đồng thời xôn xao. Mỗi một lò đan đều có điểm giới hạn không giống nhau, hơn nữa luyện chế dược vật không giống nhau thì nó cũng sẽ có biến hóa khác nhau. Làm sao hắn có thể xác định đâu là điểm giới hạn? Khiến cho hắn dám làm như vậy chứ? Trên lý luận, nếu khống chế ở dưới điểm giới hạn thì sẽ không nổ tung, thế nhưng làm sao có thể tìm được điểm giới hạn này cơ chứ? Lò đan, môi trường, hỏa diễm, dược liệu, chân khí rót vào, thủ pháp khống chế. Bất kỳ một chỗ không giống nào thì điểm giới hạn cũng sẽ không giống. Sao tên này có thể xác nhận được điểm giới hạn này, làm cho lò đan sẽ không nổ tung cơ chứ? Chuyện này cũng giống như bản thân đi trên bờ vực, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ rơi xuống dưới, ai cũng không có nắm chắc. Mà nhìn âm thanh và dung mạo của đối phương, rất rõ ràng đối phương rất là tự tin, rốt cuộc phần tự tin này đến từ chỗ nào chứ? Ta cũng không biết làm sao hắn ta lại biết điểm giới hạn. Nhưng quả thực, mỗi khi lò đan suýt nổ tung, khi bỏ một gốc dược liệu vào thì linh khí bên trong dược liệu mang theo lại có năng lực hạ thấp chấn động. Nói cách khác, sắp nổ tung thì hắn lại bỏ dược liệu vào để áp chế làm cho quá trình nổ tung lui về sau một chút nương theo dược lực tiêu hao sẽ lại một lần nữa không chịu nổi khi đó lại tiếp tục bỏ dược liệu vào cứ thế lặp lại thành vòng tròn lại thêm thủ pháp luyện chế vì vậy mới có tên gọi như vậy hội trưởng chậm rãi nói hồi toàn luyện chế pháp thì ra là thế thế nhưng loại luyện chế này có chỗ tốt gì cơ chứ một vị luyện đan sư không nhịn được hỏi một câu đã có loại phương pháp này thì nhất định sẽ có ưu thế mà những phương pháp khác không thể so bì được nếu không không có người nào bằng lòng chịu nguy hiểm lớn như vậy để luyện chế theo thủ pháp này chỗ tốt đương nhiên là có chỗ tốt rồi hội trưởng nuốt một ngụm nước bọt mọi người đều biết nội đan là đồ vật khó luyện chế nhất muốn làm cho nó hòa tan không có mấy canh giờ dùng hỏa diễm thiêu đốt thì rất khó làm được quan trọng nhất là trong mấy canh giờ này nhất định phải luôn trông coi không thể rời đi nếu không sẽ rất dễ nổ lô. Ừm. Mọi người gật đầu. Nội đan là vật chân quý nhất của linh thú, cũng là vật cuồng bạo nhất. Giống như sắt thép vậy, nếu muốn luyện hóa cũng không dễ dàng như vậy. Mỗi lần luyện chế khiến cho không ít luyện đan sư chùn bước, nhức đầu không thôi. Mà sắp nổ lò đan thì cũng đã nói rõ nội đan cũng sắp nổ tung, khi đó lực lượng sẽ tỏa ra rất là kịch liệt. Hội trưởng nói tiếp, điểm ấy rất dễ hiểu. Nếu như không phải tỏa ra lực lượng mãnh liệt như vậy thì cũng không có khả năng khiến cho lò đan to lớn như vậy không chịu nổi, dẫn tới lập tức bị nứt. Lực lượng tỏa ra kịch liệt, khi đó sẽ hòa tan rất nhanh. Nếu luôn duy trì dưới loại trạng thái này, nội đan vốn phải cần mấy canh giờ mới có thể hòa tan, chỉ sợ ngay cả 10 phút đồng hồ cũng không cần, đã có thể hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn. Hội trưởng nói, cái này, tất cả mọi người đều sững sờ. Thủ pháp luyện đan nguy hiểm như thế, thế mà chỉ là vì muốn làm cho thời gian nội đan hòa tan trở nên ngắn nhất hay sao? Như vậy cũng chẳng khác nào không muốn sống nữa a? À. Người tu luyện đều có thể kéo dài sinh mạng của mình, có đôi lúc một lần bế quan cũng đã một qua hai tháng. Thời gian đối với bọn họ không tính là gì, vì giảm bớt mấy canh giờ mà dùng thủ pháp luyện chế nguy hiểm như vậy, sốt cuộc người nọ nghĩ như thế nào vậy? Không chỉ rút ngắn thời gian không thôi. Thấy vẻ mặt của mọi người, hội trưởng khẽ lắc đầu. Nội đan nằm ở trạng thái táo bạo nhất, lại càng dễ dung hợp cùng với dược liệu, hiệu quả sau khi dung hợp cũng càng tốt. Nếu như dùng để luyện đan, như vậy không chỉ thời gian trở nên nhanh hơn mà cấp bậc đan dược nhất định cũng có thể tăng lên một bậc. Lúc này mọi người mới hiểu ra được. Mau nhìn, dược liệu đã được tinh luyện sau, sắp luyện chế thành công rồi. Ngay trong lúc mọi người đang thảo luận, khuôn mặt hội trưởng cứng lại rồi nói một tiếng mọi người đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy cổ tay lạc đan sư chấn động, ném một gốc dược liệu cuối cùng vào trong, lò đan lay động kịch liệt, nắp lò đột nhiên lóe lên, ẩm ầm mở ra, ngay sau đó có một luồng dược dịch màu vàng nhạt giống như suối phun bắn ra. Lập tức mùi hương đậm đặc lan tràn, linh khí từ trên trời buông xuống khiến cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Mùi hương đậm đặc dẫn linh, đây là dược vật cấp bậc lục phẩm. Còn người hội trưởng tức thì co rụt lại chương 1097, Vi Sư, Trương Huyền. 1. Trong truyền thuyết, đan dược lục phẩm tỏa ra hương khí, giống như sư ngôn thiên bẩm của danh sư vậy, có thể hội tụ linh khí, khiến cho phẩm chất tiến thêm một bước, có thể so với linh thạch. Hội trưởng đã sớm đạt tới luyện đan sư ngũ tinh đỉnh phong. Từ trước cho tới nay hắn luôn nếm thử luyện chế dược vật có cấp bậc cao hơn. Đáng tiếc, tu vi bản thân không đủ, lại thêm không có lão sư lợi hại chỉ điểm, cho nên chưa từng thành công qua một lần. Vốn hắn cho rằng chỉ cần tu vi không đủ thì sẽ không có khả năng luyện chế ra loại dược vật cấp bậc này. Thế nhưng khi nhìn thấy một màn này, giờ hắn mới hiểu được, căn bản không phải là như vậy. Thực lực của Lạc Đan sư so với hắn còn thấp hơn hai cấp bậc lớn, coi như nàng từ Hồng Viễn Đế quốc đến, lại thêm kiến thức bất phàm, thế nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ. Nếu nói ai có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm trước như vậy hắn cũng cảm thấy bản thân mình còn hơn nàng một bậc. Thế nhưng hiện thực cứ như vậy lại bị phá vỡ. Linh dịch mà đối phương luyện chế ra, mùi thơm nồng đậm hội tụ linh khí, khiến cho phẩm chất trong nháy mắt tăng lên, đã đạt đến cấp bậc lục phẩm. Là hắn, con người còn lại, cơ thể hội trưởng kích động tới mức run dày. Vừa rồi, quá trình luyện đan hắn cũng đã nhìn, lạc đan sư dựa theo lời nói của đối phương một cách nghiêm ngặt. Sở dĩ có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm thành công, rất rõ ràng là công lao của người thanh niên này. Chỉ bằng vào chỉ điểm cũng đã khiến cho một luyện đan sư ngũ tinh chỉ có tu vi hóa phàm lục trọng luyện chế ra đan dược lục phẩm. Như thế này cũng quá lợi hại a. À. Rốt cuộc làm sao hắn lại có thể làm được? Lục phẩm. Những người khác nghe thấy hắn nói như vậy, bờ môi của tất cả mọi người đều run rẩy. Đan dược cấp bậc càng cao thì càng khó luyện chế, bọn họ đã nghe qua luyện đan sư nhất tinh thiên phú tuyệt hảo có thể luyện chế ra đan dược nhị phẩm thế nhưng luyện đan sư ngũ tinh luyện chế ra đan dược lục phẩm chuyện này có nằm mơ bọn họ cũng không có nghĩ tới luyện chế một lần bất kể lòng tin hay là khống chế đối với dược vật sẽ tiến thêm một bước lạc đan sư này tiền đồ không thể hạn lượng đúng vậy a à, làm sao ta lại ngốc như vậy chứ vừa rồi nếu như vọt qua đó bái sư nhất định cơ hội sẽ là của ta hối hận a hát các ngươi nói xem hiện tại bái sư còn kịp nữa không chỉ sợ đã chậm. Trên mặt không ít người hiện lên vẻ hối hận. Bằng vào thân phận ngũ tinh luyện chế ra đan dược lục phẩm, chỉ bằng vào lần này đã có thể khiến cho ánh mắt, kiến thức đều có bay vọt cực lớn. Về sau muốn đột phá lục tinh cũng trở nên rất đơn giản. Vừa rồi nếu như không đợi Lạc Đan sư mở miệng mà bọn họ đã giành bái sư trước, như vậy chỉ sợ cơ hội sẽ là của mình, mà không phải giống như giờ phút này, lực bất tòng tâm, không biết làm sao. Phù bên này cảm khái cảm khái khiếp sợ không thôi như vậy lạc đan sư xem như người trong cuộc lại nhẹ nhàng thở ra một hơi nàng nhìn dược dịch đang yên tĩnh lơ lửng ở trước mắt mà kích động tới mức khuôn mặt đỏ lên thân thể mềm mại chấn động không dứt giống như người khác nói trải qua lần này nắm giữ đối với luyện đan của nàng lần nữa tăng lên một trình độ có thể đoán được luyện đan sẽ trở thành chức nghiệp huy hoàng nhất bên trong các chức nghiệm phụ trợ của nàng khi trở lại hồng viễn đế quốc cũng sẽ khiến cho rất nhiều người vì chuyện này mà khâm phục nàng. Lợi hại Khi lần nữa nhìn về phía người thanh niên đang ở cách đó không xa, trong lòng nàng càng thêm bội phục. Chỉ bằng vào trình tự chỉ điểm đã khiến cho bản thân luyện chế ra dược vật cao cấp như vậy. Bằng vào phần nhãn lực và kiến thức này, chỉ sợ ngay cả viện trưởng Hồng Viễn Luyện Đan Sư Đan Viện được gọi là đệ nhất nhân cũng khó mà bằng được. Lão Sư, rót dược dịch vào bình ngọc, nàng cung kính đi tới trước mặt thanh niên rồi đưa về phía hắn ừm tiếp nhận bình ngọc trong mắt trương huyền cũng hiện lên vẻ kích động vốn hắn cho rằng có thể luyện chế ra dược dịch cấp bậc ngũ phẩm đã là tốt lắm rồi thế nhưng không nghĩ tới dược liệu trung hòa lại có năm tuổi đủ lớn lại thêm không có chút sai lầm nào cho nên một lần đã đạt tới lục phẩm loại đồ vật cấp bậc này đưa cho viên đào sử dụng như vậy nhất định huyết mạch long tê có thể được mở ra một đoạn rất lớn khi đó thực lực sẽ có tăng vọt và biến đổi về chất. Có thể luyện chế thành công, như vậy đã nói rõ người rất có thiên phú. Tâm bái sư cũng rất là kiên định, tốt, từ hôm nay trở đi, người chính là học sinh giảng bài đan dược của ta. Cố gắng đè xuống tâm tình hưng phấn, trên mặt trương huyền lần nữa trở nên bình thản như nước, giống như việc luyện chế ra dược vật lục phẩm đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Lò đan bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, mà đối phương vẫn còn tin tưởng mình sau đó dần dần từng bước bỏ dược liệu vào cũng không có chút bối rối nào chỉ bằng vào phần tiến nhiệm này trương huyền đã biết đối phương thật tâm muốn bái sư mà không phải là qua loa cho xong đa tạ lão sư thành toàn nghe thấy cao nhân trước mắt đã đồng ý lạc đan sư hưng phấn siết chặt nắm đấm lại vội vàng quỳ gối xuống ừm người tên là gì biết đối phương thật tâm thật ý muốn bái sư trương huyền cũng thỏa mãn nhìn qua học sinh tên là lạc thất thất lão sư cũng có thể gọi con là thất thất lạc đan sư vội nói thất thất ừm về sau ta sẽ gọi ngươi là tiểu thất trương huyền gật đầu rõ vẻ mặt lạc thất thất mừng rỡ được rồi vì sư còn có chuyện khác cần làm ta đi trước vượt bia đá của kỳ chân lâu luyện chế dược dịch ở luyện đan công hội chơi đùa cũng đã được bốn năm canh giờ cái gọi là yến tiệc của thái tử hẳn cũng sắp bắt đầu danh ngạch liên quan tới hóa thanh chỉ cũng không thể chậm trễ được. Vâng, thấy hắn muốn đi, vẻ mặt lạc thất thất tràn ngập vẻ thất vọng và không nỡ. Luyện đan, không phải có thể học trong một sớm một chiều, hôm nay ta dạy ngươi như vậy, ngươi nên chậm rãi cảm ngộ. Như vậy có thể sẽ có tiến bộ rất lớn. Hiểu rõ suy nghĩ của nàng, Trương Huyền nói. Lạc thất thất lên tiếng, Trương Huyền không nói thêm lời nào nữa mà thuận tay lấy ra mấy chục viên linh thạch trung phẩm, đưa cho hội trưởng đang đứng ở cách đó không xa. Đây là tiền dược liệu. Nếu như không phải vị hội trưởng này lấy ra những dược liệu quý giá kia thì cũng không có khả năng khiến cho linh dịch đạt tới cấp bậc lục phẩm. Hắn cũng không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác, cho nên mới dựa theo giá cả bình thường để thanh toán cho đối phương. Trên đường tới luyện đan sư công hội, Tôn Cường đưa 700 viên linh thạch trung phẩm mà Lục tiểu thư kia thanh toán cho hắn. Chuyện này Sinh thời có thể nhìn thấy dược vật cấp bậc như thế luyện chế ở trước mặt là vinh hạnh của ta, sao ta có thể lấy tiền?" Hội trưởng liên tục xua xua tay. "Nhận đi." Chương 1098, Vi sư, Trương Huyền. 2. Trương Huyền thuận tay ném ra linh thạch. Đối phương không thu chính là nợ ân tình của người khác. Mà hắn không muốn nợ tình, càng không muốn liên quan tới những chuyện phiền phức sau này, cho nên còn không bằng thanh toán sòng phẳng, tiết kiệm thời gian về sau được rồi thấy đối phương cứ khăng khăng trả tiền hội trưởng biết mình đã mất đi một lần cơ hội kết giao cho nên hắn không nhịn được lắc đầu một cái cáo từ đưa linh thạch trương huyền nhấc chân đi ra ngoài lão sư con phải đi tới đâu để tìm người đây thấy hắn đã đi xa lạc thất thất vội vàng hô lớn một tiếng hai tay chắp ở sau lưng trương huyền dừng bước thanh âm nhàn nhạt vang lên vi sư trương huyền thiếu ra sao lại đi lâu như vậy mà còn chưa có đi ra cơ chứ tiệc tối của thái tử cũng sắp bắt đầu rồi a à. ở bên ngoài đại sảnh tôn cường rất là lo lắng đúng vậy a à. viên đào cũng không nhìn được rũi cổ nhìn vào bên trong chẳng qua cửa lớn của đại sảnh đóng chặt cái gì cũng không nhìn ra được sau khi trương huyền đi vào bọn họ đã chờ ở chỗ này hiện tại cũng đã qua hơn hai canh giờ ngay cả một điểm động tính cũng không có cho nên khó tránh khỏi hai người có chút gấp gáp lại nói tiệc tối của thái tử chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mục đích chính là vì tranh đoạt danh ngạch nếu như quán quân các nước chư hầu hồng phong đế quốc như hắn còn không có kịp thời xuất hiện chỉ sợ hồng sư không khóc chết mới là lạ lúc trước thi đấu danh sư hắn đã khiến cho vị danh sư ngũ tinh này khóc đủ thảm rồi nếu như lại bởi vì chuyện này khiến cho hắn nổi điên quả thật không biết lão giả này có thể chịu được một lần nữa hay không tiểu cô nương liệu ta có thể làm phiền ngươi đi vào một chuyến kêu thiếu ra nhà chúng ta đi ra hay không lại đợi một lát nữa vẫn không có động tính tôn cường không nhịn được nhìn về phía nữ tử đang đứng ở cách đó không xa chính là người phục vụ viên tiếp đãi bọn hắn trước đó cái này không được bên trong đều là luyện đan sư hơn nữa cấp bậc cũng đạt đến ngũ tinh ta không được cho phép vì tiện đi vào nếu không nhất định sẽ bị chỉ trích giáo huấn làm không cẩn thận còn sẽ bị khai trừ nữ tử này vội vàng lắc đầu luyện đan sư chính thức mới có thể tiến vào đại hội một nhân viên phục vụ như nàng nào có tư cách cái này đều là người của luyện đan sư công hội người cũng chỉ đi tìm người hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ tôn cường cau mày sẽ vậy trong ánh mắt nữ tử hiện lên vẻ kính sợ luyện đan sư là chức nghiệp thượng cửu lưu địa vị tôn sùng cực kỳ coi trọng quy củ xưa nay sẽ không làm chuyện vi phạm quy tắc và sai sót về lễ nghi các ngươi chưa thấy qua đó thôi mỗi một người bọn họ đều mặc y phục riêng chức nghiệp phong thái rất là phi phàm ngay khi nàng đang giải thích muốn nói ra vài quy củ của luyện đan sư thì đã nghe đến cánh cửa ở trước mắt kẹt kẹt một tiếng rồi mở ra lập tức nhìn thấy một đám luyện đan sư tam tinh tứ tinh giống như chó nhà có tan chạy ra có người mất mũ có người y phục bị kéo rách có người bởi vì quá mức vội vàng mà đụng đầu vào trên cây cột đá cách đó không xa thân thể nằm trên mặt đất giống như là lợn chết giống như một đám nạn dân vậy, đâu còn có nửa điểm uy nghiêm của luyện đan sư cơ chứ. Cái này, đây chính là phong thái phi phàm mà ngươi nói hay sao? Hai mắt viên đào, tôn cường tức thì trợn tròn. Hai mắt nữ tử tối sầm lại. Lúc trước nàng thường xuyên có liên hệ cùng với những luyện đan sư này a hát, mỗi một người đều rất có khí chất, mang theo hương vị người lạ chớ quấy dày, làm sao? Hiện tại lại giống như quân ô hợp chiến bại, quăng mũ cởi giáp, bối rối không nói nên lời như vậy chứ không phải bọn họ đang nghe giảng bài ở bên trong hay sao rốt cuộc đã nghe được cái gì mà sợ đến mức như vậy rốt cuộc bên trong đã nói cái gì không phải là lão sư lại kiếm chuyện ở bên trong đó chứ thấy số lượng luyện đan sư chạy đến càng ngày càng nhiều vẻ mặt mỗi một người đều hốt hoảng viên đào như nhớ tới cái gì đó mà nuốt một ngụm nước bọt cái này tôn cường sờ sờ cầm mình không nhịn được gật đầu thật ra cũng có khả năng thiếu gia cũng không phải là người quen sống yên ổn một lần thi đấu danh sư đã làm cho tất cả người dự thi đều phát điên hiện lại chạy vào đi tìm luyện đan sư ngũ tinh hỗ trợ thay mặt luyện đan liệu có thể cũng làm ra chuyện gì đó thiêu thân hay không đổi lại là những người khác hắn không dám nói thế nhưng thiếu gia thì lại không nhất định thiếu gia các ngươi làm sao có thể yên tâm đi hắn chỉ là một luyện đan sư tam tinh coi như cho hắn 10 lá gan thì hắn cũng không làm được gì cả. Từ trong khiếp sợ khôi phục lại, lại nghe thấy hai người trò chuyện, nữ tử này khẽ lắc đầu. Lão sư và thiếu gia của đối phương cũng không phải nàng chưa từng thấy qua. Đối phương chỉ là một luyện đan sư tam tinh 20 tuổi mà thôi. Loại luyện đan sư cấp bậc này, toàn bộ công hội tùy tiện có thể đưa ra được một nắm lớn, không lộ ra trước mắt người đời. Cho nên coi như kiếm chuyện thì cũng có thể làm ra cái gì cơ chứ? chuyện này cũng không chắc. Tôn Cường lắc đầu, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi, công hội chúng ta có rất nhiều luyện đan sư ngũ tinh, luyện đan sư tam tinh ở chỗ khác coi như rất lợi hại, thế nhưng ở trước mặt bọn hắn, cái gì cũng không phải. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nữ tử này khẽ lắc đầu, đang muốn nói tiếp thì chỉ thấy cửa lớn trước mắt lần nữa, kẹt kẹt, mở ra, vị, thiếu ra, trước đó đã gặp kia đang uể oải đi ra bên ngoài. Cung tiến trương đan sư, Hy vọng về sau Trương Đan sư có rảnh có thể tới đây giảng bài cho chúng ta, công hội chúng ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, vô cùng cảm kích Trương Đan sư. Ngay sau đó ba người đã thấy hội trưởng và rất nhiều trưởng lão công hội, mỗi một người đều khiêm tốn đứng ở phía sau, cũng tiến hắn rời đi, trong ánh mắt mang theo vẻ cung kính. Nữ tử này rất là muốn khóc. Không phải là không dám thở mạnh hay sao? Không phải là cái gì cũng không tính sao? Con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? chương 1099, Phủ Thái Tử 1. Đi thôi. Không để ý tới đám người hội trưởng đang cung kính tiễn đưa và nữ tử đang khóc như mưa ở bên cạnh. Trương Huyền gọi viên đào và tôn cường nhanh chóng bước ra phía ngoài. Nếu như có thời gian, nhất định hắn sẽ xem toàn bộ thư tịch trong công hội này một lần. Chỉ là lúc này không có thời gian, cho nên hắn chỉ có thể coi như không có gì, nếu sau này có cơ hội thì lại nói sau. Rời khỏi luyện đan sư công hội, trở lại xe ngựa, Trương Huyền lấy ra bình ngọc, lại đưa cho viên đào. Mỗi lần bôi lên một bộ phận ở trên da, đợi hấp thu xong thì mới lại bôi tiếp lần tiếp theo. Cố gắng tu luyện, có thể khiến cho thực lực của ngươi trong thời gian ngắn tăng trưởng hơn không ít. Đa tạ lão sư, tiếp nhận bình ngọc, viên đào rất là kích động. Dược dịch chân quý thế nào, đi theo lão sư một ngày hắn đã biết hết sức rõ ràng, lão sư vì thứ này mà đã tốn nhiều tâm huyết như vậy. Ân tình cực kỳ lớn, không thể báo đáp những linh thạch này ngươi cầm lấy đi nhất định lúc tu luyện sẽ phải dùng ngay sau đó hắn lại đưa qua mấy chục viên linh thạch trung phẩm dược dịch chỉ có thể kích hoạt thể chất nếu muốn đột phá còn cần có một lượng lớn linh lực duy trì dù sao vừa rồi hắn cũng ăn đen vị lục tiểu thư kia một khoản cho nên cũng không thiếu linh thạch biết ý tứ của lão sư viên đào tiếp nhận linh thạch tôn cường những linh thạch này ngươi cầm lấy một khi hóa thanh trì mở ra rất có thể ta sẽ phải đi tu luyện vài ngày, không rảnh chiếu cố ngươi. Ngươi cầm linh thạch, ngươi, Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lưu Dương. Lúc tu luyện ai cần thì phân cho người đó một bộ phận, đừng chậm trễ. Trương Huyền lấy ra khoảng chừng 200 viên linh thạch rồi đưa tới cho Tôn Cường. Một khi hóa thành trì mở ra, tất nhiên hắn sẽ phải vào trong đó tu luyện, những linh thạch này để cho mọi người sử dụng. Như vậy có thể giúp cho bọn hắn nhanh chóng tiến bộ yên tâm đi thiếu ra nhất định chúng ta sẽ cố gắng tu luyện tôn cường vội vàng gật đầu người khác thì không sao quan trọng nhất là ngươi nghe thấy hắn tự tin như vậy trương huyền khẽ lắc đầu nói thật đám người trịnh dương hắn cũng không quá lo lắng quan trọng nhất là tên này rất thích lười biếng nếu như không giám sát thì người này sẽ không tu luyện muốn để cho hắn nhanh chóng tăng thực lực lên quả thực nhức đầu ây biết ý tứ của thiếu gia, Tôn Cường rất là xấu hổ. Được rồi, đây là bảo vật chúng ta lấy được từ kỳ chân lâu. Người phân cho mọi người một chút, nếu như không dùng thì tìm người bán đi giúp ta, đổi thành linh thạch. Cổ tay khẽ đảo, lại đưa chiếc giới chỉ chữ vật mà cam nhất bình cho hắn về phía đối phương. Đồ vật của kỳ chân lâu hắn giữ lại băng vũ kiếm, pháp bảo này có thể tấn thăng. Còn những thứ khác có cũng được mà không có cũng không sao, còn không bằng bán đi, đổi thêm một chút linh thạch để tiêu dùng. Rõ. Tiếp nhận bảo vật, Tôn Cường mở miệng đồng ý một tiếng. Những chuyện này giao cho hắn đi làm, không có gì phải lo lắng, Trương Huyền không nói thêm lời nào nữa. Biết mình không có thời gian cho nên xe ngựa chạy rất nhanh, sau hơn nửa canh giờ đã trở lại chỗ ở trước đó. Mới đi đến trước cửa thì đã thấy Hồng Sư mang theo vẻ mặt gấp gáp đang chờ. Mà Tất Giang Hải và La Tuyền cũng chờ ở phía sau. Hóa thanh trì, mỗi nước chư hầu chỉ có 3 danh ngạch. Chỉ có 3 hạng đầu trong thi đấu danh sư mới có tư cách tiến vào. Hôm nay mở tiệc tối cũng là vì muốn một lần nữa sắp xếp lại danh ngạch, mà hai người này cũng có tư cách đi qua. Bọn hắn muốn nhìn một chút, nhìn xem rốt cuộc đối phương muốn dùng phương pháp gì quyết định vận mệnh của bọn hắn. Trương sư, rốt cuộc ngươi đã về, không có xảy ra chuyện gì đó chứ. Nếu thực sự có việc, nhất định phải nói sớm, như vậy ta cũng dễ tìm lão sư hỗ trợ giải quyết thấy rốt cục hắn đã trở về, Hồng Sư kích động tới mức thiếu chút nữa đã khóc lên. Sau khi từ chỗ đám người la chiêu, Phùng Vũ trở về hắn đã đến tìm Trương Sư, kết quả. Đợi dòng dã ba, bốn canh giờ, ngay cả bóng quỷ cũng không có thấy. Hắn đang lo lắng đối phương lại chạy đến nơi nào đó kiếm chuyện, cho nên mới không trở về được. Nơi này không thể so với chỗ của 28 thế lực, cũng không phải là vạn quốc liên minh. Bằng vào thực lực của hắn đã có thể nhẹ nhõm giải quyết ở đế đô của huyến vũ đế quốc vẫn nên khiêm tốn một ít thì tốt hơn. Nếu không, một khi gây ra chuyện thì cũng chỉ có thể tìm lão sư đường chủ vệ giang để giải quyết mà thôi. Yên tâm đi, chỉ là đi luyện đan sư công hội luyện đan dược, không có việc gì cả. Thấy hắn lo lắng tới mức này, Trương Huyền rất là im lặng giải thích một chút. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi dùng ánh mắt gì nhìn ta vậy? Ta là người ưa thích gây chuyện như thế sao? Bất kể nói thế nào thì ta cũng là danh sư, là người có thân phận. Dưới tình huống người khác không chọc ta, làm sao có thể ta có thể làm loạn khắp nơi được chứ? Nhìn ngươi xem, nói gần nói xa giống như ta là phá hoại chi vương vậy. Đi đến nơi nào cũng không yên lòng. Nếu như Hồng Sư biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ dương dưng gật đầu. Ngươi không phải phá hoại chi vương thì là cái gì chứ? Quỷ vực huyễn thành, thiên tinh cờ, đào hà chi thư của ta, tộc nhân dị linh tộc à ta thật vất vả mới bắt được. Không nghĩ tới thì không sao, vừa nghĩ tới trái tim của ta gần như muốn ngừng đập. Không có việc gì là tốt rồi, tiệc tối sắp bắt đầu, chúng ta nhanh chóng qua đó một chút đi. Biết không có thời gian để nhiều lời, Hồng Sư cũng không xoắn suýt nữa mà nói một tiếng. Bốn người lập tức đi tới phủ thái tử ở cách đó không xa. Đông cung mà Diệp Tiền ở lại cách nơi này chẳng qua chỉ có vài trăm mét mà thôi, rất nhanh đã đi tới trước mặt. Mấy người lại lấy thư mời đưa ra. Mấy vị, xin mời vào bên trong. Nhìn thấy thư mời, binh sĩ phụ trách thủ vệ lập tức dẫn đường ở phía trước. Vị tiểu ca này, ta muốn hỏi một chút, phùng sư của Phong Nguyên Đế quốc, La sư của Tiềm Phong Đế quốc và Trần sư của Trục Nguyệt Đế quốc đã tới hay chưa? Trong lúc đi theo sau lưng đối phương, Hồng sư hỏi. La sư của Tiềm Phong Đế quốc chính là La Chiêu mà trước đó đã bị hắn vơ vét một lần còn trần sư của trục nguyệt đế quốc thì là lão giả ở cùng La Chiêu trước đó. Hai người này cộng thêm Phùng Vũ, đều là người phụ trách danh sư đường của Tứ Đại Chư Hầu. Ba người này cũng giống như hắn, đều là người chủ trì thi đấu danh sư ở trong phạm vi của mình. Bọn họ đã đến được nửa canh giờ. Binh sĩ gật đầu. Nửa canh giờ. Khóe miệng hồng sư giật giật một cái. Hắn còn tưởng rằng đối phương còn chưa tới, như vậy về thời gian còn có thể giành được tiên cơ, thế nhưng không nghĩ tới đối phương đã đến được nửa canh giờ. Lâu như vậy, không phải đã quyết định được danh ngạch rồi đó chứ. chương 1100, Phủ Thái Tử 2 Tiệc tối, chẳng lẽ đã bắt đầu, ta không tới chậm đó chứ? Nếu như đã chậm, như vậy quấy giày Thái Tử sẽ không tốt. Trần chờ một chút, Hồng Sư có chút lúng túng nói. Tiệc tối còn chưa bắt đầu, Thái Tử đi mời Lục Công Chúa, mời bọn họ tham gia tiệc từ lúc đi cho tới bây giờ vẫn còn chưa có trở về. Binh sĩ lắc đầu, còn chưa bắt đầu, vậy là tốt rồi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cổ tay hồng sư khẽ đảo, đưa ra một viên linh thạch. Đa tạ tiểu ca, khách khí, thấy hắn hào phóng như vậy, trực tiếp đưa ra một viên linh thạch trung phẩm, ánh mắt binh sĩ sáng lên, lại vội vàng thu gọn. Khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía mấy người, thái độ cũng trở nên hiền lành hơn rất nhiều, hạ thấp giọng nói chuyện tiệc tối lần này ta nghe nói là vì xác nhận danh ngạch tiến vào hóa thanh trì. Cũng không biết thái tử quyết định quy củ như thế nào, chúng ta có thể lấy được hay không? Hồng sư cười khổ lắc đầu. Cụ thể là quy củ gì thì ta cũng không biết, chỉ là... Ta nghe nói, mục đích chủ yếu của buổi dạ tiệc này là đón tiếp thiên tài tới từ Hồng Viễn danh sư học viện. Thuận tiện cũng để cho thiên tài các nước chư hầu gặp mặt học trưởng một chút. Đón tiếp, ý của ngươi là, bốn vị kia cũng tới. Hồng Sư sững sờ. Trước đó hắn đã nghe La Chiêu nói, Thái tử muốn lấy bốn danh ngạch chính là vì muốn tặng cho mấy vị thiên tài từ danh sư học viện tới đây. Vốn hắn cho rằng buổi giả dạ tiệc này chỉ là giải quyết vấn đề nội bộ của nhóm người mình, không nghĩ tới Thái tử cũng mời bốn vị này tới đây. Chẳng lẽ, phương pháp lựa chọn danh ngạch lại có quan hệ với bọn họ hay sao? Thân thể chấn động, đột nhiên Hồng Sư như nghĩ đến cái gì đó. Ta không biết, chỉ có điều, ta đoán chỉ cần bọn họ mở miệng thì nhất định thái tử sẽ không dám cự tuyệt. Trước mắt đám người la sư đã chuẩn bị không ít đồ vật, xem như lễ vật để kết giao sớm. Ta thấy các ngươi cũng nên chuẩn bị một chút, lo trước khỏi họa. Binh sĩ liếc mắt nhìn hai phía, rồi lại hạ giọng nói. Lễ vật, sắc mặt hồng sư tái nhợt. Toàn bộ thân gia của hắn đều bị mặt hàng ở phía sau hủy trong lúc thi đấu danh sư rồi, coi như muốn cầm ra thì cũng không bỏ ra nổi thứ gì tốt a dù sao đối phương cũng là người từ hồng viễn đế quốc tới tầm mắt cực cao bảo vật bình thường sẽ không thể nào để ý tới được không nhìn thấy sắc mặt của hắn binh sĩ kia lại cảm khái gật đầu nói đúng vậy a à, nhiều lễ sẽ không bị trách a à. chuẩn bị một chút bảo vật nhất định có thể gia tăng hảo cảm đến lúc đó chuyện danh ngạch cũng sẽ trở nên đơn giản được rồi sảnh yến hội đang ngay ở phía trước ta chỉ đưa các vị đến nơi này được thôi đa tạ biết một viên linh thạch vừa rồi đã phát huy tác dụng cho nên người ta mới nói nhiều với đám người mình như vậy, Hồng Sư vội vàng ôm quyền cảm tạ. Bất cứ lúc nào chỗ nào, tiền bâu ơ cũng không có uổng phí. Biết được những tin tức này, dù sao cũng so tốt hơn so với cái gì cũng không biết, không cần phải u u mê mê đi vào bên trong. Chỉ là, biết nguyên do, phiền não mới lại tới. Lễ vật, phải tìm cái gì mới có thể khiến cho cho hai mắt người khác tỏa sáng đây nếu như đào hà chi thư còn thì tốt dù là tộc nhân dị linh tộc cũng được a hát xoa xoa mi tâm vẻ mặt hồng sư như ăn phải mướp đắng nếu như mấy thứ bảo vật trước đó không có bị hủy đi như vậy tùy tiện lấy ra một cái coi như đối phương là người của hồng viễn đế quốc thì hắn cũng có thể cam đoan khiến cho hai mắt đối phương sáng lên nhưng bây giờ hồng sư làm sao vậy thấy vẻ mặt hắn khó coi trương huyền đi tới rồi hỏi một câu không có gì hắn vội vàng lắc đầu đồ vật đã bị hủy có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng việc cấp bách hiện tại là làm sao có thể làm được như lời binh sĩ nói giữ gìn mối quan hệ với bốn vị học trưởng kia có phải ngươi lo lắng tới chuyện lễ vật hay không la tuyền ở bên cạnh khẽ hỏi đúng vậy a à. hồng sư gật đầu lễ vật sớm biết như vậy ta sẽ không mang đám đồ chơi kia cho tôn cường thấy hắn lo lắng chuyện này trương huyền không nhịn được khẽ lắc đầu hắn còn tưởng rằng là cái gì lễ vật mới vừa rồi hắn đã quét sạch kỳ chân lâu kia cho nên trên người đúng là không thiếu chỉ là vừa rồi hắn mới đưa đồ vật cho tôn cường nếu lại chạy về lấy đi cũng không biết có kịp hay không kỳ thật cũng không cần thiết phải để tâm vào chuyện vụn vật như thế a à. tuyển chọn danh ngạch nhất định sẽ có có quan hệ với năng lực danh sư nếu như lễ vật có tác dụng như vậy nhất định người người đều sẽ là bè lũ su nịnh cũng không cần học tập làm gì cả người có thể đi vào hóa thanh chỉ nhất định đều sẽ đi tới danh sư học viện nếu như muốn phán quyết ra ba danh ngạch như vậy tất nhiên sẽ phải là nội dung liên quan tới danh sư cho nên cái gọi là lễ vật chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi có lẽ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn chỉ mong là như vậy a à. hồng sư cũng biết những chuyện này chỉ là trong lòng vẫn có chút không yên đúng rồi hồng sư người đi tìm đám người phùng sư gây phiền phức có được tin tức hữu dụng gì hay không đột nhiên trương huyền nhớ tới chuyện trước đó hắn đã thương nghị với đối phương hắn không nhịn được hỏi một câu a à, cũng lấy được một chút tin tức là tin tức liên quan tới bốn vị thiên tài của danh sư học viện gật gật đầu hồng sư đang muốn nói tới chuyện đám người lục công chúa một chút thì đã nghe có một tiếng bước chân chuyển đến ngay sau đó đã có một đạo thanh âm vang lên hồng thiền đây chính là thiên tài mà ngươi chọn hay sao thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt ngay sau đó đã có một đạo thân ảnh từ phía trước đại sảnh đi ra, chính là La Chiêu danh sư của tiềm phong đế quốc. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1100